hiệu quả của hoa thanh đã được các cơ quan y tế ở Âu, Mỹ kiểm nghiệm, cũng bắt đầu được đưa vào vận dụng nhưng ở nước ta vẫn ở giai đoạn đầu. Chẳng qua Trường Đại học Y Thượng Hải và Công ty Công trình Sinh vật Thương Lãng vẫn đang nghiên cứu việc này. Bây giờ đã tiến vào giai đoạn sản xuất cho nên mới quyết định thành lập trụ sở nguyên liệu ở Hưng An. Em rất tự tin vào hiệu quả của nó, đây là thứ không thể thiếu trong thực phẩm dinh dưỡng. Hưng An Minh rất nhiệt tình khi Thương Lãng đến khảo sát, có thể nói là hơn bất cứ nơi nào khác. Hơn nữa thị xã này còn đưa ra chính sách ưu đãi nên em sau khi tổng hợp liền cảm thấy có thể thành lập trụ sở nguyên liệu cấp 1. Ngoài ra em còn cân nhắc trong năm nay đưa hoa thanh vào trong sản phẩm. Trường Xuyên càng lúc càng vui mừng với ngành sản xuất dược và sản phẩm bảo vệ sức khỏe, có lẽ ngành sản xuất này đạt lợi nhuận quá khổng lồ. Từ công ty dược Thương Lãng ở Tân Châu đến Hoàn Trung, tới công ty công trình sinh vật Thương Lãng, đến công ty trách nhiệm hữu hạn nguyên liệu sinh vật Thương Lãng chuẩn bị được đầu tư, gần như đã hình thành một vòng tròn khép kín. Thêm cả công ty nghiên cứu do công ty dược Thương Lãng thành lập chung với Đại học Y Thượng Hải, Đại học An Nguyên cũng đang hoạt động tốt. Điều này càng khiến Trường Xuyên tự tin tiến thêm trong ngành sản xuất này. Anh, Trường Xuyên nói có lý. Bây giờ vay vốn ngân hàng với lãi suất thấp, kinh tế Trung Quốc đang ảm đạm, chính quyền địa phương các nơi đều đưa các chính sách ưu đãi cổ vũ đầu tư. Thương Lãng chúng ta năm ngoái được bầu là tập đoàn tín dụng cấp AA, vay vốn ngân hàng là không vấn đề gì. Nếu như không nắm bắt cơ hội này mở rộng thì một khi tình hình trong nước và quốc tế khôi phục thì lãi suất sẽ tăng, giá trị sản xuất cao. Đức Sơn nói, mặc dù như vậy nhưng cũng cần phải cân nhắc cho kỹ, nhất là mảng tài chính và xây dựng. Nhưng ngành sản xuất dược, dược thiên nhiên nếu có đủ kỹ thuật và lực lượng nghiên cứu đảm bảo thì về sau sẽ phát triển nhanh hơn nữa. Triệu Quốc Đống gật đầu nói, nhưng anh hy vọng Thương Lãng đi chắc từng bước, không nên mơ tưởng quá xa. Công ty công trình sinh vật Thương Lãng năm nay đạt hiệu quả tốt, nên thừa ngọn gió này mà tiếp tục khai thác và chiếm lĩnh thị trường, tạo thương hiệu vàng. Trong mỗi một ngành sản xuất mà chúng ta tiến vào, anh hy vọng Thương Lãng đều đứng top 3. Anh, bởi vì cân nhắc đến sự phát triển lâu dài của tập đoàn nên em mới đang suy tính bố trí trước. Sau này sản phẩm chủ yếu của công ty công trình sinh vật Thương Lãng chính là sản phẩm bảo vệ sức khỏe thiên nhiên, có nhu cầu lớn về nguyên liệu. Sớm đảm bảo được việc này sẽ khiến công ty sinh vật Thương Lãng phát triển nhanh hơn nữa. Trường Xuyên nói, hơn nữa quy mô đầu tư giai đoạn 1 không lớn. Dự tính không quá 50 triệu, chủ yếu là để nhập khẩu thiết bị tinh chế, giá cả đắt một chút. Còn về đất và xây dựng thì chính quyền địa phương có ưu đãi lớn về chính sách, hơn nữa việc trồng trọt trên quy mô lớn của công ty, địa phương cũng sẽ hết lòng ủng hộ. Lưu Nhược Đồng rất vui vẻ nghe mấy anh em nói chuyện về phương hướng phát triển trong năm của Thương Lãng. Cô có thể nhìn ra hai anh em Trường Xuyên rất tôn trọng Triệu Quốc Đống, hơn nữa đây là tôn trọng thật tâm. Mà Triệu Quốc Đống biểu hiện rất bình thường. Chỉ nói ra ý kiến của mình, không can thiệp vào quy hoạch phát triển của tập đoàn Thương Lãng, điều này càng làm Lưu Nhược Đồng tò mò. Thương Lãng đi đến bước này thì quy mô đã có thể so sánh với tập đoàn của Lưu Gia. Chẳng qua người ngoài không hiểu mấy về Triệu Gia, nguyên nhân chủ yếu là do Trường Xuyên chủ tịch tập đoàn Thương Lãng không nhận phỏng vấn. Mấy việc phỏng vấn đều do Phó Tổng Giám đốc Khuất Bình và Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Mễ Linh tham gia. Nếu không phải Phó Tổng Giám đốc Đức Sơn nổi tiếng ở làng giải trí thì sợ người ngoài hiểu càng ít về Thương Lãng. Khi Phòng Tử Toàn đến nói muốn bàn với anh em Triệu Gia, Lưu Nhược Đồng mới cả thấy người bạn rất trầm lắng của chồng mình chỉ sợ có quan hệ mật thiết với Triệu Gia, thậm chí không kém gì so với Dương Thiên Bồi cùng Kiều Huy kia. Xem ra cũng có quan hệ kinh doanh với Triệu Gia. Mặc dù cô cũng muốn biết anh em của chồng và Phòng Tử Toàn này làm gì, nhưng cô cũng biết mình không nên hiểu hết. Vì thế cô đi ra ngoài để mọi người nói chuyện. Công ty năng lượng quốc toàn năm nay cũng rất khó khăn, chẳng qua mọi người đã sớm chuẩn bị tư tưởng nên không thèm để ý. Ngược lại mọi người còn thấy đó là cơ hội. Triệu Quốc Đống và Trường Xuyên đều cực lực chủ trương công ty năng lượng quốc toàn phải mở rộng quy mô, tăng cường quản lý và kỹ thuật. Trước khi Phòng Tử Toàn tới, ba anh em Triệu Gia đã nhất định năm nay tăng vốn đầu tư vào công ty năng lượng quốc toàn, xúc tiến công ty năng lượng quốc toàn mở rộng thêm. Tiến một bước mạnh về quy mô, năng lực, tạo thành một dây chuyền sản xuất khép kín. Triệu Quốc Đống phán đoán sau năm 2000 kinh tế Trung Quốc sẽ nhanh chóng hồi phục. Năm 2001 năm cùng 2002, kinh tế Trung Quốc sẽ cất cánh, đến năm 2003 thì công ty năng lượng quốc toàn sẽ là con gà đẻ trứng vàng. Điều này có nghĩa năm nay là cơ hội cuối cùng để mở rộng. Thời gian trước mặc dù mua lại không ít mỏ nhưng vẫn còn nhỏ, xây dựng nhà máy luyện than khá chậm. Năm nay phải tăng tiến độ.
Thương Lãng sẽ cung cấp khoảng 100 triệu tiền mặt để công ty năng lượng quốc toàn tiến hành mua lại mỏ trên quy mô lớn, đồng thời cung cấp 100 triệu tiền đảm bảo cho công ty năng lượng quốc toàn. Nói cách khác, năm nay công ty năng lượng quốc toàn sẽ có 200 triệu tài chính để mở rộng. Theo ý của Triệu Quốc Đống, muốn cho công ty năng lượng quốc toàn trong thời gian ngắn biến thành gã khổng lồ trong ngành than. Phòng Tử Toàn đương nhiên là rất vui vẻ. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng nhắc công ty năng lượng quốc toàn mua lại các mỏ thì cũng phải đảm bảo việc hoạt động. Triệu Quốc Đống từ Hứa Vĩ biết Phòng Tử Toàn vẫn làm theo ý của mình ở việc này. Điều này làm hắn có chút yên tâm. Quyển 11, chương 30. Chiều mùng 2, Triệu Quốc Đống cùng Lưu Nhược Đồng lên Bắc Kinh. Theo thông lệ thì hắn muốn ăn bữa cơm với người Lưu gia, tâm sự. Lịch hai ngày coi như kín. Hai anh em Lưu Thác, Lưu Nham tất nhiên muốn nói chuyện với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống thành con rể Lưu gia nên bớt sự xa cách hơn trước, nói chuyện cũng không phải e ngại quá nhiều. Nói từ mấy hội nghị mà Trung ương tổ chức năm trước đến bàn về tình hình Trung Quốc năm nay. Ba người đều chú ý tới Trung ương rất chú trọng đến nông thôn và công tác nông thôn. Trong hội nghị công tác nông thôn của Trung ương cùng ý kiến về công tác nông thôn và sản xuất nông nghiệp năm 2000 của Quốc vụ viện đều chỉ rõ năm nay phải điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp và sức lao động trong sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy nông dân tăng thêm thu nhập. Vấn đề tam nông sớm muộn cũng thành một chướng ngại trong sự phát triển của Trung Quốc. Lưu Thác hút một hơi thuốc và nói. Trước đây ở cơ quan còn không thấy, bây giờ xuống tỉnh mới hiểu rõ nhiều chuyện. Anh tự nhận mình là người thực tế. Làm ở ban tổ chức cán bộ thì đều nói mấy thứ hư vô. Nhưng muốn làm hư vô thì phải làm việc thật, phải thăm dò rõ tình hình bên dưới thì mới có thể đưa ra được ý kiến của mình. Đi xuống, anh rất giật mình về vấn đề ở nông thôn. Quốc Đống, chú thường xuyên ở cơ sở thì có lẽ cảm nhận càng sâu sắc phải không? Triệu Quốc Đống nghe Lưu Thác hỏi liền gật đầu nói. Vấn đề đúng là rất nhiều, hơn nữa cũng là rất sâu rộng. Nhưng xét cho cùng chỉ là một, đó là nông dân quá nghèo. Không có việc làm thêm, tăng thu nhập quá khó khăn, đây là vấn đề mấu chốt, không giải quyết được vấn đề này thì mọi thứ là vô ích. Ừ, Quốc Đống, chú nhìn rất đúng. Vấn đề tam nông có căn nguyên là nông dân. Trung ương đầu tư quá ít vào nông thôn, sản xuất nông nghiệp lạc hậu, tăng sản lượng khó khăn, phương tiện trụ cột ở nông thôn kém, tăng thu nhập cho nông dân gần như không có đường ra, mấy vấn đề này càng lúc càng rõ ràng. Trung ương cũng dần cảm nhận rõ. Anh đoán sau này trong thời gian dài Trung ương sẽ tập trung giải quyết vấn đề tam nông. Triệu Quốc Đống không khỏi phục sức quan sát và phán đoán của Lưu Thác. Vấn đề tam nông mặc dù sớm nói ra nhưng do tốc độ tăng trưởng kinh tế tốt của Trung Quốc khiến vấn đề tam nông bị bỏ sang bên. Giống như chỉ cần sản xuất công nghiệp phát triển thì tất cả sẽ được giải quyết. Nhưng theo các nhà máy xã, thị trấn suy thoái, những vấn đề được giấu bắt đầu trồi lên. Triệu Quốc Đống vô tình nhớ có một vị bí thư đảng ủy xã nào đó đã viết ba câu. Nông dân thật khổ, nông thôn thật nghèo, nông nghiệp thật nguy hiểm. Ba câu này như tiếng gõ vào kim loại nói hết tình hình thực trạng của nông thôn. Nhưng bây giờ chính quyền địa phương các nơi đều đặt chú ý vào việc làm như thế nào phát triển công nghiệp, làm như thế nào đạt thành tích huy hoàng nên không quan tâm tới vấn đề nông thôn. Trong lúc nhất thời, Triệu Quốc Đống đột nhiên tỉnh ra và phát hiện mình hình như cũng có tâm tính như thế. Nếu không phải Lưu Thác nhắc tới thì hắn đúng là quên mất biến hóa trong một thời gian khá dài. Vấn đề tam nông càng lúc càng được chú ý, chú trọng giải quyết vấn đề tam nông chưa chắc đã thành công, nhưng tuyệt đối có sức hấp dẫn. Mà không coi trọng vấn đề tam nông thì sớm muộn sẽ có chuyện. Trung Quốc bây giờ đang trong thời kỳ cải cách, xuất hiện vài vấn đề là bình thường nhưng làm như thế nào phân tích đâu là mâu thuẫn chủ yếu, đâu là thứ yếu, mâu thuẫn chủ yếu ở đâu, thứ yếu ở phương diện gì. Cùng với làm như thế nào lợi dụng quan hệ giữa chúng mà giải quyết tốt các vấn đề chính là thử thách trí tuệ chính trị của lãnh đạo các cấp, thử thách năng lực chấp chính của lãnh đạo. Lưu Thác trầm giọng nói. Vấn đề tam nông càng lúc càng trở thành tâm điểm. Quốc Đống, chú làm ở cơ sở càng phải nắm chắc. Làm như thế nào thông qua phát triển kinh tế hóa giải mâu thuẫn ở vấn đề này thì có nhiều việc cần làm. Triệu Quốc Đống biết lời Lưu Thác có ý ám chỉ nên khẽ gật đầu. Không hổ người từ ban tổ chức cán bộ Trung ương đi ra, thoáng cái đã nắm bắt được trọng tâm của vấn đề. Trung ương năm nay coi trọng công tác nông thôn và sản xuất nông nghiệp như vậy, bên dưới nên làm như thế nào? Lưu Nham cũng có chút phục ông anh. Nếu như nói ông anh trước đây ở ban tổ chức cán bộ Trung ương là viên ngọc trong hộp thì bây giờ càng thêm chói mắt, nhìn nhận vấn đề cũng tăng lên. Chỉ bằng lời nói vừa nãy đã coi như kinh điển. Quốc Đống, Lưu Kiều đã nói với anh về suy nghĩ của chú. Phải nói ý tưởng tổng thể của chú là đúng,
Bây giờ bên trên khi khảo sát đề bạt cán bộ mặc dù trên danh nghĩa nói bốn chữ đức, năng, cần, kiệm, nhưng theo anh thấy chỉ chú trọng hai điểm là đức, năng. Lưu Thác đương nhiên hiểu rõ quan điểm phân công cán bộ của Trung ương. Đức là trụ cột căn bản, nhưng có thể lên đến vị trí nhất định thì chỉ đức không là không đủ, nhưng ít nhất khi tổ chức khảo sát nhiều lần sẽ thấy rõ. Trừ khi là khi lên chức có sự nghiêng hẳn. Vậy quan trọng nhất là chữ năng, còn mấy chữ khác chỉ là bổ sung mà thôi. Làm lãnh đạo cần phải có năng lực. Chú phải thể hiện tài năng của mình trong lúc thích hợp, phải để lãnh đạo cấp trên phát hiện ra chú có thể đảm nhiệm công việc quan trọng hơn, hơn nữa còn có thể làm tốt. Làm được điều này thêm cả cơ hội và quan hệ thích hợp thì chú sẽ đủ điều kiện lên chức. Lưu Thác nhìn Triệu Quốc Đống rồi nói. Chú nắm bắt hạng mục quốc tế hoa tâm là đúng. Lĩnh vực hệ thống mạch điện đầu tư quá lớn và tăng trưởng kinh tế là điều không ai có thể bỏ qua. Nhưng nó có thể đến nơi chú công tác hay không thực ra không ảnh hưởng. Chủ yếu nằm ở chỗ chú dự tính trước về hạng mục này, còn được đối tác đánh giá cao. Như vậy ánh mắt và hiệu quả của chú đã làm lãnh đạo có cái nhìn mới. Về phần hạng mục đầu tư vào Ando, từ góc độ nào đó mà nói lại tốt cho chú. Bởi vì chú chứng minh năng lực của mình, còn hạng mục vào Ando chỉ là do Ando có phương tiện trụ cột tốt hơn. Làm việc không thể chỉ vùi đầu kéo xe, cần ngẩng đầu nhìn đường. Lưu Thác thấy Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ liền xua tay nói. Phát triển kinh tế trong thời gian khá dài sau đây vẫn là công việc chính của đảng ủy, chính quyền các cấp. Nhưng trong từng giai đoạn nhất định hoặc từng hoàn cảnh chính trị nhất định thì phải suy nghĩ xem công việc đặc thù là gì. Ví dụ vấn đề tam nông, Trung ương đưa lên độ cao mới thì chính quyền địa phương cần làm gì? Theo anh thấy nếu như nơi nào có thể khởi động trước, tìm kiếm cách giải quyết vấn đề tam nông, cho dù trong cách làm cụ thể xuất hiện vấn đề thì cũng sẽ khiến cấp trên chú ý. Nếu được thành tích thì càng tốt. Thấy vẻ mặt Triệu Quốc Đống hơi đổi, Lưu Thác cười nói. Quốc Đống, có phải cảm thấy lời nói và quan điểm của anh quá ích kỷ không? Triệu Quốc Đống hơi ngẩn ra, Lưu Thác quan sát quá giỏi. Hắn trước đó còn cảm thấy Lưu Thác khác với những cán bộ thường thấy, không ngờ nói vài câu khiến cảm tưởng của Triệu Quốc Đống với y giảm đi. Chẳng qua đối phương lập tức phát hiện nên hỏi làm hắn không biết nói gì. Chẳng qua Lưu Thác không để Triệu Quốc Đống trả lời, y nói tiếp. Chỉ cần vì một mục đích tốt đẹp thì anh cảm thấy vấn đề hình thức không quá quan trọng. Lời nói, cách làm, hành động đều được, mục đích cuối cùng là gì? Không phải vì thực hiện một kết quả nào đó sao? Vấn đề tam nông một người có thể giải quyết được sao? Không thể, nhưng chú có thể làm vì mục đích nào đó, mà chú làm có thể được lãnh đạo cấp trên thừa nhận. Có lẽ kinh nghiệm của chú áp dụng được sang nơi khác, làm nông dân nơi khác được lợi, mà chú có lẽ sẽ được lãnh đạo coi trọng sử dụng, đề bạt lên vị trí cao hơn. Lưu Thác nói như con dao sắc bén mở ta chiếc khăn che mặt của Triệu Quốc Đống. Quan điểm này cũng chính là vì đạt mục đích tốt đẹp mà có thể không từ thủ đoạn. Triệu Quốc Đống phải thừa nhận quan điểm của Lưu Thác rất chính xác. Nhưng áp dụng trong công việc cụ thể là như thế nào thì cần phải tính toán. Vấn đề tam nông, vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Quyển 11, chương 31. Đến khi rời khỏi Bắc Kinh, Triệu Quốc Đống vẫn cân nhắc chuyện Lưu Thác nói với mình. Trong hai ngày ở Bắc Kinh, Triệu Quốc Đống khá bận. Những mối quan hệ mật thiết với Lưu gia hắn đều phải tới như Phó trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương, Trương Nhược Cốc, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc gia, Mã Minh Sơn, mấy lãnh đạo cao cấp trong quân đội. Mặc dù công việc không dính tới nhưng quan hệ có thể duy trì có nghĩa Lưu gia đứng ở tuyến trên. Hứa Gia Ninh không về Bắc Kinh, y là chủ tịch tỉnh Quế nên Tết hầu hết tại tỉnh, coi như chúc Tết các nhân viên trực ban. Giống như Liễu Đạo Nguyên vậy phải chờ đến tầm mùng năm mới xem có thể về Ando hay không. Lưu Trọng Bình có về Bắc Kinh, Triệu Quốc Đống cũng đến gặp ngôi sao mới của Lưu gia trong quân đội. Mặc dù hai người không có tiếng nói chung về công việc nhưng khi trao đổi về vấn đề quốc tế thì Lưu Trọng Bình đánh giá rất cao Triệu Quốc Đống. Theo tuổi và xu thế phát triển của Lưu Trọng Bình, y lên làm thượng tướng là sớm muộn. Mà biểu hiện của Lưu Trọng Bình trong quân đội cũng khiến người ngoài cảm nhận được sức ảnh hưởng của Lưu gia trong quân đội dần khôi phục. Dù sao Lưu lão gia tử vẫn sống thì Lưu gia không dễ suy sụp. Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy trước mình đánh giá hơi thấp Lưu gia. Hắn vốn nghĩ Lưu gia chia rẽ, khó có thể tụ tập lại được. Nhưng bây giờ hắn thấy lực hướng tâm hơn xa lực ly tâm, nhất là có ba người Lưu Thác, Hứa Gia Ninh, Lưu Trọng Bình đang lên khiến cho quần thể này phát huy tác dụng rất lớn. Hắn bây giờ giống như em của Lưu Kiều, tạm thời chưa thể lợi dụng vầng sáng của vòng tròn này, chủ yếu phải dựa vào quan hệ của hắn mà đạt vị trí.
chỉ khi hắn đến một giai đoạn nhất định thì mấy quan hệ ẩn giấu mới phát huy tác dụng của nó. Đó là chênh lệch. Chẳng qua lời Lưu Thác nói hình như có vài ý đồ ám chỉ nào đó, chẳng qua trong lúc nhất thời Triệu Quốc Đống không rõ. Lưu Kiều ở Bắc Kinh đã trao đổi nhiều với Triệu Quốc Đống. Cô đúng là rất tò mò về Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống cũng không giấu giếm mà nói về suy nghĩ của mình. Công việc kinh doanh không phải trọng tâm của hắn, đó là việc của Trường Xuyên, Đức Sơn, Vân Hải, hắn muốn dồn tâm trí vào tiến bộ trong chính trị. Lưu Kiều sau khi xác minh quan điểm của Triệu Quốc Đống thì có chút nuối tiếc. Theo cô thấy với thiên phú kinh doanh của Triệu Quốc Đống nếu hắn tiến vào thương thường thì có lẽ vài năm là tạo thành đế quốc thương mại. Nhưng mỗi người có lý tưởng khác nhau, cũng không thể nói Triệu Quốc Đống vào chính trị là không hay. Triệu Quốc Đống và Lưu Kiều khi nói chuyện với Quốc tế Hoa Tâm thì hắn cũng nhờ Lưu Kiều. Lưu Kiều đang tích cực liên lạc, mặc dù công ty đầu tư Trung Hoa không quá coi trọng hạng mục đầu tư quy mô lớn như vậy nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc Lưu Kiều lấy thân phận cá nhân giúp Triệu Quốc Đống. Bên phía Đài Loan theo như Lưu Kiều nói thì nhất định không để Quốc tế Hoa Tâm một mình thâu tóm thị trường Trung Quốc. Lưu Kiều thông qua vài con đường liên lạc với Tập đoàn Điện tử Đài Loan cùng Điện tử Hoa Liên. Tập đoàn Điện tử Đài Loan có thái độ khá mập mờ, nhưng Điện tử Hoa Liên lại tỏ vẻ hứng thú hơn. Nhưng tình hình cụ thể còn phải chờ sang năm người của Điện tử Hoa Liên đến trao đổi mới cô mới rõ. Điện tử Hoa Liên cũng nói sẽ cố gắng phái người sang Trung Quốc khảo sát thật nhanh. Chiều mồng 4 Triệu Quốc Đống bay về Ando, Lưu Nhược Đồng không về cùng hắn. Cô có lẽ sẽ sang một nước Trung Á làm nhân viên tình báo, quan hệ xã hội và dòng chảy ngầm ở đó rất phức tạp là sân khấu của cô. Cuộc gặp bốn ông anh có thể nói là hoạt động quan trọng nhất trong Tết. Đối với Triệu Quốc Đống mà nói đây gần như là cuộc tụ họp vui vẻ. Lưu Nhược Đồng không thể tham gia làm mấy người có chút ngạc nhiên. Thái Chánh Dương nhìn chằm chằm vào mặt Triệu Quốc Đống làm hắn có chút bất đắc dĩ. Xem ra mấy vị này nghi ngờ nhân phẩm của mình, nếu nói cuộc sống trước hôn nhân hắn phong lưu còn được, nhưng sau hôn nhân mà vẫn thế thì xem ra không thể chấp nhận. Mấy anh, Nhược Đồng hết Tết sẽ sang nước ngoài thường trú nên cần phải chuẩn bị. Em cũng thế, vừa từ Bắc Kinh, cô ấy nhờ em xin lỗi mấy anh, mong các anh bỏ qua. Triệu Quốc Đống cười khổ nói. Ồ, đi đâu, mới kết hôn đã đi là sao? Thái Chánh Dương nhíu mày nói. Chuyện gì thế này? Anh không tin Bộ Ngoại giao lại vô tình như vậy. Không, Bộ Ngoại giao đã hỏi ý kiến Nhược Đồng, cô ấy hy vọng lúc còn trẻ rèn luyện nhiều hơn, cũng hỏi em đồng ý. Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói. Ồ, Liễu Đạo Nguyên nhìn Triệu Quốc Đống. Quốc Đống, hai người có mâu thuẫn gì không? Hôn nhân không phải trò đùa. Cái khác anh không nói, đàn ông ở ngoài có quan hệ không tránh khỏi nhưng phải có chừng mực, nếu xử lý không tốt trong nhà có lửa thì hậu họa vô cùng. Ừ, Quốc Đống, vấn đề này anh cũng phải nhắc chú. Bây giờ cán bộ phạm sai lầm không phải kinh tế thì cũng là tác phong. Vấn đề kinh tế thì chú đương nhiên không có việc, nhưng tác phong thì là nhược điểm của chú đó. Hùng Chính Lâm nói chuyện không quá cứng rắn như hai người kia, xem ra là tin Triệu Quốc Đống. Hùng ca, hình như sai lầm tác phong đều vì vấn đề kinh tế mà. Em thấy có mấy cán bộ bị bắt vì vấn đề tác phong không đâu. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Ha ha, chẳng qua tác phong mà không có kinh tế là không ổn, không thể thỏa mãn phụ nữ chỉ bằng cơ thể mà. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm không khí cũng trở nên hòa hoãn hơn. Quốc Đống, chú tự lo cho mình đi, anh không đấu võ mồm với chú. Đừng nghĩ mấy việc của chú không ai chú ý, trước do chú chưa kết hôn nên không ai làm gì vì có nói cũng như không. Nhưng bây giờ đã khác, chú đã chính thức có vợ, tác phong cần thận trọng. Hùng Chính Lâm trầm giọng nói. Càng lên cao, cạnh tranh càng mạnh, anh hy vọng chú không bị người nắm được nhược điểm ở việc này. Hùng Chính Lâm dừng một chút rồi nhỏ giọng nói. Dù có nhược điểm thì chú cũng không thể giao vào tay người khác, hoặc là nói rơi vào tay người khác cũng không thể là nhược điểm, chú hiểu ý anh chứ? Thái Chánh Dương và Liễu Đạo Nguyên cùng nhíu mày. Mặc dù đây là cuộc gặp cá nhân nhưng Hùng Chính Lâm nói như thế nào chính là làm hư Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống có tiền đồ như thế thì sao có thể vì vấn đề tác phong ảnh hưởng? Chánh Dương, Đạo Nguyên, tôi cũng hy vọng Quốc Đống không có vấn đề gì, nhưng tôi thực tế hơn hai người. Hùng Chính Lâm nhìn hai người rồi nói. Quốc Đống mới chưa đầy 30, cũng là một người đàn ông bình thường. Không tham tiền, không hút thuốc lá, không uống rượu, không thích hư vinh, không chơi gái bên ngoài, nhiệt tình công tác, tích cực tiến lên, có thể nói là hoàn hảo. Nhưng trên đời có sự hoàn hảo không? Tôi chưa thấy,
nếu quốc đống trong sạch trước mặt chúng ta, tôi lại lo tâm lý quốc đống có chuyện. Tôi hy vọng quốc đống không vì vấn đề tác phong mà phạm sai lầm. Nhưng nếu bất đắc dĩ thì cũng đừng phạm sai lầm về nguyên tắc. Về chuyện khác thì tôi tin quốc đống đã trưởng thành, đầu còn nhạy bén hơn chúng ta nên sẽ xử lý tốt. Hùng Chính Lâm nói làm Thái Chánh Dương, Liễu Đạo Nguyên không biết nói gì. Nhưng thật ra Lưu Triệu Quốc lại vỗ đùi nói. Lão Hùng nói đúng, vàng còn không hoàn hảo mà. Quốc đống không phải thánh thì cũng có khuyết điểm nhỏ. Nhưng tôi cảm thấy quốc đống biết nắm chắc, ít nhất tôi còn không thấy nhược điểm của chú ấy, đủ thấy là giỏi. Chẳng qua đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma. Quốc đống, chú nếu như không thua một chút thì tôi thấy sẽ khóc đó. Đừng nghĩ Hùng ca có thể bảo vệ cho chú, có những lúc một chuyện không ra gì sẽ làm chú mất cơ hội. Triệu Quốc, ông đây là phê bình hay bao che? Tôi nghe thấy là bao che. Ông là người muốn làm giám đốc sở công an chẳng lẽ không rõ phải trái sao? Thái Chánh Dương trừng mắt nhìn Triệu Quốc đống, sau đó nhìn Lưu Triệu Quốc. Sao, chuyện đã xác định chưa? Quyển 11, chương 32. Nghiêm Lập Dân đã chính thức điều lên làm phó bí thư đảng ủy sở công an, phó giám đốc thường trực. Triệu Quốc đống cũng biết Lưu Triệu Quốc đang muốn cạnh tranh chức giám đốc sở. Giám đốc sở bây giờ đã đến tuổi, bây giờ tỉnh đang lựa chọn người thích hợp. Lưu Triệu Quốc bây giờ đang là thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy chính Pháp An Đô, cũng là cán bộ cấp giám đốc sở, nếu làm giám đốc sở chỉ là ngang hàng. Nhưng Lưu Triệu Quốc ở thành phố An Đô làm đến chức vụ đó đã là tối đa, nếu muốn tiến thêm gần như không có khả năng. Nhưng nếu làm giám đốc sở công an thì có thể nhằm vào chức bí thư đảng ủy chính Pháp tỉnh, nếu không được có thể mơ chức phó chủ tịch tỉnh hoặc trợ lý chủ tịch tỉnh. Bây giờ cơ quan công an đang được coi trọng, giám đốc sở công an do bí thư đảng ủy chính Pháp hoặc phó chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm là bình thường. Nếu có thể đoạt được chức giám đốc sở trước thì không chừng có thể tiến thêm. Cho nên Lưu Triệu Quốc cũng đang tích cực hoạt động, chẳng qua chức này đâu có dễ dàng đoạt được, nhiều người nhìn chằm chằm vào nó. Lưu Triệu Quốc lại thiếu người có tiếng nói nặng ở trên tỉnh giúp mình. Thường vụ tỉnh ủy, bí thư đảng ủy chính Pháp Đinh Sâm có quan hệ mặc dù tốt với y. Nhưng phó bí thư đảng ủy chính Pháp Vu Chiêu Lượng cũng để ý tới chức giám đốc sở, Đinh Sâm không thể ủng hộ Lưu Triệu Quốc. Phó bí thư tỉnh ủy Yến Nhiên Thiên là nhân vật rất quan trọng. Nhưng Yến Nhiên Thiên và Lưu Triệu Quốc có quan hệ bình thường, muốn thông qua cửa này là không dễ. Ninh Pháp vốn đã làm ở An Đô, theo lý thì sẽ giúp Lưu Triệu Quốc. Nhưng Lưu Triệu Quốc biết Ninh Pháp có cảm giác bình thường với mình, nếu muốn đối phương toàn lực giúp mình là không dễ. Cho nên bây giờ cũng làm cho Lưu Triệu Quốc khó xử. Thấy Lưu Triệu Quốc im lặng không nói, Thái Chánh Dương nhíu mày. Y không phải không muốn giúp Lưu Triệu Quốc, nhưng quan hệ của hắn và Ninh Pháp đã không còn được như trước. Mà vị trí mẫn cảm như giám đốc sở công an thì trước khi rõ ý đồ của Ninh Pháp, y không tiện mở miệng. Lưu Triệu Quốc và Liễu Đạo Nguyên cũng biết vấn đề này, cũng hiểu chỗ khó của Thái Chánh Dương. Đừng nhìn Thái Chánh Dương có quan hệ mật thiết với Ninh Pháp, nhưng khi chọn người dùng thì phải xem ý của lãnh đạo. Ninh Pháp mà không hài lòng với Lưu Triệu Quốc thì anh có cố gắng nữa cũng vô ích. Liễu Đạo Nguyên bây giờ cũng có chút khó xử. Tình hình trong ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã đổi khác, hơn nữa phó trưởng ban bình thường lại không có quyền lên tiếng ở việc này. Quan hệ giữa y và Qua Tĩnh cũng bình thường, y không biết quan hệ giữa Qua Tĩnh và Quốc Đống, chẳng qua y có con đường khác. Y nghe nói Lưu Thác và Yến Nhiên Thiên từng là bạn học tốt trên trường đảng Trung ương, nếu có thể làm cho Triệu Quốc Đống. Nhưng Liễu Đạo Nguyên phủ nhận ngay ý này. Không nói Triệu Quốc Đống có thể đả động Lưu Thác hay không, mà với thân phận của Lưu Thác và Yến Nhiên Thiên bây giờ thì chỉ sợ chưa chắc có tác dụng. Dù sao chức vị trí giám đốc sở công an không phải chức bình thường, có lẽ phải do hai người Ninh Ứng tỏ thái độ mới được. Triệu Quốc, tôi thấy chuyện này ông nếu như chờ đợi thì chỉ có thể ngồi xem kịch. Ông phải chủ động phóng ra. Tôi thấy quan trọng nhất là do Ninh Pháp. Nếu ông được Ninh Pháp ủng hộ thì còn hy vọng, nếu không thì vô ích. Nếu Ninh Pháp ủng hộ thì không chừng có thể lên làm phó chủ tịch tỉnh, bí thư đảng ủy chính Pháp. Liễu Đạo Nguyên từ tốn nói. Quan trọng nhất chính là Ninh Pháp. Thái Chánh Dương cũng đang suy nghĩ về việc này. Y cũng muốn giúp Lưu Triệu Quốc nhưng phải nghĩ cách. Ninh Pháp là người cứng rắn, chuyện y xác định thì chỉ dựa vào mình nói bóng nói gió thì sẽ khiến đối phương có ý kiến. Không khí bữa ăn trở nên nặng nề vì vấn đề khó này. Thái Chánh Dương cũng biết mình không mở miệng thì chỉ sợ việc này càng kém đi. Ai cũng nói mình và Ninh Pháp có quan hệ mật thiết, ở chuyện này mình nếu không ra tay thì Lưu Triệu Quốc càng không có hy vọng. Triệu Quốc, tính cách của Ninh Pháp thì ông cũng hiểu. Muốn thay đổi suy nghĩ của y thì ông phải cố gắng. Tôi thấy như vậy,
Tôi dự định hẹn y mọi người cùng ngồi, ông cũng tới. Y rất thông minh nên tự nhiên hiểu ý tôi. Thái Chánh Dương trầm ngâm một chút rồi nói. Ý của tôi là trong 2-3 tháng này ông phải đạt được thành tích gì đó ở thành phố Ando, phải để y biết. Thứ hai ông phải có mấy ý tưởng mới trong công việc, phải phù hợp chính sách của Trung ương, phải để Ninh Pháp cảm thấy ông là người muốn làm việc. Y không thích hư vô, ở điểm này ông phải suy nghĩ. Cục công an thành phố Ando hay đảng ủy chính Pháp cũng được, ông có thể đưa mọi người xuống tập luyện, ngoài ra có thể sang khu vực Duyên Hải tham khảo cách làm ưu tú của bọn họ, về tạo điểm sáng ở Ando. Thái Chánh Dương nói xong, Lưu Triệu Quốc khẽ gật đầu. Y biết đây đã là cố gắng lớn nhất của Thái Chánh Dương. Dù sao chức giám đốc sở công an không phải ai cũng có thể đạt được. Mà khó khăn lớn nhất của mình chính là đánh vỡ ấn tượng trong đầu Ninh Pháp về mình. Triệu Quốc Đống cũng thầm than càng lên cao càng khó. Có đôi khi đạt thành tích trong công việc chưa chắc có thể làm lãnh đạo hài lòng. Quan điểm khác nhau nên nhìn nhận vấn đề là khác nhau. Quan trọng nhất là công tác của anh phải phù hợp ý đồ của lãnh đạo. Đề tài rất nhanh chuyển hướng. Nhìn bốn ông anh mà mình đang đuổi dần từng người, nếu mấy năm trước Triệu Quốc Đống sao có thể nghĩ mình có thể đứng ở vị trí ngang hàng nói chuyện. Mặc dù mấy năm trước hắn cũng có thể nói ra ý tưởng của mình, nhưng bọn họ chủ yếu là thưởng thức. Nhưng bây giờ quan điểm của hắn đã lên mức độ khác, đã không chỉ còn mang tính tham khảo nữa. Mặc dù chênh lệch giữa mấy người là khá lớn, Lưu Triệu Quốc còn đang cố gắng lên làm giám đốc sở công an, Liễu Đạo Nguyên và Thái Chánh Dương đã là cán bộ cấp chính tỉnh. Có lẽ Liễu Đạo Nguyên sau đây sẽ thành bí thư tỉnh ủy một phương, Thái Chánh Dương thì sao? Y có thể tham gia và phát huy tác dụng trong chính sách quốc gia, cũng có thể đến tỉnh nào đó làm lãnh đạo. Đương nhiên đây phải là việc trong 2-3 năm tới. Hùng Chính Lâm hoàn toàn đi con đường khách, khi y buông tha việc làm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, điều này có nghĩa y chuẩn bị muốn đi đến cuối trong con đường ủy ban kỷ luật. Trưởng một ban của ủy ban kỷ luật, quyền con chức trọng nhưng chỉ giới hạn trong một lĩnh vực nhất định. Nếu so sánh với thường vụ tỉnh ủy, thậm chí phó bí thư kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh ủy thì y còn có khoảng cách. Nhưng nó lại thích hợp với Hùng Chính Lâm, y thích tìm con mồi, tìm kiếm sự khiêu chiến. Mình thì sao? Triệu Quốc Đống có chút giật mình. Hắn làm phó thị trưởng thường trực cũng đã gần năm rưỡi, hắn cẩn thận tính ra thì cũng làm được vài việc, trong đó có một việc mà mọi người cho rằng thất bại. Một năm rưỡi qua kinh tế Hoài Khánh không thể bay vọt như dự tính, một thị xã và một quận, huyện khác nhau quá lớn. Lúc ở Hoa Lâm, Tây Giang, hắn có thể xác định phương châm, làm cho cả bộ máy vòng quay công việc đó, có thể lập tức thấy hiệu quả. Nhưng ở Hoài Khánh thì mỗi quận, huyện có hoàn cảnh khác nhau, quan điểm của lãnh đạo cũng khác nhau. Làm như thế nào thống nhất tư tưởng 2 quận, 6 huyện vào một con đường phát triển là rất khó khăn. Hơn nữa hắn lại chỉ là phó thị trưởng thường trực. Vấn đề tranh đấu trong chính trị luôn tồn tại. Nó sẽ có thời kỳ trăng mật sang mâu thuẫn. Bí thư và thị trưởng và phó thị trưởng thường trực, phó bí thư và trưởng ban tổ chức cán bộ, phó thị trưởng thường trực và phó thị trưởng phụ trách các mảng đều có mâu thuẫn. Làm như thế nào tìm kiếm khả năng cộng tác chính là xem nghệ thuật lãnh đạo. Quyển 11, chương 33. Thái ca, thời gian này có bận không? Ăn trưa xong mấy người liền ngồi trao đổi. Triệu Quốc Đống biết mình muốn giải thích vài vấn đề với Thái Chánh Dương. Thái Chánh Dương tất nhiên là thấy được tình cảm của hắn và Lưu Nhược Đồng có chuyện. Có ai mà mới kết hôn đã ra nước ngoài công tác? Triệu Quốc Đống hỏi trước làm Thái Chánh Dương vốn định hỏi chuyện của hắn và FLND là có chuyện gì liền không thể hỏi. Y cũng không muốn làm không khí căng thẳng. Dù sao Triệu Quốc Đống cũng sắp sang 30, đúng như Hùng Chính Lâm nói, Triệu Quốc Đống là người trưởng thành, với mọi vấn đề đều có phán đoán. Ừ, có hơi bận, nói ra thì đều liên quan đến chuyện chú đề cập. Đề nghị của anh trình lên Quốc vụ viện đã được phê chuẩn. Một là tăng cường sự hợp tác về năng lượng với các quốc gia Trung Á, cổ vũ và mở rộng đầu tư khai thác năng lượng ở Trung Á, kể cả tầm quốc gia và tư nhân, toàn diện tăng liên lạc chính trị, kinh tế với 5 nước Trung Á, mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực Trung Á. Nói chuyện tới công việc của mình, Thái Chánh Dương khá hăng hái, thậm chí tạm thời gác lại câu hỏi dành cho Triệu Quốc Đống. Điểm khác là lợi dụng khi giá dầu thô quốc tế còn thấp mà đẩy mạnh các công ty năng lượng của Trung Quốc ra ngoài, mua lại công ty nước ngoài, đạt tài sản chiến lược, đồng thời đang suy nghĩ việc thành lập kho dự trữ dầu thô chiến lược. Triệu Quốc Đống nở nụ cười, lịch sử cuối cùng đã có chút thay đổi dưới cố gắng của hắn. Trên thực tế Triệu Quốc Đống vẫn một mực cố gắng làm việc này, đó là đưa vài tri thức vào thực tế. Mặc dù hắn không thể thay đổi nhiều việc,
nhưng hắn có thể thông qua một vài cách khác để ảnh hưởng. Ví dụ như thông qua Thái Chánh Dương mà ảnh hưởng đến chiến lược chính sách năng lượng của quốc gia. Hay như hắn trao đổi với Lôi Hướng Đông cũng đã phát huy tác dụng. Khi các chuyên gia kinh tế còn thấy vui mừng vì quỹ dự trữ chiến lược của quốc gia phong phú nên giúp Hoài Khánh qua được nguy cơ tài chính châu Á, Lôi Hướng Đông lại đi con đường khác, không ngừng có bài viết nhắc nhở việc tăng quỹ ngoại tệ, đồng thời cũng phải tính tới sự hợp lý của quỹ ngoại tệ. Lời này có vẻ không ăn ý nhưng cũng khiến một số người ở Trung ương coi trọng. Trong nhiều bài viết, Lôi Hướng Đông đã phân tích quỹ dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc sẽ có thể bị ảnh hưởng từ khủng hoảng tài chính của Mỹ, đưa ra ý kiến đa nguyên hóa dự trữ ngoại tệ. Bài viết này đã được đưa lên tầm cao nhất khi tranh luận. Chẳng qua có một điều dám khẳng định là quỹ ngoại tệ không ngừng tăng lên có thể khiến Trung ương chú ý. Mà Lôi Hướng Đông đưa ra đề nghị về tăng loại tiền trong quỹ ngoại tệ, Trung ương đang cân nhắc quan điểm của Lôi Hướng Đông có thể thực hiện hay không. Mà Thái Chánh Dương đưa ra chiến lược công ty năng lượng Trung Quốc mua lại công ty nước ngoài cũng phù hợp quan điểm của Lôi Hướng Đông. Lãnh đạo quốc gia cũng có phản ứng tích cực với việc này. Thái ca, giá dầu thô thấp sẽ không duy trì được lâu. Nước ta bởi vì tăng trưởng kinh tế nhanh, nhất là ngành sản xuất mở rộng, cuộc sống quần chúng nhân dân không ngừng tăng lên, như vậy càng có nhu cầu lớn về dầu mỏ, khí thiên nhiên. Lượng nhập khẩu của Trung Quốc sẽ không ngừng tăng, nếu chúng ta không sớm bố trí thì sau này sẽ bị người khác khống chế. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi, hắn biết Thái Chánh Dương bây giờ được Thủ tướng Hồng coi trọng, rất nhiều quan điểm có thể trực tiếp truyền đạt. Nếu như có thể thuyết phục Thái Chánh Dương nhận quan điểm của mình là quá tốt. Ra ngoài đầu tư bây giờ là thời cơ tốt nhất, nhất là năm quốc gia Trung Á cùng Nga cũng gặp phải nguy cơ kinh tế nghiêm trọng, nước ta nếu như tăng cường đầu tư vào lĩnh vực năng lượng của Trung Á, đồng thời hỗ trợ cho các nước Trung Á vay tiền, đó sẽ là cơ hội tốt nhất để chúng ta ảnh hưởng tới Trung Á. Thái Chánh Dương gật đầu nói, anh cũng biết đây là cơ hội. Hai lần hội nghị cấp bộ trưởng của năm quốc gia Trung Á và Trung Quốc diễn ra tại Thượng Hải thì anh cũng tham gia, hợp tác năng lượng rất được coi trọng. Nga bây giờ đang suy thoái, về mặt kinh tế đã không thể can thiệp vào Trung Á. Anh đang tích cực xúc tiến tập đoàn than, khoáng sản Trung Quốc đầu tư vào Kazakhstan, Turkmenistan. Nhưng về quy mô lại chưa xác định, có lẽ đợi tổ chức hợp tác Thượng Hải chính thức thành lập mới rõ ràng. Năm nay tổ chức hợp tác Thượng Hải sẽ chính thức thành lập. Triệu Quốc Đống có chút giật mình. Turkmenistan cũng muốn gia nhập. Theo Triệu Quốc Đống biết tổ chức hợp tác Thượng Hải sẽ thành lập trước sự kiện 11/9 nửa năm, sẽ vào năm 2001. Mà Turkmenistan là quốc gia trung lập nên không tham gia tổ chức hợp tác Thượng Hải. Anh thấy có xu thế này. Từ sự hợp tác tốt của Trung Quốc với năm nước Trung Á, sau khi có mấy hạng mục tiến triển thuận lợi ở Kazakhstan, Uzbekistan, đồng thời cũng đã tiếp xúc với Nga. Chẳng qua đến bây giờ chúng ta chủ yếu hợp tác về năng lượng với Trung Á, Thủ tướng Hồng không quá hài lòng với điểm này, hy vọng Trung Quốc có nhiều công ty đi sang các nước Trung Á, nhất là cổ vũ công ty tư nhân tiến hành đầu tư và buôn bán. Thái Chánh Dương có chút đắc ý, thúc đẩy hợp tác năng lượng với Trung Á là việc đắc ý nhất của y. Nhất là thăm dò, khai thác dầu mỏ của Kazakhstan cùng Turkmenistan đã làm cho các công ty dầu mỏ của phương Tây giật mình. Mà hợp tác kinh tế giữa năm nước Trung Á và Thượng Hải càng lúc càng dày đặc, điều này làm cho khả năng thành lập tổ chức hợp tác Thượng Hải là rất khả thi. Turkmenistan còn không có ý gia nhập tổ chức này, đó luôn là quốc gia trung lập, không thể nào đột phá. Chẳng qua bốn nước còn lại có hứng thú lớn, còn có ý thành lập lại con đường tơ lụa, điều này cũng được các nước Trung Á nhất trí. Thái Chánh Dương nói, bên Nga thì sao? Bên Nga thì bây giờ có chút mâu thuẫn, tín hiệu phát ra không rõ. Chẳng qua cũng không ảnh hưởng đến tình hình. Thái Chánh Dương cười nói. Điều này cũng có thể hiểu. Nga vừa mong tăng cường hợp tác kinh tế với Trung Quốc, nhưng bọn họ lại lo lắng về việc tăng cường hợp tác giữa Trung Quốc và Trung Á, lo chúng ta ảnh hưởng đến khu vực sân sau của họ. Trung Quốc nếu muốn phát triển nhanh thì phải nắm bắt cơ hội này mở rộng ảnh hưởng sang Trung Á, khu vực trung tâm của Đại lục Á, Âu, đây cũng là trung tâm năng lượng. Hơn nữa nó còn có thể nối với Trung Quốc về đường bộ. Tránh cho chúng ta phải vận chuyển dầu mỏ qua biển. Triệu Quốc Đống trầm giọng nói. Theo thực lực kinh tế Trung Quốc không ngừng tăng lên, nhất định có nhiều thế lực thù địch chú ý, nhất là Mỹ. Bọn họ nhất định sẽ lợi dụng thực lực tài chính, quân sự và ưu thế địa lý của bọn họ mà tìm cách chèn ép chúng ta. Mà an toàn năng lượng chính là điểm quan trọng nhất trong đó, chúng ta phải chuẩn bị về chiến lược, phải dự tính trước. Thái Chánh Dương cảm nhận rõ ý thức nguy cơ trong giọng Triệu Quốc Đống nên cũng gật đầu.
Ánh mắt chiến lược của Triệu Quốc Đống luôn vượt xa bình thường, có đôi khi Thái Chánh Dương nghi ngờ sao Triệu Quốc Đống lại nhìn nhận vấn đề sâu như vậy. Ví dụ như cơ chế hợp tác Thượng Hải với năm nước Trung Á, hai năm trước thì Triệu Quốc Đống đã đề cập với mình, sự thật chứng minh phán đoán của Triệu Quốc Đống là chính xác. Turkmenistan và Nga có nguy cơ về khí thiên nhiên, Kazakhstan muốn độc lập tự chủ. Năm quốc gia Trung Á có quan hệ hơi căng thẳng với Nga chính là cơ hội mà Trung Quốc cần nắm giữ. Mấy vấn đề này Thái Chánh Dương cũng theo hướng Triệu Quốc Đống đưa ra mà thảo luận với các chuyên gia. Mặc dù kết quả nghiên cứu không thống nhất, nhưng quan điểm chung cũng nghiêng về phán đoán của Triệu Quốc Đống. Điều này càng làm Thái Chánh Dương tin vào cái nhìn của Triệu Quốc Đống. Quyển 11, chương 34. Thái Chánh Dương đúng là không hiểu rõ Triệu Quốc Đống. Ở vài phương diện Triệu Quốc Đống có thiên phú, tài hoa khiến người ta sợ hãi, nhưng có vài điểm lại phóng túng khiến Thái Chánh Dương không biết nói gì. Triệu Quốc Đống ở chuyện tình cảm không giữ mình thì Thái Chánh Dương biết. Có lẽ thời gian mới có thể khiến Triệu Quốc Đống thay đổi ở vấn đề này. Ai chẳng có thời trẻ, ai chẳng có quan điểm của mình. Thái Chánh Dương chỉ có thể tự an ủi mình như vậy, chỉ mong Triệu Quốc Đống có thể sớm ổn định, chuyện tình cảm không đúng mực sẽ là khuyết điểm chí mạng. Đề tài này nói chuyện hơn một tiếng, khi Thái Chánh Dương nhớ điều mình muốn hỏi thì Triệu Quốc Đống đã sang nói chuyện với Liễu Đạo Nguyên. Liễu Đạo Nguyên và Triệu Quốc Đống nói chuyện rất nhiều đề tài, chủ yếu là bước đi tiếp theo của Triệu Quốc Đống. Liễu Đạo Nguyên thật ra cảm thấy vị trí phó thị trưởng thường trực bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để Triệu Quốc Đống rèn luyện. Theo Liễu Đạo Nguyên thấy quá sớm vào chức chính sẽ không có lợi cho Triệu Quốc Đống. Bởi vì Triệu Quốc Đống ở Ninh Lăng mặc dù là cấp phó giám đốc sở nhưng chỉ là thường vụ thị ủy trên danh nghĩa, chủ yếu phụ trách công việc bên Tây Giang, khu khai phát. Hắn chưa hiểu rõ sự khác biệt giữa cấp thị xã và quận, huyện, cũng không có chính thức ngồi ở chức phó quá lâu. Vì thế làm phó thị trưởng thường trực Hoài Khánh sẽ là rất có lợi cho sự trưởng thành của Triệu Quốc Đống. Làm Triệu Quốc Đống cảm thấy kinh ngạc là Liễu Đạo Nguyên đưa ra ý kiến Triệu Quốc Đống có thể cân nhắc chính sách quốc gia mà áp dụng vào công việc cụ thể, có thể đi tiên phong. Thu hút đầu tư là việc lớn, nhưng các lĩnh vực mà Trung ương chú tâm thì cũng không được bỏ qua, thậm chí có thể thực hiện vài việc. Quan điểm này của Liễu Đạo Nguyên và Lưu Thác coi như hòa hợp. Liễu Đạo Nguyên và Lưu Thác cũng cảm nhận được bắt đầu từ năm nay Trung ương rất chú trọng công tác nông thôn, tất nhiên là đều cảm nhận rõ ràng nông thôn hiện nay rất khó khăn và sẽ ảnh hưởng đến ổn định xã hội. Thép Triệu Quốc Đống thấy tỉnh An Nguyên và các nơi khác trong cả nước về cơ bản giống nhau. Quỹ tín dụng nông thôn xóa sổ khiến kinh tế nông thôn mất một cánh tay. Mà quỹ tín dụng xã và ngân hàng nông nghiệp ở nhiều điểm không đủ để thành động lực khiến kinh tế nông thôn phát triển. Bởi vì các khoản nợ khiến cho bọn họ lấy thu thuế nông nghiệp làm công cụ, khiến quan hệ càng lúc càng khẩn trương, mâu thuẫn rõ ràng. Công tác tổ chức ở chính sách cũng thiếu sức sống và động lực, công tác xây dựng phát triển nông thôn chỉ là lời nói vu vơ, nhà máy xã, thị trấn rơi vào ngõ cụt, nửa chết nửa sống. Rất nhiều vấn đề đã khiến việc giải quyết vấn đề nông thôn là yêu cầu cấp bách, tài chính trung ương đã bắt đầu đưa xuống nông thôn, hơn nữa cũng nói rõ sẽ đầu tư nhiều tiền để xây dựng nông thôn. Nhưng từng đó tài chính còn lâu mới đủ để thỏa mãn giải quyết khó khăn ở nông thôn. Điều này còn cần chính quyền địa phương phải mau chóng phát triển, tạo nguồn thu thuế về nhiều mặt, tăng thu tài chính, về điểm khác là tìm con đường và phương pháp mới giúp nông dân tăng thu nhập. Nếu như Thái Chánh Dương và Triệu Quốc Đống nói chuyện chủ yếu là điều tra về tầm quốc gia, làm Triệu Quốc Đống thấy tương lai vô hạn, làm hắn kích động. Vậy Liễu Đạo Nguyên nói chuyện với hắn lại là vì khó khăn trong công việc trước mắt, làm hắn thấy áp lực. Vĩ mô và vi mô, mỗi một điểm đều cần phải chú trọng. Triệu Quốc Đống mô ti dây bên lái xe một bên suy nghĩ. Lịch sử có vẻ đã thay đổi một điểm sau những cố gắng không biết mệt mỏi của hắn. Nếu tổ chức hợp tác Thượng Hải thành lập trước một năm, quan hệ với Trung Á càng thêm mật thiết, như vậy các công ty năng lượng của Trung Quốc có thể tiến ra thu mua nguồn năng lượng nước ngoài sớm một bước, có lẽ sẽ giảm được khó khăn nhất định về năng lượng của quốc gia. Làm Triệu Quốc Đống cảm thấy vui vẻ là Thái Chánh Dương nói Thủ tướng Hồng rất khó chịu khi các công ty năng lượng chậm đầu tư ra nước ngoài, đây là cơ hội. Theo Triệu Quốc Đống nhớ thì mấy năm đầu thế kỷ 21, do bị các tập đoàn lớn của quốc tế chèn ép nên lĩnh vực khai khoáng của Trung Quốc nên các tập đoàn lớn của Trung Quốc không đạt được gì. Bên Nhật Bản đã tính trước việc đầu tư vào tài nguyên sắt thép, lợi dụng giá quặng mỏ tăng lên mà bài trừ tổn thất về giá nguyên liệu, chất đốt. Mà các công ty khoáng sản của Trung Quốc lại co tay rụt chân, không hề có ánh mắt nhìn xa trông rộng. Tương lai tươi sáng nhưng đường đi quanh co, đây là xác định của Triệu Quốc Đống về công việc, cuộc sống của mình.
hắn đã thành công một điểm, khiến cho lịch sử có biến hóa, mặc dù không biết tiếp theo có gì nữa không nhưng chỉ cần phương hướng thay đổi theo chiều hướng tốt là đủ. Đương nhiên với công việc của hắn lại là quanh co. Cục diện kinh tế Hoài Khánh một năm qua không thay đổi quá nhiều. Nhà máy cơ giới mặc dù đang trở lại nhưng còn trong giai đoạn điều chỉnh, nếu muốn thấy hiệu quả thì chỉ sợ còn cần thời gian. Công viên Nghĩa Trang Quốc tế là nơi cung cấp một khoản tài chính lớn cho Hoài Khánh, làm tài chính Hoài Khánh đỡ khó khăn hơn. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút, kiên định thu hút đầu tư, phát triển sản nghiệp trụ cột là ngành điện tử thông tin, cổ vũ xúc tiến các quận, huyện phát triển kinh tế, kiên định giải quyết vấn đề tam nông, nhất là tăng thu nhập cho nông dân cùng vấn đề quan hệ của chính quyền cơ sở với nông dân. Đây là ba hạng mục trọng tâm trong công việc mà Triệu Quốc Đống xác định trong năm tới. Nào, chúng ta cạn chén với những đồng đội từng làm ở huyện Giang Khẩu. Lô Vệ Hồng mặt đỏ bừng lớn tiếng nói, y đứng lên nhìn quanh các đồng liêu. Trong mọi người ở đây Lô Vệ Hồng là người có vị trí cao nhất. Thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát An Đô, đây là cán bộ cấp giám đốc sở. Mao Đạo Lâm cũng cuối cùng bưng chén lên nói. Bí thư Lô nói đúng, chúng ta từ biệt mấy năm, đây là lần đầu tiên tụ tập lại. Đồng nghiệp ngày xưa cũng đang chiến đấu ở những vị trí khác nhau, bây giờ có thể tụ tập coi như duyên phận. Lão Lương, Tiểu Cù, Quốc Đống, Tiểu Hàn, bưng chén lên. Lương Kiến Hoàng cũng cười cười giơ chén lên. Đây đều là lãnh đạo của y. Lô Vệ Hồng là thường vụ thị ủy, mặc dù chỉ phụ trách khu khai phát công nghệ cao nhưng thường vụ thị ủy cũng nói rõ y là lãnh đạo thành phố. Cù Vận Bạch rất tùy ý, mái tóc khẽ vén lên, mặt như trăng rằm, đôi mi dài mang theo một tia khí chất cao quý. Bí thư Lô, tôi cũng chỉ có thể lấy rượu vang thay. Rượu trắng thích hợp cho các nam điều chỉnh, tôi và Tiểu Hàn uống rượu này. Tiểu Cù, chẳng lẽ nói cô giảm tình cảm với mọi người ư? Không được, rượu trắng, phải là rượu trắng. Tiểu Hàn cũng thế, mặc dù trước chúng ta không quen nhưng đều là người Giang Khẩu đi ra, đó là duyên phận. Lô Vệ Hồng nói. Ồ, Tiểu Cù, cô bây giờ không làm ở cục du lịch sao? Lương Kiến Hoàng có chút kinh ngạc nhìn Cù Vận Bạch. Sao, xuống biển ư? Lão Lương, ông đúng là chậm thông tin, Tiểu Cù bây giờ không đơn giản đâu, là phó tổng giám đốc tập đoàn Thiên Phu nổi tiếng của tỉnh đó. Lô Vệ Hồng cười nói. Ồ, phó tổng giám đốc tập đoàn Thiên Phu. Lương Kiến Hoàng ngạc nhiên nói. Tiểu Cù, bảo sao cô không làm ở cục du lịch nữa, thì ra có không gian lớn hơn. Bí thư Lương, anh đừng nghe bí thư Lô nói như vậy. Tôi chỉ là người làm thuê thôi. Cù Vận Bạch cười nói. Tôi vốn không muốn đi nhưng bạn lại cứ muốn tôi sang giúp, vì thế chỉ có thể cố gắng. Tiểu Cù, lời này của cô hơi giả dối đó. Tôi phải phê bình. Lô Vệ Hồng lắc đầu nói. Y cũng rất tò mò sao Cù Vận Bạch lại đột nhiên làm phó tổng giám đốc tập đoàn Thiên Phu. Năm trước khi y gặp Triệu Quốc Đống thì không nghe thấy gì, sao lại đột nhiên thay đổi nhanh như vậy? Bạn của cô chắc là tổng giám đốc Dương Thiên Bồi phải không, cũng là công ty từ Giang Khẩu chúng ta đi ra. Năm trước anh ta đến chỗ tôi ngồi và nói tới cô. Y nói cô là phó tổng giám đốc hành chính của tập đoàn Thiên Phu, đây là nhân vật số 2. Ha ha, tôi không nghe nói qua phó tổng giám đốc hành chính lại là người làm thuê bao giờ. Quyển 11, chương 35. Tổng giám đốc Dương là niềm tự hào của Giang Khẩu chúng ta, không ngờ Tiền Cù lại đến Thiên Phu. Tháng 9 tổng giám đốc Dương về Giang Khẩu gặp tôi và ngồi nói chuyện. Xu thế phát triển năm nay của Thiên Phu rất tốt. Lương Kiến Hoàng bây giờ đã làm phó bí thư Giang Khẩu, y đúng là không ngờ Cù Vận Bạch lại nhảy sang làm phó tổng giám đốc tập đoàn Thiên Phu nổi tiếng, điều này thì một trưởng phòng cục du lịch không thể so sánh nổi. Chỉ là y không biết sao Cù Vận Bạch có thể làm phó tổng giám đốc Thiên Phu, trước đây không nghe nói Cù Vận Bạch có quan hệ với Dương Thiên Bồi mà. Cũng được, nghiệp vụ chủ yếu của Thiên Phu năm nay là bất động sản và xây dựng. Mảng bất động sản chủ yếu do tổng giám đốc Kiều phụ trách, bây giờ tập trung chính ở Bắc Kinh, Thượng Hải và An Đô, có lẽ năm nay sẽ phát triển mạnh. Bên mảng xây dựng chủ yếu do Tổng Giám đốc Lâm phụ trách. Tòa nhà Thương Lãng Thượng Hải đã khánh thành, công trình quảng trường quốc tế Thiên Thương cũng do Thiên Phu phụ trách xây dựng. Xây dựng Thiên Phu cũng mở ra cục diện ở Thượng Hải, ngoài ra năm ngoái cũng nhận được mấy hợp đồng lớn. Ví dụ như đoạn đường cao tốc ở tỉnh Quỳnh, tỉnh Ninh, có thể nói thành tích của hai tuyến đều đáng mừng. Cù Vận Bạch cười cười một tiếng. Cô mặc dù đến Thiên Phu chưa lâu nhưng cũng nhanh tiến vào công việc. Dương Thiên Bồi giao cho cô phụ trách công việc hành chính, nhưng y cũng nói năm nay Thiên Phu có thể còn có động tác ở mảng khác, Cù Vận Bạch có thể sẽ phụ trách mảng mới này.
Tập đoàn vẫn thảo luận về khủng hoảng tài chính ảnh hưởng tới tình hình trong nước, nhưng ảnh hưởng bây giờ càng lúc càng giảm, kinh tế trong nước sẽ tăng tốc, ngành xây dựng sẽ tiến vào thời kỳ mới. Mảng vật liệu xây dựng cũng có thể tăng trưởng cao, nên Thiên Phu dự định đầu tư vào ngành này. Đúng thế Tiễn Cù, tôi cũng nghe bất động sản Thiên Phu đang phát triển nhanh ở Bắc Kinh và Thượng Hải. Mà biểu hiện mảng xây dựng của Thiên Phu cũng không bình thường. Bao giờ thì đến đầu tư vào khu khai phát công nghệ cao Ando đây? Lô Vệ Hồng cười ha hả nói. Bí thư Lô, nghiệp vụ của Thiên Phu không có ngành công nghệ cao, không phù hợp với yêu cầu của anh. Cù Vận Bạch cười nói. Hàn Đông vẫn một mực quan sát Cù Vận Bạch, nghe nói Cù Vận Bạch này vẫn độc thân. Cô ta từ chức khỏi cục du lịch mà sang tập đoàn Thiên Phu khổng lồ, hơn nữa còn làm phó tổng giám đốc. Làm ở ban tuyên giáo thị ủy Ando mấy năm, Hàn Đông không lạ gì tập đoàn Thiên Phu, tập đoàn này càng đi càng nhanh. Nhanh chóng từ một công ty xây dựng tư nhân trong phạm vi Ando mà mở rộng ra phạm vi cả nước. Không lâu trước đây Nhật báo Ando còn đưa ra chuyên đề về sự phát triển thần kỳ của tập đoàn Thiên Phu. Người phụ nữ này sao thoáng cái nhảy lên chức phó tổng giám đốc tập đoàn Thiên Phu, đúng là làm người ta rất ngạc nhiên. Nếu như từ mảng ủy ban xây dựng hoặc đất đai sang còn được, nhưng từ ngành du lịch đi ra và giữ chức cao như vậy, một là người phụ nữ này có năng lực thực sự, không là có lai lịch rất mạnh. Phải biết công ty tư nhân khác nhà nước, không theo cấp bậc hành chính mà phân công công việc. Ngay khi Hàn Đông suy nghĩ thì Mao Đạo Lâm cũng đang thầm than thở. Cù Vận Bạch nhảy sang Thiên Phu thì y cũng biết, y có chút nuối tiếc vì Cù Vận Bạch đột nhiên rời khỏi nhà nước mà vào tư nhân. Cù Vận Bạch không phải người kém tài nhưng do cơ hội không tới. Lô Vệ Hồng và mình rời đi làm cho Cù Vận Bạch gặp rất nhiều khó khăn, cuối cùng mặc dù rời khỏi Giang Khẩu nhưng mất cơ hội tốt nhất để phát triển. Tập đoàn Thiên Phu có quy mô càng lúc càng lớn, coi như đứng đầu về bất động sản tỉnh An Nguyên, hơn nữa mảng xây dựng cũng tăng mạnh, nghiệp vụ mở rộng ra cả nước. Nhất là tòa nhà Thương Lãng do Thiên Phu xây dựng đã thành một điểm độc đáo về kiến trúc của Thượng Hải, khiến Thiên Phu đạt không ít danh tiếng. Bữa này y không muốn tới. Khi Triệu Quốc Đống gọi tới, y không nhận lời. Tết rất bận, lịch kín đặc, ngay cả khi Lô Vệ Hồng nói thì y cũng chỉ nói qua loa, nhưng khi biết Cù Vận Bạch tham gia thì y mới đồng ý. Y muốn hiểu thêm tình hình trong thời gian này của Cù Vận Bạch. Bây giờ xem ra Cù Vận Bạch ở tập đoàn Thiên Phu rất thoải mái, ít nhất từ lời nói của cô cũng có thể mơ hồ hiểu rõ tình hình thực tế của cô tại Thiên Phu, điều này Mao Đạo Lâm yên tâm. Khác với việc Mao Đạo Lâm chú ý tới Cù Vận Bạch, Lô Vệ Hồng lại rất hứng thú với Triệu Quốc Đống. Từ Diêu Văn Chí, y mơ hồ biết bí thư tỉnh ủy Ninh Pháp rất chú trọng Triệu Quốc Đống, điều này làm Lô Vệ Hồng có chút ghen tị. Không ngờ nhân vật nhỏ bé không đáng gì ngày xưa trong mắt mình, bây giờ lại có thể lọt vào mắt bí thư tỉnh ủy. Diêu Văn Chí nói câu kia không phải là vu vơ. Hơn nữa từ hạng mục quốc tế Hoa Tâm đã thấy được năng lực của Triệu Quốc Đống, đúng là Triệu Quốc Đống có bản lĩnh để lãnh đạo tỉnh ủy chú ý. Lô Vệ Hồng bây giờ quan hệ rất thân với Diêu Văn Chí. Diêu Văn Chí mặc dù chỉ là thị trưởng nhưng không quan trọng, chỉ là vấn đề trình tự mà thôi. Quan trọng nhất là Bí Thư Ninh đưa Diêu Văn Chí lên vị trí này. Điều này có nghĩa chỉ cần Bí Thư Ninh còn ở An Nguyên, tiền đồ của Diêu Văn Chí như được trải hoa. Chức thị trưởng thành phố Ando chỉ là quá độ, với tuổi hiện nay của Diêu Văn Chí thì 3-4 năm sau thay vị trí của Miêu Trấn Trung là bình thường, thậm chí có thể làm phó bí thư tỉnh ủy. Cù Vận Bạch mặc dù chú ý hai người Lô Vệ Hồng và Mao Đạo Lâm, nhưng cô chủ yếu quan sát Hàn Đông ngồi bên cạnh Triệu Quốc Đống. Hàn Đông này có vẻ không nhỏ tuổi. Nhưng Cù Vận Bạch có thể thấy cô gái này chưa lấy chồng. Hơn nữa cô thậm chí còn thấy vẻ cảnh giác trong mắt Hàn Đông khi nhìn mình. Hàn Đông này xem ra có quan hệ không rõ với Triệu Quốc Đống. Nhưng biểu hiện của Triệu Quốc Đống rất bình thường, thân thiết mà không quá gần gũi, cũng không phải Triệu Quốc Đống cố ra vẻ như vậy, điều này làm Cù Vận Bạch yên tâm đôi chút. Đề tài vô tình quay về việc hạng mục quốc tế Hoa Tâm đầu tư vào khu khai phát Ando. Tốc độ của quốc tế Hoa Tâm rất nhanh. Chỉ trong vòng một tháng đã làm xong công tác chuẩn bị. Sang năm khu đất trăm mẫu của quốc tế Hoa Tâm sẽ chính thức động thổ. Mà sau khi quốc tế Hoa Tâm đầu tư vào Ando đã có không ít công ty trong lĩnh vực này đến đàm phán, khiến cho khu khai phát công nghệ cao của Ando gặp cơ hội phát triển chưa từng có, vì thế Lô Vệ Hồng rất đắc ý. Lô Vệ Hồng nói chuyện rất dễ làm người ta chú ý. Mọi người đang ngồi đều mừng thay cho Lô Vệ Hồng, thậm chí ngay cả Mao Đạo Lâm cũng có chút hăng hái nghe Lô Vệ Hồng nói chuyện. Trong lúc nhất thời y nhớ lại lúc hai người còn hợp tác ở Giang Khẩu. Mao Đạo Lâm mặc dù biểu hiện lắng nghe Lô Vệ Hồng nói, nhưng thực ra y đang quan sát Triệu Quốc Đống.
biểu hiện của Cù Vận Bạch và Triệu Quốc Đống rất thân thuộc. Hai người làm việc chung cùng khá ăn ý, sau này mặc dù đã rời đi nhưng hình như vẫn giữ liên lạc. Chẳng qua Mao Đạo Lâm không nghĩ Triệu Quốc Đống và Cù Vận Bạch có quan hệ kia. Biểu hiện của Triệu Quốc Đống rất chói mắt, không phải trong buổi hôm nay mà là ở hạng mục quốc tế Hoa Tâm. Mặc dù Lô Vệ Hồng đang nói nhưng Mao Đạo Lâm biết An Đô chẳng qua chỉ lợi dụng vị trí chính trị mà đoạt của Hoài Khánh thôi. Không có những chuẩn bị trước gió của Hoài Khánh, chỉ sợ An Nguyên không được đưa vào phạm vi khảo sát của quốc tế Hoa Tâm. Chỉ riêng điểm này đã thấy được năng lực của quốc tế Hoa Tâm. Ngay cả Bí Thư Miêu cũng khen ngợi biểu hiện tích cực và rất xuất sắc của Triệu Quốc Đống trong hạng mục này. Chỉ trong 6 năm ngắn ngủi, Triệu Quốc Đống từ cán bộ cấp phó trưởng phòng nhảy lên 4 cấp, lên làm cán bộ cấp phó giám đốc sở, ngang hàng với mình. 6 năm trước Triệu Quốc Đống còn đau khổ khi bị Vương Đức Hòa, Quách Chiêm Xuân chèn ép, mà bây giờ Triệu Quốc Đống đã thành con phượng hoàng. Mà Triệu Quốc Đống chưa đầy 30 đã ngồi ở vị trí này, tương lai có thể nói là vô hạn, dù là mình hay Lô Vệ Hồng đã kém về tuổi, không thể so sánh về tương lai với đối phương. Mao Đạo Lâm vừa than thở nhưng cũng có suy nghĩ muốn kéo gần khoảng cách với Triệu Quốc Đống. Y thật ra không thấy Triệu Quốc Đống bị thiệt gì khi quốc tế Hoa Tâm vào An Đô, ít nhất đối với bản thân Triệu Quốc Đống mà nói thì hắn đã khiến lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy chú trọng. Quyển 11, chương 36. Bữa ăn rất vui vẻ, rất nhiều ký ức mơ hồ đã được đào lên. Mọi người nói chuyện từ Vương Đức Hòa, Phùng Đông Hoa, Bao Thái Bình, Trầm Nhược Đình, thậm chí còn nhắc tới Vưu Huệ Hương, tất cả như mới ngày hôm qua. Không có bữa tiệc nào không tan, khi mọi người tan đi, Triệu Quốc Đống mới phát hiện mình phạm sai lầm đó là không đi xe tới. Bây giờ ngồi xe của ai bây giờ? Cù Vận Bạch đưa hắn về là bình thường, hai người ở cùng chỗ mà. Chẳng qua lúc này Triệu Quốc Đống sao dám. Đi xe Hàn Đông thật ra cũng muốn đưa hắn về nhưng Triệu Quốc Đống lo có thể khiến Cù Vận Bạch hiểu lầm, mà Hàn Đông cũng có chút do dự vì lo hai người Lô Vệ Hồng hoặc Mao Đạo Lâm hiểu lầm. Quốc Đống, tôi đưa cậu về. Mao Đạo Lâm xuất hiện quá đúng lúc làm Triệu Quốc Đống thầm may mắn. Vậy cảm ơn trưởng ban thư ký Mao. Triệu Quốc Đống vội vàng chui lên xe. Điều này làm Hàn Đông có chút thất vọng, nhưng Cù Vận Bạch lại thở dài một tiếng. Triệu Quốc Đống không dám về biệt thự Thiền Loan mà đến Lan Khê Ngự Uyển, Mao Đạo Lâm có chút kinh ngạc nhìn Triệu Quốc Đống, sao hắn lại ở khu biệt thự sang trọng này. Chẳng qua nghĩ đối phương dám để mình đưa tới thì sẽ tự tin mà. Mao Đạo Lâm rời đi hơn 10 phút, xe Renault của Cù Vận Bạch mới xuất hiện. Không hỏi gì chứ. Tuy nói trong bữa ăn biểu hiện tự nhiên nhưng Cù Vận Bạch vẫn có chút lo lắng. Dù sao Mao Đạo Lâm khác với người khác, Mao Đạo Lâm là học trò của mẹ cô. Hàng năm vẫn đến nhà, Cù Vận Bạch không muốn đối phương có ấn tượng gì không tốt. Không có gì, hỏi các việc không liên quan tới chị, về việc của quốc tế Hoa Tâm, bảo em thoải mái hơn, không nên vì được mất trước mắt. Em thấy Mao Đạo Lâm đúng là rất rộng lượng, khác hẳn so với khi còn làm chủ tịch huyện. Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế rồi nói. Ồ, Cù Vận Bạch thở phào nhẹ nhõm, rồi có chút tò mò. Y sao lại quan tâm tới hạng mục này? Y không phải là quan tâm hạng mục, em thấy tính cách Y và Lô Vệ Hồng khác nhau. Hạng mục rơi vào tay Lô Vệ Hồng, tạo thành tích cho khu khai phát công nghệ cao An Đô, Y lo em sẽ suy nghĩ. Triệu Quốc Đống cười nói. Ồ, nghĩ cũng đúng, đấu trong các cơ quan nhà nước mà. Có đôi khi nhảy ra khỏi vòng tròn mới cảm thấy trước kia mình làm quá nhiều chuyện buồn cười. Cù Vận Bạch thản nhiên nói. Lãng phí quá nhiều thời gian. Sao, bây giờ hiểu được à? Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Vận Bạch, không làm mấy năm ở cơ quan nhà nước thì chị không chắc đã nhanh như vậy bắt nhịp với công việc. Không nên xem nhẹ mấy năm trong chính quyền, ít nhất nó có thể để chị hiểu trình tự hoạt động của cơ quan nhà nước. Khi chị quan hệ với cơ quan nhà nước sẽ tránh đi không ít đường vòng, tiết kiệm thời gian và tiền bạc, hiệu quả cũng tăng lên. Đây là tác dụng của quan hệ. Nói cũng đúng, Tổng Giám Đốc Dương cũng nói như vậy, em cũng nói thế. Chị thật ra cảm thấy trọng trách trên vai mình là rất lớn. Cù Vận Bạch cười nói. Thiên Phu năm nay chắc sẽ hành động lớn. Bồi Ca năm trước đã nói với em muốn nhân lúc kinh tế còn chậm phát triển mà hoạt động một phen, có lẽ sẽ đầu tư vào mảng vật liệu xây dựng. Ngoài ra Y và Trường Xuyên cũng suy nghĩ tiến vào thị trường chứng khoán, có lẽ Thiên Phu và Thương Lãng sẽ tìm đồng bọn hợp tác. Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói. Ừ, Y cũng nói tới việc này nhưng bây giờ vẫn chưa có kế hoạch cụ thể. Phải xem sau khi nói chuyện với Trường Xuyên như thế nào đã. Thiên Phu không có nhân tài bên thị trường chứng khoán,
nghe nói Thương Lãng từ năm ngoái đã chuẩn bị ở việc này. Cù Vận Bạch rất xúc động. Trước cô mặc dù biết sau lưng Triệu Quốc Đống là tập đoàn kinh tế khổng lồ, nhưng cũng chỉ nghe Triệu Quốc Đống nói mà cảm nhận. Nhưng sau một tháng vào Thiên Phu, cô mới hiểu rõ tập đoàn này khổng lồ như thế nào. Trong một tháng cô đã hai lần tới Thượng Hải và Hoài Khánh, còn đến Hải Nam, có thể thấy khí thế cực cao của mảng bất động sản và xây dựng của Thiên Phu. Mấy hạng mục ở Thượng Hải đã có hai tiến hành, có hai đang chuẩn bị tiến hành, còn không ngừng mua đất. Mà bên Thượng Hải còn phát triển nhanh hơn nữa. Mua đất không hề e ngại, mà Kiều Huy có quan hệ mạnh trong giới tài chính làm cô cảm nhận rõ quan hệ sâu sắc của bất động sản và hệ thống tài chính, chính quyền. Bảo sao Dương Thiên Bồi cùng Triệu Quốc Đống đều không hề suy nghĩ chuyển mảng bất động sản cho Kiều Huy. Mà Kiều Huy đầy tự tin cho nhân viên phụ trách ba mảng bất động sản ở Bắc Kinh, Thượng Hải, An Đô, chỉ phụ trách kiểm tra tài chính và lấy đất. Còn mấy vấn đề khác như quy hoạch, quảng cáo, tiêu thụ đều do ba công ty con phụ trách. Điều này khiến cho các công ty còn phát huy tính tích cực, hiệu quả làm việc tăng lên nhiều. Ở mảng xây dựng, bước tiến của Thiên Phu càng thêm vững chắc. Thiên Phu coi như đã đứng vững trong xây dựng đường cao tốc, hơn nữa còn mở rộng nghiệp vụ ra nhiều tỉnh. Trước Tết Cù Vận Bạch theo Dương Thiên Bồi lên Bắc Kinh một tuần, gần như ngày nào cũng gặp lãnh đạo các bộ quan trọng, Cù Vận Bạch cũng biết có lẽ sau này mình sẽ gặp nhiều bọn họ. Tiếp xúc càng nhiều, Cù Vận Bạch càng cảm nhận tiềm lực rất lớn của Thiên Phu. Bỏ qua mảng bất động sản, chỉ riêng xây dựng Thiên Phu đã nằm ngoài tưởng tượng của Cù Vận Bạch. Trực thuộc có 21 ban quản lý công trình, phân bố ở 7 tỉnh, Phó Tổng Giám đốc Lâm Tông Quốc phụ trách mảng xây dựng gần như là người trên không. Cù Vận Bạch vào Thiên Phu một tháng ngoài cuộc gặp mặt lần đầu ra thì chỉ gặp có một lần. Xây dựng Thiên Phu dù Tết vẫn hoạt động bình thường. Mà Dương Thiên Bồi lại nói không hài lòng với sự phát triển của Thiên Phu bây giờ. Nói là năm 2001 chính là một năm để Thiên Phu có bước tiến mạnh mẽ. Thiên Phu là như vậy, còn Thương Lãng thì sao? Thương Lãng rất sớm đã dự định tiến vào mảng tài chính, trước đó cũng có vài động tác nhưng chưa đủ. Ví dụ như tham gia cổ phần của Ngân hàng Thương mại An Đô và Ninh Ba, nếu có thể tham gia vào cơ chế chứng khoán sẽ có lợi cho mảng tài chính của hai tập đoàn, bồi dưỡng nhân tài cũng có lợi cho hai tập đoàn lên thị trường chứng khoán sau này. Triệu Quốc Đống cũng ủng hộ Thương Lãng và Thiên Phu tiến vào mảng tài chính. Tập đoàn phát triển đến bây giờ thì không thể không có quan hệ với mảng tài chính. Nhưng ở vấn đề này Thương Lãng cũng còn có ý kiến không thống nhất. Về phần Thiên Phu thì Dương Thiên Bồi cũng đang suy nghĩ, chẳng qua trong thời gian ngắn sợ chưa thấy điểm rõ ràng. Quốc Đống, chị sợ mình không đảm nhiệm được công việc này. Cù Vận Bạch có chút lo lắng nói. Sợ gì, có ai trời sinh đã giỏi đâu. Mấy năm trước Bồi ca còn là chủ một xí nghiệp tập thể, mà Kiều Huy lại là kẻ trên xã hội, mấy thằng em của em còn theo em muốn xin điếu thuốc hút, bây giờ thì sao? Chị đừng đánh giá thấp mình, thực ra chuyện cũng không phức tạp như chị. Thiên Phu đã vào quỹ đạo, một cá nhân khó có thể ảnh hưởng quá lớn tới tập đoàn, quyết định mang tính chiến lược là do tập thể, còn cần nghiên cứu lâu dài, chị lo gì? Hơn nữa không phải còn em ở bên sao, bây giờ chỉ cần gọi điện là rõ ràng mà. Triệu Quốc Đống cười nói, em thật ra coi trọng năng lực xử lý tốt của chị, có thể sẽ làm tăng tiềm lực của chị lên. Cù Vận Bạch nghe vậy thì rất vui, Triệu Quốc Đống nói làm cô yên tâm không ít. Thực ra cô cũng không sợ gì mà thấy mình vào Thiên Phu phụ trách vị trí cao như vậy nên có chút lo lắng người ta không phục. Nhưng công ty tư nhân khác công ty nhà nước, không phải ngồi do cấp bậc. Hơn nữa Dương Thiên Bồi còn khách khí với cô, người bên dưới ai dám có ý kiến. Quyển 11 Chương 37. Thằng Triệu Quốc Đống làm gì không biết nữa. Tiền Nguyên Huy đầy tức giận ném một tập văn bản lên bàn. Tay của nó sao thò ra dài vậy? Không nói một câu nào đã làm. Thị trưởng Hà, nếu như hắn thật sự muốn lo hết chuyện, tôi mong còn ca được. Hắn muốn lo thì đi mà lo, tôi càng nhàn. Hà Chiếu Thành nhíu mày, y có thể hiểu tâm trạng của Tiền Nguyên Huy lúc này. Bắt đầu sang năm mới Triệu Quốc Đống liền có vẻ rất bận. Nửa tháng nay vẫn đi tìm hiểu tình hình nông thôn, trong hội nghị thường trực ủy ban, hắn cũng đưa ra ý kiến chứng thực chính sách mà Trung ương đã đưa ra hồi tháng 1, muốn tìm hiểu rõ thực trạng nông thôn. Lúc trước còn tưởng hắn chỉ đi xem vòng vòng mà thôi, không ngờ hắn lại quyết tâm như vậy, nghe nói thật sợ muốn kiểm tra tất cả các huyện. Ở Vũ Xuyên hai hôm, ở Lâm Giang ngày rưỡi, mà huyện Tĩnh cùng Cổ Lâu thậm chí còn ở một tuần. Nghe nói hắn cũng không cần bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện đi cùng. Chỉ cần phó chủ tịch huyện phụ trách nông thôn đi cùng, sau đó kéo theo người của bên nông nghiệp, tài chính, khoa học kỹ thuật đi cùng,
gần như ở mỗi huyện xem xét ít nhất 3-4 xã. Triệu Quốc Đống nói hắn muốn xem 3 loại xã, xã khó khăn nhất, điều kiện vừa vừa, xã là điển hình tiên tiến. Hà Chiếu Thành có chút tò mò xem Triệu Quốc Đống muốn làm gì. Phó thị trưởng thường trực không phụ trách mảng công tác nông thôn, hắn chú tâm đi khảo sát như vậy làm gì? Chẳng lẽ thật sự chứng thực tinh thần của hội nghị công tác nông thôn của Trung ương? Nực cười, thằng Triệu Quốc Đống này nếu như thật sự quan tâm công tác nông thôn mới là chuyện lạ. Triệu Quốc Đống rốt cuộc điều tra gì thì chưa rõ. Chính quyền thị xã cũng đã gửi mấy văn bản đốc thúc yêu cầu chính quyền huyện xâm nhập xuống cơ sở, cố gắng cải thiện việc thu phí loạn ở nông thôn. Trong đó có một số việc liên quan với Tiền Nguyên Huy, vì thế Tiền Nguyên Huy mất mặt. Hà Chiếu Thành cũng có chút khó xử. Triệu Quốc Đống xuống dưới xử lý mấy việc kia cũng là việc tốt. Bắt đầu từ năm trước các nơi trong cả nước không ngừng xuất hiện các vụ án thu phí loạn ở nông thôn gây ra án mạng, làm không ít lãnh đạo ngã ngựa. Triệu Quốc Đống tự tìm phiền phức với việc này, Hà Chiếu Thành tìm còn không được. Chẳng qua Tiền Nguyên Huy đến than oán thì y không thể giả vờ câm điếc. Dù sao công việc này không do Triệu Quốc Đống phụ trách, hắn lợi dụng danh nghĩa tổ điều tra của Ủy ban thị xã mà tiến hành tra xét khắp nơi chính là vượt quyền. Ít nhất hắn phải báo với mình một tiếng, chứ cứ làm gì thì làm thế này đúng là quá đáng. Lão Tiền, tỉnh táo đi, có gì đáng để anh tức giận như vậy chứ? Xảy ra chuyện thì tổ điều tra thông báo một chút cũng được mà, ít nhất có thể giảm bớt không ít áp lực cho anh, cho tôi mà. Chẳng lẽ thật sự muốn có án mạng như các nơi khác thì anh mới được yên ư? Hà Chiếu Thành bình tĩnh nói. Thị trưởng Hà, ngài biết tôi không có ý này mà. Triệu Quốc Đống muốn làm như vậy để tạo tiếng tăm thì tôi hiểu. Dù sao còn trẻ như vậy, hạng mục quốc tế hoa tâm lại người ta đoạt, nếu không tìm được điểm sáng thì sao có thể được lãnh đạo chú ý mà lấy lại mặt mũi. Tiền Nguyên Huy khinh thường nói. Nhưng hắn chỉ là phó thị trưởng thường trực, không phải thị trưởng, tôi là phó thị trưởng phụ trách, làm gì cũng phải báo trước chứ. Nếu không cũng cần nói với ngài, hắn làm như vậy chẳng lẽ nghĩ chỉ mình hắn có thể cứu loài người khỏi thảm họa sao? Tiền Nguyên Huy nói hơi quá khích nhưng Hà Chiếu Thành cũng có thể hiểu. Đặng Nhược Hiền vào thường vụ, mảng công việc phụ trách lại bị Hứa Kiều chiếm lấy. Tiền Nguyên Huy vốn hy vọng phụ trách mảng xây dựng thành thị, y phụ trách mảng nông nghiệp đã lâu, muốn đổi. Nhưng Triệu Quốc Đống cùng Đặng Nhược Hiền cực lực đề cử Hứa Kiều, Trần Anh Lộc cũng đồng ý quan điểm của Triệu Quốc Đống nên Tiền Nguyên Huy không thành. Điều đó làm Tiền Nguyên Huy rất khó chịu. Đủ rồi lão Tiền, xem anh nói gì đó, còn có giác ngộ chính trị không? Hà Chiếu Thành lạnh lùng nói. Mặc kệ xảy ra chuyện gì thì đều là chuyện về công việc, có thể nói ra trong hội nghị mà. Anh về đi. Tiền Nguyên Huy hầm hừ rời đi. Chuyện này không dễ xử lý, Hà Chiếu Thành loáng thoáng nhớ trước khi Triệu Quốc Đống xuống khảo sát đã nói chuyện với mình, nói muốn thuận tiện tìm hiểu công việc hàng ngày của nông thôn, cũng muốn đốc thúc chính quyền địa phương làm theo quy định pháp luật. Mình lúc ấy không quá để ý, không ngờ Triệu Quốc Đống này lại làm mạnh như vậy. Chính quyền thị xã không ngừng gửi văn bản đốc thúc khiến các huyện cảm thấy mất mặt. Tổ điều tra rời đi không ảnh hưởng tới hăng hái của Triệu Quốc Đống. Theo hắn nửa tháng, đám người kia cũng nhớ người nhà, hơn nữa cũng là do thị trưởng Hà gọi về. Triệu Quốc Đống không thèm để ý. Hà Chiếu Thành làm vậy là bình thường, xem ra hành động của mình đã ảnh hưởng chỗ đau của không ít người. Chẳng qua Triệu Quốc Đống biết ở vấn đề này mình mà không làm mạnh tay thì chỉ sợ trong năm nay mấy huyện mạnh về sản xuất nông nghiệp sẽ có chuyện, mà là chuyện động trời. Chính vì suy nghĩ cho cục diện của Hoài Khánh nên hắn quyết định phải gõ mạnh tay để cấp dưới tỉnh táo. Triệu Quốc Đống không nói với Tiền Nguyên Huy là do đối phương phụ trách mảng này quá lâu, quen với lãnh đạo huyện bên dưới. Nếu nói chuyện với Tiền Nguyên Huy, y kiểu gì cũng nói giúp hoặc thả lỏng thì còn tác dụng gì. Nếu như ở các huyện vẫn còn có suy nghĩ như trước thì không chừng trong vụ thu hoạch đông xuân lần này sẽ có chuyện. Ban đôn đốc của ủy ban đã chính thức gửi văn bản xuống các huyện, hơn nữa yêu cầu các huyện tiến hành xác định chế độ rõ ràng, việc này liên quan đến tiền thưởng cuối năm của cán bộ huyện, hơn nữa văn bản viết với giọng rất nghiêm khắc, đây là nguyên nhân khiến các huyện khó chịu. Nhưng Triệu Quốc Đống rất hài lòng với hiệu quả như vậy. Triệu Quốc Đống ưỡn người và cẩn thận phân tích tình hình điều tra trong nửa tháng qua. Sau khi quỹ tín dụng nông thôn bị xóa bỏ khiến tài chính các xã rất khó khăn. Khoản nợ quá lớn làm các xã không thở nổi, hơn nữa nhà máy cấp xã 2 năm qua càng lúc càng suy yếu. Tài chính các huyện cũng rơi vào khó khăn, hàng năm vì hoàn thành trả lại khoản tiền của các quỹ tín dụng khiến các huyện ngạt thở. Nhất là huyện thuần nông như Thanh Bình, tính thì tài chính càng yếu hơn.
mà dưới xã ngay cả tiền lương cũng khó mà trả đúng hạn. Chỉ có thể thay đổi phương pháp tăng cường thu thuế thì mới được, nhưng như vậy lại khiến mâu thuẫn xã hội trở nên căng thẳng. Tổ chức cấp thôn là khó khăn nhất, hàng năm có rất nhiều việc làm mất lòng dân chúng, đồng thời tiền lương quá thấp khiến anh khó có thể kích thích tính tích cực của cán bộ thôn. Mà nông dân cũng rất tức giận. Thời gian này Triệu Quốc đóng xuống không ít thôn, xã, thậm chí còn trực tiếp vòng quanh cấp xã mà xuống thẳng thôn, ngồi nói chuyện với cán bộ thôn và dân chúng. Hắn biết cách làm này của mình khá đặc biệt, rất dễ làm huyện phản cảm, nhưng hắn không quá để ý tới việc này, nếu không làm thế sao có thể rõ ràng cảm nhận tình hình tuyến đầu của nông thôn. Thuế nông nghiệp và thủy lợi khiến dân chúng ngạt thở, trồng trọt bây giờ hầu hết không có lãi, thuần túy là kiếm lương thực cho nhà ăn mà thôi. Nhà máy các xã khó khăn khiến cho số nông dân vào đó làm thời vụ càng lúc càng ít, dân chúng ra ngoài làm thuê khó tìm được việc, tiền đi lại cũng tăng nên đã giảm mạnh tính tích cực của dân chúng. Triệu Quốc Đống đến không ít xã và thấy ở các thôn người dân tụ tập tại quán nước, đánh mặt trược, tá lả, nếu không cũng đứng bên xem. Rất nhiều sức lao động còn thừa ở địa phương, rất dễ tạo thành vấn đề xã hội. Quyển 11, chương 38. Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ, Quế Toàn Hữu tiến vào nói. Thị trưởng Triệu, chủ tịch Võ tới. Ồ, mời chị ta vào, tôi vừa lúc có điều cần trao đổi. Triệu Quốc Đống bỏ tài liệu trong tay xuống. Huyện Tĩnh có không ít vấn đề, bí thư huyện ủy La Diệu Tổ cùng chủ tịch huyện Võ Tử Sam căng thẳng, điều này khiến công việc của huyện Tĩnh ảnh hưởng không ít. Võ Tử Sam hôm nay mặc chiếc váy màu gạo trông khá quyến rũ, khuôn mặt trắng hiện lên thêm một tia đỏ ửng, hai má lúm đồng tiền khi cười càng thêm quyến rũ. Thị trưởng Triệu vẫn đang làm sao? Theo ý của ngài tôi và bí thư La hai hôm nay đều không tới làm phiền ngài. Tôi không sợ hai người làm phiền, tôi sợ các người trốn tôi đó. Triệu Quốc Đống cười cười nhìn đồng hồ và nói. Ngồi đi, chị tới là tốt rồi. Tôi có chút chuyện cần nói với chị. Võ Tử Sam ngẩn ra. Cô biết hơn phân nửa là việc gì. Thị trưởng Triệu này đi mấy huyện, nghe nói sau khi rời đi huyện nào đều khiến bí thư huyện ủy cùng chủ tịch huyện đổ mồ hôi. Nghe nói ban đốc thúc của chính quyền thị xã đã gửi mấy văn bản, cô hôm nay đến là để nói chuyện này. Phó chủ tịch huyện đi cùng với thị trưởng Triệu hôm nay về nói rằng chuyện sợ không tốt. Cho nên cô mới có thể chọn lúc này tới gặp hy vọng huyện Tĩnh có thể thoát nạn. Thị trưởng Triệu, có chuyện gì có thể nói trước được không? Võ Tử Sam có chút khẩn trương nói. Sao thế, có gì e ngại ư? Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Có chuyện báo ra là tốt, nếu không sao có thể khiến, huyện ủy chú trọng. Tôi cũng nói thẳng, tôi đã yêu cầu ban đốc thúc về viết thông báo, mai sẽ có. Chị đừng có xa sầm mặt, chuyện đều như vậy cả. Không nhắc nhở thì tôi thấy tình hình càng xấu hơn. Võ Tử Sam tái mặt, cô còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị bịt kín, làm cho cô không biết nói gì. Ngồi đi. Triệu Quốc Đống không thèm để ý đến vẻ mặt của Võ Tử Sam. Hắn cầm tài liệu và nghiêm túc nói. Tối nay tôi và chị ngồi nói chuyện với nhau, sáng mai sẽ cùng huyện ủy, ủy ban trao đổi ý kiến. Võ Tử Sam nghe Triệu Quốc Đống nói với giọng khá nghiêm túc nên rất khẩn trương. Công việc huyện Tĩnh không quá tốt thì cô biết, ở vấn đề nhân sự La Diệu Tổ bao hết, làm cho cô là chủ tịch huyện khó chen tay vào. Vì thế hai người thường xuyên cãi nhau trong hội nghị thường ủy. Chẳng qua La Diệu Tổ đầy kinh nghiệm trong chốn quan trường nên Võ Tử Sam mãi vẫn không thể điều chỉnh được. Chẳng qua cô cũng biết La Diệu Tổ cũng không quá tốt. Năm trước bí thư Đàm tới khảo sát công tác xây dựng bộ máy đã mắng cho La Diệu Tổ một trận. Điều này làm La Diệu Tổ phải thu mình lại. Quan hệ giữa huyện ủy, ủy ban hai tháng qua cũng hỏa hoãn hơn. Hôm nay nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy tất nhiên là rất không hài lòng với công việc của huyện Tĩnh, cô có chút lo lắng. Triệu Quốc Đống thấy Võ Tử Sam ngồi xuống thì định nói chuyện. Nhưng đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào, lệnh Hồ Triều đang lớn tiếng nói với ba người phụ nữ. Có việc gì thế? Triệu Quốc Đống nhíu mày định đứng lên thì Quế Toàn Hữu đã ra ngoài. Chẳng qua có một người lảo đảo tiến vào và quỳ mọp xuống đất. Quế Toàn Hữu và lệnh Hồ Triều bị hai người phụ nữ khác bám chặt không thoát được. Mẹ, mẹ làm gì thế? Một trong hai cô gái phía sau thấy mẹ mình quỳ liền đỏ mắt, cô cũng quỳ xuống muốn nâng bà mẹ dậy. Chúng ta sao phải quỳ với bọn họ? Bây giờ không phải thời cổ, bọn họ có phải quan chức Đảng Cộng sản không? Triệu Quốc Đống đã đứng lên giúp cô gái đỡ người phụ nữ trung niên. Chị mau đứng lên. Có gì từ từ nói. Anh đừng ở đó mà ra vẻ người tốt, không phải đám quan chức ép nhà tôi tới đường cùng sao. Tôi nói với anh,
nếu như ép quá chúng tôi dù chết cũng phải kiện lên tận Bắc Kinh. Cô gái mặt đầy nước mắt trừng mắt nhìn mọi người. Đúng thế cô, không phải quỳ với bọn họ, cháu thấy bọn họ không nhận nổi đâu. Cô gái phía sau nói với giọng sắc bén. Hừ, bên ngoài không ngờ có người lừa chúng tôi nói bọn họ không ở đây, chẳng lẽ các người sợ gặp dân chúng như vậy? Là trong lòng lo lắng hay cảm thấy không giải quyết được việc? Đảng Cộng sản sao lại nuôi đám người không chịu làm việc thế này? Triệu Quốc Đống thấy mặt lệnh Hồ Triều đỏ lên thì biết y nói dối. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Cô bé, có chuyện gì từ từ ngồi xuống nói chuyện. Các người đã tìm tới nhất định là có việc cần phản ánh, không vội. Lệnh Hồ, Toàn Hữu, các anh đi lấy thêm hai chiếc ghế. Lệnh Hồ Triều cùng Quế Toàn Hữu cũng biết không thể khuyên ba người kia đi nên đành sang phòng bên lấy thêm ghế. Người phụ nữ trung niên được hai cô gái đỡ ngồi xuống đất. Người phụ nữ kia khoảng trên 40, ăn mặc đúng kiểu phụ nữ cư. Chị ta quỳ xuống làm Triệu Quốc Đống có chút buồn bực. Chị, có việc gì bây giờ chị có thể nói. Tôi nghĩ nếu chị tìm tới tôi thì nhất định biết tôi là ai. Tôi là Triệu Quốc Đống, Phó Thị trưởng Hoài Khánh. Có thể tìm được đến đây thì nhất định là có người chỉ điểm. Chẳng qua Triệu Quốc Đống không nghĩ mình là Bao Thanh Thiên, bây giờ bên dưới có đủ mâu thuẫn, chuyện gì cũng phải do người phụ trách xử lý. Anh là lãnh đạo cấp trên có thể nhìn xem cấp dưới xử lý như thế nào, nhưng không nên tự mình xen vào. Thị trưởng Triệu, chúng tôi hôm nay tới để tìm ngài, chuyện này chỉ ngài giải quyết được giúp chúng tôi. Nếu ngài không thể giúp thì nhà tôi không thể sống nổi nữa. Người phụ nữ đã dần bình tĩnh lại nhưng trong mắt đầy tuyệt vọng là biết chị ta không phải nói đùa để lừa người. Điều này làm Triệu Quốc Đống có chút sợ hãi, chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện gì sao? Chị, không vội, chị nói đi. Triệu Quốc Đống gật đầu. Chỉ cần phù hợp quy định pháp luật, tôi nhất định lo liệu. Thị trưởng Triệu, tôi là người xã Quách Điếm huyện Thanh Bình, tôi và chồng đều làm giáo viên ở xã Quách Điếm. Chuyện thực ra không quá phức tạp. Võ Tử Sam nghe thấy ba người huyện Thanh Bình liền yên tâm không ít. Người phụ nữ tên Quách Phù Dung, chồng Đồng Lương Tài, đều là giáo viên ở xã Quách Điếm. Theo chỉ tiêu của tỉnh thì hàng năm đều có chỉ tiêu chính sách, hai vợ chồng tham gia thi công chức, theo quy định của huyện nếu hai vợ chồng thi qua thì cũng chỉ được một người. Nhưng sau khi báo lên phòng giáo dục liền không thấy tin tức. Đến tháng 9 hết chỉ tiêu hai vợ chồng cũng không thấy ai trong hai người trong danh sách, hai vợ chồng liền nóng nảy. Hàng năm chỉ tiêu có hạn, chính sách của huyện cũng hay thay đổi, khó khăn lắm mới đạt được một chỉ tiêu, sao lại thành thế? Sau đó vợ chồng lên huyện nhờ người quen hỏi thì mới biết chỉ tiêu của Đồng Lương Tài bị em vợ trưởng phòng giáo dục chiếm lấy. Nghe nói căn cứ chính sách của huyện, theo tài chính khó khăn và chỉ tiêu giáo viên không nhiều nên huyện có quyết định vợ chồng này quá tuổi nên không được tham gia xét tuyển. Đồng Lương Tài không phục nên tìm tới phòng giáo dục mà hỏi. Lý do của phòng giáo dục nói xã Quách Điếm phản ánh hai vợ chồng không phục tùng quản lý của xã, cho nên gác không cho vào đợt này. Mà chính quyền xã Quách Điếm lấy lý do lúc thu tiền làm đường hai vợ chồng không nộp. Nhưng hai vợ chồng này làm việc ở trường và sớm thu, nhưng thôn còn muốn thu phí lần nữa vì bọn họ có hộ khẩu trong thôn, hai vợ chồng không nộp. Kết quả chỉ tiêu chuyển thành biên chế cứ thế biến mất. Chuyện sau đó càng không đơn giản. Đồng Lương Tài không phục nên không ngừng tìm phòng giáo dục và xã phản ánh vấn đề. Phòng giáo dục và xã lấy lý do Đồng Lương Tài không phục tùng quản lý của tổ chức mà không cho Đồng Lương Tài làm giáo viên hợp đồng. Đồng Lương Tài kiện lên ủy ban huyện nhiều lần, cuối cùng bị công an huyện lấy lý do ảnh hưởng tới công việc của cơ quan nhà nước mà giam 5 ngày. Sau khi ra ngoài Đồng Lương Tài tức quá nên bị bệnh liệt giường. Quách Phù Dung 3 lần kiện lên ủy ban thị xã đều bị đẩy về huyện, cô cảm thấy bây giờ đã tới bước đường cùng. Con gái học đại học đến kỳ nghỉ đông về nghỉ mới biết việc này nên chuẩn bị tới tỉnh kiện. Bởi vì thiếu tiền nên đến người nhà huyện tỉnh vay tiền, mà người này vừa lúc biết Triệu Quốc Đống xuống huyện, xã kiểm tra công việc, cho nên bảo Quách Phù Dung đến nhà khách huyện ủy tìm xem có đó không. Quyển 11, chương 39. Lại là một chuyện phiền phức. Chuyển từ giáo viên hợp đồng sang biên chế là liên quan tới cuộc sống cả đời, chỉ tiêu hàng năm có hạn, có bao người mong chờ việc này. Thi qua là cửa thứ nhất, về phần có thể chuyển biên chế hay không thì phải do phòng giáo dục kiểm tra, đánh giá. Ai đáng chuyển hay không thì không phải lúc nào cũng công bằng. Về phần liên quan đến mấy chuyện thu tiền ảnh hưởng tới thì cũng khó nói rõ. Anh nếu nói chính quyền địa phương thu loạn, nhưng tài chính hai cấp huyện, xã khó khăn, đảng ủy, chính quyền địa phương muốn cải thiện phương tiện trụ cột của mình thì nếu không nghĩ biện pháp thu tiền và yêu cầu nông dân lao động công ích là không thể.
anh không thể nói cán bộ xã thôn tất cả đều là kẻ hút máu dân chúng. Vị trí ngồi quyết định đầu óc, bây giờ thành tích là phải xem anh có thể thông qua các con đường thay đổi hoàn cảnh nơi mình phụ trách hay không. Mà dân chúng là quần thể yếu nhất sẽ thành đối tượng dễ bắt nạt nhất. Triệu Quốc Đống kiên nhẫn nghe hai mẹ con nói chuyện, xem ra hai mẹ con này hiểu khá rõ về mình, hoặc là nói có người chỉ điểm hiểu về tác phong làm việc của hắn. Nếu không hắn là một phó thị trưởng thì chuyện này sao có thể tìm tới hắn. Hắn vừa không phụ trách, lại không phải người chính, nên đi tìm Trần Anh Lộc hoặc là Hà Chiếu Thành, nếu không cũng phải là An Nhiên chứ. Triệu Quốc Đống cũng biết lúc này biện pháp tốt nhất của mình là kiên nhẫn nghe xong đối phương nói, sau đó an ủi, cuối cùng tỏ vẻ mình về nhất định sẽ nghiêm túc điều tra, xử lý, cuối cùng đưa ra kết quả công bằng cho bọn họ. Đồng thời cũng yêu cầu lệnh Hồ Triều ghi chép, sau khi về chuyển sang cho An Nhiên. Còn gì cần bổ sung nữa không? Triệu Quốc Đống rất kiên nhẫn, thời điểm mấu chốt còn muốn hỏi thêm hai câu làm cho hai mẹ con có chút cảm kích. Vị thị trưởng Triệu này mặc dù còn trẻ nhưng rất thân thiện, còn chăm chú tiếp đón mình. Chẳng qua cô gái bên cạnh lại nhìn chằm chằm Triệu Quốc Đống, có vẻ không quá tin Triệu Quốc Đống có thể giải quyết việc này. Thị trưởng Triệu, tình hình đại khái là như vậy, ngài cũng biết bố mẹ tôi làm giáo viên hợp đồng không dễ. Bố mẹ tôi đã làm giáo viên 20 năm. Cố gắng làm việc, giấy khen dán đầy tường nhưng tại sao đến lượt bọn họ chuyển biên chế lại không có phần? Chẳng lẽ nói họ hàng của trưởng phòng sẽ có đặc quyền? Bọn họ thông qua con đường bình thường phản ánh vấn đề, dựa vào gì tạm giam bố tôi? Cô gái mắt hơi đỏ lên, ngực cũng phập phồng vì tức giận. Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng, việc này trong lúc nhất thời còn không thể nói rõ. Hắn cũng chỉ có thể nói vài câu an ủi vu vơ. Quách Si, cô đừng nghe người này lừa dối. Chuyện rất đơn giản nhưng y căn bản không thật lòng giúp cô, chỉ là nói an ủi. Cháu thấy cô nên trực tiếp phản ánh vấn đề lên tỉnh, bọn họ dựa vào gì mà không cho Đồng Thúc dạy học nữa. Còn tạm giam Đồng Thúc nữa chứ? Đồng Thúc phạm vào điều luật gì mà công an huyện lại giam giữ? Đồng Thúc một mình đi phản ánh vấn đề chẳng lẽ chính là ảnh hưởng đến công việc của cơ quan nhà nước sao? Quá hoang đường! Cô gái kia nói làm cho hai mẹ con trở nên kích động. Triệu Quốc Đống nhíu mày cẩn thận nhìn cô gái. Cô gái ăn mặc khác mẹ con Quách Phù Dung, nhìn qua áo khá sành điệu, đôi giày thể thao hàng hiệu. Cô bé, lời này là không đúng rồi, tôi sao có thể nói cho qua chuyện. Chỉ bằng lời một phía tôi sao có thể phán đoán được, tôi chẳng lẽ không điều tra mà lập tức phá án sao? Các vị nói trưởng phòng phòng giáo dục huyện Thanh Bình lợi dụng quyền lực trong tay lấy suất của đồng lương tài, vậy tôi hỏi một câu là em vợ của vị trưởng phòng kia có làm giáo viên hợp đồng không, nếu có thì đã thi công chức chưa? Nếu thi đỗ thì có phải có đủ tư cách đạt được biên chế không? Tôi nhớ các người nói đồng lương tài không phục quản lý của xã, lý do là không nộp tiền cho thôn, cho nên nói cách khác không có em vợ của vị trưởng phòng kia thì chỉ tiêu cũng chuyển sang người khác. Triệu Quốc Đống biết cô gái kia là chỗ dựa của mẹ con nhà này. Nếu hai mẹ con kiện lên tỉnh thì đó là sai của hắn. Hắn không đụng thì thôi, nếu gặp mà có việc kia thì đó là trách nhiệm của hắn. Về phần việc đồng lương tài không được đi dạy nữa thì hiện nay tôi không thể phát biểu ý kiến. Nếu như đồng lương tài đúng như lời các vị nói thì chỉ là đến phản ánh vấn đề mà thôi, tôi lấy cái nhìn cá nhân thì thấy lý do không cho đồng lương tài đi dạy là không hợp lý. Điểm này tôi có thể quan tâm, về phần đồng lương tài bị giam giữ đó là chấp pháp của cơ quan công an, các người nếu không phục có thể thông qua con đường pháp luật giải quyết. Hai cô đều là sinh viên đại học thì phải hiểu rõ vấn đề này chứ. Triệu Quốc Đống biết lúc này không thể nói quá sẽ bất lợi giải quyết vấn đề. Nhiều người mới đầu chỉ muốn giải quyết vấn đề, nhưng sau đó thấy bên kia mềm yếu liền sẽ há mồm đòi thêm. Hắn không thể không đề phòng. Triệu Quốc Đống cũng mơ hồ có thể đánh giá sự thật trong việc này. Trên thực tế việc này ở cơ sở là rất nhiều. Mặc kệ là có dính tới em vợ của trưởng phòng kia hay không, đồng lương tài bị gác lại việc vào biên chế là không phù hợp chính sách. Về phần thu phí thì hắn có thể khẳng định việc này không theo quy định pháp luật nào cả. Mặc dù là không nộp cũng không thể làm gì dân chúng. Về phần đối phương là giáo viên phải nộp gấp đôi thì càng quá đáng. Chẳng qua chuyện này dù anh bây giờ đi điều tra thì tra được gì? Có tác dụng gì? Hừ, nói thì hay. Theo anh nói Đồng Thúc bị tạm giam là đáng đời. Anh vừa nãy nói nhiều như vậy thì muốn tỏ ý gì? Ý của anh là để chúng tôi về làm gì thì làm sao? Cô gái kia nói năng khá sắc bén. Anh cảm thấy ở tình huống này Quách Di và Đồng Uy có thể yên tâm làm việc và đi học sao? Đừng nói là bọn họ, ngay cả tôi là người ngoài cũng không nhịn được.
Cô bé, sao lại có thể nói cực đoan như vậy? Thị trưởng Triệu có nói như vậy không? Cô nếu là sinh viên đại học thì cũng hiểu trình tự cơ bản về hành chính. Cô muốn thị trưởng Triệu lập tức tỏ thái độ, lập tức giải quyết vấn đề này, hay muốn định tội? Đừng nói Triệu Quốc Đống không có quyền lực này, dù có cũng phải thông qua trình tự giải quyết. Võ Tử Sam cảm thấy cô gái kia không bình thường, nhưng cô biết Triệu Quốc Đống không thích hợp tranh chấp với đối phương, nhưng nếu tỏ ra mềm yếu thì khó tránh khỏi đối phương có ý đồ khác. Cho nên Võ Tử Sam phải nhảy ra. Chị là ai? Cô gái không chút khách khí hỏi ngược lại. Tôi là chủ tịch huyện Tĩnh. Võ Tử Sam nói bình tĩnh nhưng hòa nhã. Tôi nghĩ tôi là người không liên quan gì tới việc này nên vừa nãy nói là thật lòng. Cô bé, cô không phải người không hiểu lý lẽ, không nên ép thị trưởng Triệu phải tỏ thái độ. Cô hẳn là biết thị trưởng Triệu đã hứa sẽ quan tâm việc của Đồng Lương Tài đã là đủ rồi. Cô nếu tìm đến thị trưởng Triệu thì phải tin tưởng ngài. Cô gái bị nói như vậy liền không biết nói gì để phản kích nói. Hơn nữa lại thấy đối phương có thái độ chân thành mà nhẹ nhàng nên chỉ có thể cúi đầu xuống. Hừ, ai biết các người có phải cá mè một lừa không? Tôi chỉ biết Đồng Thúc và Quách Di bị thiệt nhiều như vậy, bây giờ đi phản ánh không có cửa, Đồng Thúc nằm trên giường không dậy nổi, các người nói mấy câu vu vơ, không chứng thực gì. Đồng Thúc làm giáo viên hợp đồng vào biên chế không được, còn bị giam oan ức, chẳng lẽ cứ mặc như vậy? Đừng cho là tôi không biết cách làm của các người, muốn chuyện lớn hóa nhỏ rồi không còn gì. Cô bé, cô tên gì? Nếu không như thế nào, cô cho tôi số điện thoại, hoặc tôi cho cô số điện thoại. Tôi hứa trong vòng nửa tháng trả lời thuyết phục cho các người, cũng hy vọng các người bình tĩnh đợi, nếu đã xảy ra chuyện thì chúng tôi sẽ xử lý tốt, có được không? Quyển 11, chương 40. Cô gái khinh thường nhìn Triệu Quốc Đống. Cô vốn định không nói nhưng suy nghĩ một chút lại thấy họ Triệu này có tiếng khá tốt, mình cũng không thể làm quá đáng. Tôi họ Cao, anh lưu số điện thoại của tôi đi. Nếu sau nửa tháng mà không trả lời thuyết phục thì anh đừng trách tôi làm lớn chuyện. Trung Quốc là xã hội pháp trị, đừng tưởng rằng các người ở dưới là muốn làm gì thì làm. Nếu lên báo chí, TV thì các người không thoát được đâu. Triệu Quốc Đống hơi động tâm vào trong đầu suy nghĩ thật nhanh nhưng không nghĩ ra trên tỉnh có lãnh đạo nào họ Cao. Nghe giọng đối phương hắn không nhịn được nở nụ cười. Báo chí, TV nếu như đưa tin theo thực tế mới là buồn cười. Ba người này đi. Triệu Quốc Đống và Võ Tử Sam cũng không còn hứng thú nói chuyện nữa. Nói vài câu đơn giản, Võ Tử Sam về trước. Triệu Quốc Đống cũng chỉ bảo Võ Tử Sam sáng mai mình có lời quan trọng cần nói, bảo cô và La Diệu Tổ chuẩn bị tâm lý. Tiễn Võ Tử Sam, Triệu Quốc Đống bảo Quế Toàn Hữu ghi nhớ chuyện hôm nay, sau khi về Hoài Khánh thì quan tâm một chút, cố gắng xử lý tốt. Triệu Quốc Đống thức dậy mới phát hiện bên dưới mình hơi ươn ướt, đã lâu hắn không có tình huống này. Không ngờ bây giờ lại có chuyện đó. Lúc này hắn đã nghĩ ra cô gái tối qua là ai. Trong giấc mơ đêm qua người phụ nữ quan hệ với hắn là một người khá giống cô gái họ Cao, hình như giống Đường Cần. Bây giờ hắn đã không thể nhớ nổi, giấc mơ hình như là thời gian nồng thắm của hắn và Đường Cần. Thân hình mềm mại, cao giáo của Đường Cần ở bên dưới hắn cũng không biết lúc nào biến thành họ Cao. Hắn tỉnh lại và biết cô gái kia là ai. Em gái Đường Cần. Con gái Cao Chí Minh, Cao Thiền. Triệu Quốc Đống chưa gặp Cao Thiền, nhưng trong album ảnh của Đường Cần thì hay thấy cô bé này. Chẳng qua lúc ấy cô bé này vẫn còn nhỏ, bây giờ đã 7 năm trôi qua, Cao Thiền đã là sinh viên đại học. Cao Thiền khá giống Đường Cần, có lẽ là di truyền từ mẹ cô ta Đường Linh. Thảo nào mình thấy quen quen, đều là những người phụ nữ xinh đẹp. Chẳng qua Cao Thiền cao hơn Đường Cần, điểm này là nhận ưu điểm từ Cao Chí Minh. Triệu Quốc Đống biết tình hình của Cao Chí Minh cũng biết biến hóa của hắn. Cao Chí Minh bây giờ đã là phó trưởng phòng phòng 3 của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, 7 năm y đã lên được cấp này. Phòng số 3 của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy phụ trách việc khảo sát tất cả các bí thư, chủ tịch huyện các thành phố, thị xã trong tỉnh, quyền lực rất lớn. Triệu Quốc Đống và y đã gặp nhau 2 lần ở tỉnh ủy nhưng chỉ gật đầu chào nhau. Triệu Quốc Đống vẫn nghĩ chuyện của mình và Đường Cần sẽ đóng băng. Nhưng khi Cao Thiền xuất hiện trước mặt làm hắn không biết sao trong lòng mình lại gợn sóng. Đây không đơn giản là giấc mơ, Triệu Quốc Đống biết cảm nhận trong lòng hắn. Chuyện 7 năm trước đã ăn sâu vào tim hắn vốn nghĩ mọi thứ đã qua, hắn sẽ quên nhưng không ngờ Cao Thiền xuất hiện khiến vết thương nó lại lộ ra. Triệu Quốc Đống nghiêng người ngồi dậy đổi quần rồi ngủ tiếp. Tình đầu là khó quên nhất. Mấy năm nay Triệu Quốc Đống vô thức không nghe tin về Đường Cần.
Ba năm trước đồng mạn kết hôn hắn không đi vì né tránh gặp Đường Cẩn, sau đó hắn đã đến nhà đồng mạn để bồi tội. Có khi hắn thấy mình rất kiên cường nhưng sao không thể quên điều này chứ, nó như con rắn quấn lấy trái tim hắn. Hắn không dễ dàng chấp nhận một người phụ nữ của mình nằm trong tay người đàn ông khác. Cao Thiền xuất hiện thậm chí ảnh hưởng đến tâm trạng của Triệu Quốc Đống trong công việc ngày hôm sau. Mặc dù hắn cố gắng ép mình tập trung nhưng hắn cảm thấy thiếu sự hăng hái. Điều này không chỉ La Diệu Tổ cùng Võ Tử Sam có thể cảm nhận được. Ngay cả mấy đồng chí khác của bộ máy huyện Tĩnh cũng có thể nhận ra. Thị trưởng Triệu, ngài hình như có tâm sự. Quế Toàn Hữu ngồi xuống bên cạnh Triệu Quốc Đống rồi nói. Có phải liên quan chuyện chiều tối qua? Ừ, có chút quan hệ. Chúng ta đã đi hơn 10 ngày, tình hình nông thôn các huyện đều không lạc quan. Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế. Khoản nợ của hai cấp xã, thôn quá lớn. Mấy huyện lớn về nông nghiệp đều là ăn cơm tài chính, thậm chí bảo đảm tiền lương cho đội ngũ cán bộ và giáo viên cũng khó khăn. Quỹ tín dụng nông thôn bị xóa sổ khiến cho trên lưng các huyện đeo thêm gánh nặng lớn. Hai năm trước đã thu được thì thu hết rồi, bán được bán hết rồi, huyện xã còn như vậy, vậy cấp thôn thì sao? Còn không phải chỉ là cố gắng thu thêm nhiều khoản từ dân chúng thôi sao? Nông thôn mặc dù có mâu thuẫn, điều này có quan hệ đến tố chất cán bộ cơ sở, nhưng trong này không phải do nguyên nhân chính sách sao? Thị trưởng, tài chính cấp thị xã của Hoài Khánh còn đỡ một chút, dù sao còn có vài khoản để bù vào. Nhưng TCU quận, huyện thì vốn thiếu thốn. Tôi thấy chủ yếu là do kinh tế quận, huyện chậm phát triển, tư tưởng lãnh đạo hạn hẹp, không tìm được hạng mục lớn, hoặc là không biết phát triển kinh tế tư nhân ở địa phương. Nhất là sau khi nhà máy xã, thị trấn đóng cửa, nguồn thu thuế giảm, 2-3 năm mãi không có thay đổi. Quỹ tín dụng nông thôn xóa sổ làm trên lưng đeo thêm khoản nợ nên càng thấy mình không thể làm gì được. Đây thực ra là ỷ lại, lười biếng. Quế Toàn Hữu đưa ra quan điểm của mình chứ không hùa theo ý tưởng của Triệu Quốc Đống. Anh nói là một phương diện, tài chính quận, huyện của Hoài Khánh khó khăn là do lịch sử lưu lại. Ngoài Quy Ninh gần An Đô nên còn miễn cưỡng thay đổi, các quận, huyện khác kể cả Khánh Châu Thuần Túy đều là huyện nông nghiệp. Các nhà máy xã, thị trấn chỉ phát triển trong lúc nhất thời, bây giờ đã rơi vào suy thoái. Tôi thấy trong hai năm qua số nhà máy xã bị đóng cửa cũng hơn phân nửa. Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Tình hình nông thôn càng không ổn định, cán bộ cơ sở liền nghĩ mọi cách thu thêm của dân chúng. Nếu không coi trọng việc này thì tôi sợ sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Triệu Quốc Đống nói như thế làm Quế Toàn Hữu im lặng không nói. Ai chẳng biết đây là vấn đề rất khó xử lý, chẳng lẽ các lãnh đạo thị xã khác không biết? Không ai muốn lật việc này ra vì muốn giải quyết nó là rất khó khăn. Vì thế có thể kéo dài thì kéo, có thể lừa qua thì lừa qua, chỉ cần không có việc lớn là được. Ngay cả Tiền Nguyên Huy là phó thị trưởng phụ trách sản xuất nông nghiệp còn giả câm giả điếc thì có thể trách được ai? Tình hình các nơi khác cũng thế, chẳng qua ở Hoài Khánh thì do Triệu Quốc Đống đi xem mới thấy cụ thể thôi. Ôi, anh có phải cảm thấy làm việc bên Hoài Khánh không thoải mái không? Triệu Quốc Đống ưỡn lưng nói. Sang năm nay tôi càng cảm nhận rõ ràng việc này. Quế Toàn Hữu dùng mình và vội vàng nói. Thị trưởng Triệu, ngài sao lại có cảm giác này? Tôi thật ra không thấy. Thật sao, chắc tôi quá nhạy cảm rồi. Triệu Quốc Đống không còn gì để nói. Thị trưởng Triệu, tôi thật ra cảm thấy nguyên nhân là do trước ngài ở Ninh Lăng làm việc gì cũng thuận lợi, không có tính khiêu chiến. Nhưng sang Hoài Khánh tình hình không quen, cho nên ngài thấy không thích ứng. Quế Toàn Hữu thở dài một tiếng, sau đó y suy nghĩ, một lúc lâu sau mới nói. Tôi thật ra cảm thấy ngài có thể rèn luyện ở vị trí này một vài năm là rất tốt. Làm phó thị trưởng thường trực đối với ngài là rất thích hợp, gì cũng phải tiếp xúc, gì ngài cũng có thể nâng nó lên. Đây là cơ hội hiếm có đối với ngài, nó là trụ cột để nghiệp phát triển. Toàn Hữu, lời này của anh chỉ là nói vào tâm lý mọi người thôi. Tôi thực ra không quá coi trọng việc tiến bộ hay không. Tuổi của tôi ngồi trên vị trí này đã là đặc biệt, nếu còn hy vọng xa vời thì quá tham. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Tôi chỉ mong nhân lúc này làm được việc gì đó vì dân chúng, các điều khác tôi không nghĩ quá nhiều. Thị trưởng Triệu, tôi thấy từ năm trước ngài có vẻ có tâm sự. Chẳng lẽ vì việc này? Quế Toàn Hữu biết Triệu Quốc Đống là người có ánh mắt sâu sắc và rất cao, nhưng nếu không phải loại người chỉ lo giữ mũ và bò lên thì đúng là người muốn làm việc thật. Mà mình từ Ninh Lăng sang Hoài Khánh ngoài việc cảm thấy theo đối phương là có thể nhanh chóng lên chức, còn một nguyên nhân nữa là cảm thấy theo đối phương làm việc là đáng. Không hoàn toàn như vậy.
Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi lắc đầu. Quyển 11, chương 41. Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời cũng không hiểu rõ cảm giác của mình. Trên thực tế không phải từ năm trước tâm trạng của hắn không tốt. Chính xác mà nói là sau khi kết hôn làm tâm trạng của hắn không cao, mặc dù không đến mức uể oải nhưng hắn cảm thấy làm việc không có hứng thú. Ngay cả quan hệ với phụ nữ cũng không hăng hái mấy, điều này làm Cù Vận Bạch và Từ Xuân Nhạn nghi ngờ có phải hắn có thêm ai bên ngoài không. Hạng mục Quế Toàn Hữu vốn làm hắn tỉnh táo không ít nhưng cuối cùng tỉnh ủy lại giở trò đó càng làm hắn khó chịu. Mặc dù từ góc độ nào đó có lợi cho hắn, nhưng Triệu Quốc Đống cũng không phải làm để có lợi cho mình. Quế Toàn Hữu thấy Triệu Quốc Đống có cảm xúc nên không tiện lên tiếng. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Triệu Quốc Đống tự hỏi, hình như là vì cuộc hôn nhân. Mặc dù chỉ là về thủ tục, nhưng trên pháp luật hắn đã có vợ, dù là Cù Vận Bạch hay là Từ Xuân Nhạn, Cổ Tiểu Âu cùng Trình Nhược Lâm thì hắn có quan hệ cũng là hành vi không đạo đức. Triệu Quốc Đống cười lạnh một tiếng, không đạo đức. Mấy ngàn năm của Trung Quốc may ra chỉ có trăm năm là người có đạo đức, mấy ngàn năm khác thì sao? Hắn vốn không phải như vậy, nhưng sau khi hắn chia tay với Đường Cẩn khiến hắn trở nên tùy tiện hơn rất nhiều. Tình cảm rốt cuộc có thể kéo dài bao lâu, hơn nữa bên ngoài lại có rất nhiều sức hấp dẫn, Triệu Quốc Đống không thể biết mình duy trì được tình cảm với Cù Vận Bạch, Từ Xuân Nhạn, tới bao giờ. Cuộc đời quá phong phú thì anh sao có thể nắm bắt đúng thời gian? Tùy duyên, tất cả theo duyên phận. Thái Chánh Dương cùng Liễu Đạo Nguyên cũng nhắc nhở hắn phải cẩn thận ở điểm này. Ngược lại Hùng Chính Lâm trấn an làm Triệu Quốc Đống rất cảm động. Hắn biết mấy ông anh đều nghĩ tốt cho hắn, nhưng Hùng Chính Lâm nói làm hắn thấy có chuyện. Đi con đường của mình, mặc người ta muốn nói gì thì nói. Cuộc sống của hắn là con đường của hắn, người khác đừng có mà nói gì. Đây là suy nghĩ của hắn. Nhìn Triệu Quốc Đống bình tĩnh đi ra ngoài, Quế Toàn Hữu không nhịn được mà có chút lo lắng. Khi lệnh Hồ Triều truyền tin tới cho Quế Toàn Hữu, Quế Toàn Hữu chỉ biết với tính cách này của Triệu Quốc Đống thì chỉ sợ khó có thể khuyên được. Một khi Triệu Quốc Đống đã hạ quyết tâm thì trừ khi điều kiện bên ngoài xảy ra biến hóa rất lớn thì còn đâu khó có thể thay đổi. Nhưng Quế Toàn Hữu lại không thể không nhắc Triệu Quốc Đống một chút, nếu không sẽ có nhiều người phản đối. Thị trưởng Triệu, ngài suy nghĩ lại đi, tôi đã xem bản báo cáo của ngài và thấy có thể sửa lại, từ ngữ thoáng khôn khéo hơn chút. Ngài nếu giữ nguyên thì sẽ dễ có nhiều người bất mãn và phản đối. Quế Toàn Hữu cố gắng tìm lý do khuyên bảo. Toàn Hữu, tôi không phải không biết điều này, đây là chuyện không ai muốn thấy. Chỉ sợ ngay cả bí thư Trần đều có chút không hài lòng, thị trưởng Hà chỉ sợ càng tức giận. Chẳng qua nếu tôi đi xuống nửa tháng và nhận xét chung chung thì tôi đi như vậy có tác dụng gì? Triệu Quốc Đống hơi ngừng lại nói. Yên tâm, tôi không phải thanh niên nhiệt huyết. Hơn nữa trước đó đã báo cáo với Bí Thư Trần. Hội nghị thường ủy là hội nghị mở, không nhằm vào bất cứ ai mà là nhằm vào công việc của đảng ủy, chính quyền, không đánh mạnh thì không đủ cảnh tỉnh mọi người. Ôi, thị trưởng Triệu, tuy là như vậy nhưng thị trưởng Hà sẽ nghĩ như thế nào? Quế Toàn Hữu thở dài nói. Triệu Quốc Đống ngẩn ra, hắn đã chuyên môn trao đổi với Hà Chiếu Thành, nhưng Hà Chiếu Thành rất không đồng ý với đánh giá của hắn sau khi khảo sát, cho rằng hắn nói quá. Cũng yêu cầu hắn chuyển bản báo cáo cho Tiền Nguyên Huy, yêu cầu ban đốc thúc của Ủy ban thị xã tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu phí loạn của chính quyền các cấp bên dưới, tìm xem làm như thế nào để giải quyết được vấn đề này. Có lẽ y cũng cảm nhận được nhưng muốn tránh né. Muốn giải quyết vấn đề này đương nhiên không dễ, nhưng nếu anh không suy nghĩ đến việc giải quyết thì anh sao có thể giải quyết? Y nghĩ như thế nào là việc của y, tôi chỉ làm việc mình cần làm. Thị trưởng Triệu. Quế Toàn Hữu còn định nói nhưng đã bị Triệu Quốc Đống cắt ngang. Tôi biết ý của anh, nếu là việc khác tôi sẽ nhịn, nhưng việc này lại khác. Tôi có cảm tưởng nếu chúng ta không sớm đề phòng thì sẽ có việc. Triệu Quốc Đống đã nói như vậy thì Quế Toàn Hữu còn gì để nói? Tôi đi qua 13 xã, thị trấn, 32 thôn. Phòng hội nghị của thị ủy im ắng, tất cả các thường vụ đều ghi chép gì đó trong sổ. Trần Anh Lộc mặt thâm trầm, Hà Chiếu Thành mặt mày bình tĩnh. Thi thoảng lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Nhưng vẻ mặt Lữ Thu Thần khá khó coi, mắt nhìn ra ngoài như đang suy nghĩ gì đó. Triệu Quốc Đống không thèm để ý đến ai, tiếp tục nói. Tài chính hai cấp xã, thôn đều nợ nần nhiều, có thể nói là rất nguy hiểm. Xã, thị trấn vì việc giảm khoản nợ của quỹ tín dụng nông thôn mà nghĩ mọi biện pháp, bây giờ có thể nói là trứng chọi đá, đều lấy bên này bù bên kia. Mà tổ chức cấp thôn cũng mất đi nguồn thu cơ bản.
chút kinh phí bên trên cấp xuống không đủ duy trì hoạt động của một tổ chức, vì thế việc thu phí loạn đã thành cách để duy trì hoạt động. 13 xã, thị trấn, 32 thôn đều có hiện tượng vi phạm pháp luật ở mức khác nhau. Thu tiền loạn, phạt loạn, chế độ tài vụ hỗn loạn, có tổ chức cấp thôn ngay cả nông dân lên thôn xin dấu đều thu 5 tệ một dấu. Nói tóm lại tôi cho rằng tình hình nông thôn Hoài Khánh bây giờ là rất nguy hiểm, có mấy điểm không ổn. Một là hai cấp xã, thôn nợ nần trầm trọng, tài chính thiếu thốn, vận chuyển khó khăn, kinh phí duy trì tổ chức cấp thôn không đủ, tâm lý cán bộ không tập trung, thiếu sức chiến đấu. Thứ hai là thu phí loạn đã thành hiện tượng phổ biến khiến quan hệ với dân chúng trở nên khẩn trương. Một số khu vực đã trở nên rất nguy hiểm. Ba là nhà máy cấp xã thị trấn có hiệu quả kinh doanh kém, ô nhiễm môi trường nặng nề, vận hành khó khăn, phần lớn đều đã sắp đóng cửa. Kết cấu sản xuất nông nghiệp điều chỉnh chậm. Căn cứ số liệu thống kê thì bây giờ chỉ trồng lương thực là không có lãi, chỉ có thể duy trì nhu cầu lương thực của nông dân. Nông dân thiếu tri thức khoa học kỹ thuật và tài chính để sản xuất. Sức lao động còn thừa ở nông thôn không tìm được đầu ra, nông dân thiếu các đợt tập huấn kỹ năng, nguyện vọng ra ngoài làm thuê thì lớn nhưng chủ yếu làm việc phổ thông, thu nhập không cao. Tiếng nói của Triệu Quốc Đống quanh quẩn trong phòng hội nghị khiến không khí hội nghị trở nên nên và trầm muộn. Trần Anh Lộc rất kiên nhẫn ra vẻ ghi chép. Mặc dù ngoài mặt không nhìn ra gì nhưng trong lòng y vừa thấy nặng nề vừa có chút tức giận. Y biết bản báo cáo này của Triệu Quốc Đống không hề nói quá. Triệu Quốc Đống làm việc thì y có thể tin được, bản báo cáo này đã lộ rõ hiện thực rất nguy hiểm của nông thôn Hoài Khánh. Đây là hiện tượng phổ biến của nông thôn toàn quốc, chỉ là có một số nơi lộ rõ, một số nơi giấu sâu mà thôi. Y không ý kiến gì với bản báo cáo, hơn nữa cũng khen ngợi Triệu Quốc Đống cẩn thận đi điều tra. Nhưng y có chút không hài lòng với cách làm này của Triệu Quốc Đống. Trước đó khi Triệu Quốc Đống xuống chỉ nói điều tra thu nhập của nông dân và tài chính các huyện, y không quá để ý. Dù sao Trung ương cũng đang chú trọng công tác nông thôn, cũng muốn điều tra hiện trạng nông thôn, Triệu Quốc Đống tích cực như vậy là tốt. Không ngờ Triệu Quốc Đống lại mở rộng phạm vi điều tra như vậy. Từ huyện xuống, xã, xuống thôn, từ ổn định xã hội, tình hình hoạt động các nhà máy cấp xã. Đến việc điều chỉnh kết cấu sản xuất nông nghiệp nông thôn, đầu ra cho lao động thừa ở nông thôn, thậm chí cũng điều tra cả việc ô nhiễm môi trường. Đây gần như bao gồm tất cả công việc của chính quyền, thậm chí còn có một bộ phận là công việc của thị ủy. Anh là phó thị trưởng thường trực, không phải thị trưởng, càng không phải bí thư thị ủy, cũng không phụ trách nông nghiệp, vậy mà còn đưa ra bản báo cáo gần 10.000 chữ đưa lên hội nghị thường ủy, anh để Hà Chiếu Thành và các thường vụ khác nghĩ như thế nào? Quyển 11 Chương 42. Hà Chiếu Thành xa sầm mặt lại, mắt nhìn chằm chằm vào bản báo cáo kết quả điều tra trên bàn, đây là đối phương công khai khiêu khích. Lúc trước mình đã nói chuyện với hắn, muốn hắn chú tâm vào công việc phụ trách, nhưng thằng Triệu Quốc Đống này không nghe theo. Hừ, mày nghĩ rằng chỉ mình mày biết tình hình thực tế ở nông thôn sao? Người khác đều ngu và mù sao? Chỉ mày có năng lực mạnh, có thể thay đổi thế giới ư? Hà Chiếu Thành lúc này rất khó chịu với Triệu Quốc Đống. Trước kia y cũng không có cảm tình gì với Triệu Quốc Đống, có lẽ do đối phương còn trẻ nên gây áp lực cho mình, có lẽ do tác phong làm việc của đối phương khác với mình, nhân sinh quan của hắn khác mình. Nhưng Hà Chiếu Thành tự nhận mình đã cố gắng khống chế tâm trạng, không trộn lẫn cảm tính vào trong công việc. Nhưng Hà Chiếu Thành bây giờ cảm thấy người kia quá mưu mô. Hạng mục quốc tế Hoa Tâm mặc dù giã phê bình hắn mơ tưởng hão huyền. Vậy mà vừa sang năm mới hắn đã giở trò. Hơn nữa còn đầy vẻ quang minh lỗi lạc, thoáng cái đưa ra nhiều vấn đề như vậy. Phòng hội nghị rất yên tĩnh, Đặng Nhược Hiền ngồi ở vị trí cuối chỉ lo vẽ vẽ gì đó vào sổ của mình. Đây là đòn phản kích của Triệu Quốc Đống. Nếu là như vậy thì mặc dù có sắc bén nhưng hơi hẹp hòi. Mặt Lữ Thu Thần âm trầm như nước nhưng trong lòng lại vui vẻ. Triệu Quốc Đống, đây là mày tự chuốc họa. Mày giỏi, mày có bản lĩnh, người khác không biết chỉ có mày tinh mắt nhìn thấy. Nhìn vẻ mặt Bí Thư Trần và Hà Chiếu Thành thì biết thằng này còn quá non. Lưu Liên Sương cũng đang lạnh nhạt quan sát, phản ứng của Hà Chiếu Thành là điều trong dự tính, nếu Triệu Quốc Đống khiêu khích như vậy mà Hà Chiếu Thành có thể chịu đựng thì Lưu Liên Sương đúng là phục. Quan trọng nhất là Trần Anh Lộc, vẻ mặt Trần Anh Lộc vẫn rất bình thường như không nghe thấy gì, như không có gì xảy ra. Nhưng Lưu Liên Sương hiểu Trần Anh Lộc nên biết đây là biểu hiện khi Trần Anh Lộc không hài lòng. Nếu như Trần Anh Lộc nhíu mày hoặc tươi cười thì còn đỡ, chỉ cần y có vẻ mặt thì chứng minh trong lòng y không có việc gì. Nhưng nếu mặt không chút thay đổi như vậy y không hài lòng với việc này.
Triệu Quốc Đống đây là làm mọi người cùng tức giận, muốn tranh công nên đột nhiên tìm ra đủ thứ chuyện, nói cũng sắc bén nhưng mọi người ngồi đây có ai là không bị dọa thành lớn. Mày nói mấy câu là có thể làm cho mọi người cảm thấy mày toàn tâm suy nghĩ cho sự phát triển của Hoài Khánh sao? Triệu Quốc Đống không thèm để ý đến vẻ mặt mọi người, giống như vẫn còn đắm chìm trong bản báo cáo. Vấn đề chủ yếu bây giờ tập trung ở hai điểm. Thứ nhất là bởi vì tình hình tài chính xã, thôn khó khăn khiến cho việc thu phí loạn, phạt loạn, mấy điều này là bệnh chung, thậm chí là nguồn kinh phí chính của chính quyền địa phương. Theo tôi biết đây là nguyên nhân gây mất ổn định xã hội, ở một số nơi việc này càng rõ ràng. Thứ hai là nông dân không có đường tăng thu nhập, hầu hết có thời gian rảnh nên gây ra một loạt vấn đề xã hội. Hai vấn đề này rất cần đảng ủy, chính quyền đưa ra biện pháp xử lý gấp. Thưa các đồng chí, Phó Thị trưởng Triệu Quốc Đống lần này xem ra thu hoạch được nhiều. Tôi đã xem qua bản báo cáo thì thấy khá chuẩn xác, đã nói rõ vấn đề tồn tại trong nông thôn Hoài Khánh, rất đáng để chúng ta suy nghĩ. Trần Anh Lộc nhấp ngụm nước pha Fenerys. Tháng 1 năm nay Trung ương đã tổ chức hội nghị công tác nông thôn đã được đề cao chưa từng có trong lịch sử. Là cán bộ lãnh đạo thị xã, tôi cho rằng đây là công việc trung tâm trong thời gian này của chúng ta. Ở điểm này tôi cảm thấy phản ứng của đồng chí Triệu Quốc Đống là rất nhạy bén, chính xác nắm bắt biến hóa về chính sách của Trung ương, tiến hành trước khi trên tỉnh bố trí công việc. Tôi hy vọng các đồng chí ngồi đây phải học tập đồng chí Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cười khổ một tiếng, đây là vị bí thư Trần không hài lòng với những gì mình nói ra. Chẳng qua không nói ra trong hội nghị thường ủy thì Triệu Quốc Đống rất khó chịu. Nói chuyện này với Hà Chiếu Thành cũng vô dụng, mà báo cáo với Trần Anh Lộc cũng đạt được hiệu quả mà hắn muốn. Có lẽ chỉ có thể đưa ra hội nghị thường ủy gây ra tiếng vang thì mới được. Công tác nông thôn quan hệ đến đại cuộc năm nay của Hoài Khánh. Làm như thế nào thúc đẩy điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập của nông dân, phát triển thêm về kinh tế nông thôn, ba vấn đề này là rất quan trọng. Tôi nghĩ mọi người ngồi đây đều phải nghĩ cách làm như thế nào kết hợp vào công việc của mình. Đồng chí Triệu Quốc Đống đã đưa ra tình huống khách quan cho chúng ta thấy. Trần Anh Lộc nhìn quanh và nói. Lão Hà, anh nói trước. Hà Chiếu Thành suy nghĩ thật nhanh. Trần Anh Lộc tất nhiên cũng không hài lòng với cách làm của Triệu Quốc Đống, nhưng lại bảo mình ra gõ Triệu Quốc Đống, mình lại không tiện từ chối. Nếu như mình mềm giọng sẽ khiến người ta coi thường, nhưng nếu như châm chọc quá đáng lại thành cây súng để Trần Anh Lộc lợi dụng. Phó Thị trưởng Quốc Đống báo cáo khá sâu sắc và sắn bén, phải nói đã lộ ra bộ mặt thật của nông thôn thị xã, đáng để chúng ta suy nghĩ. Hà Chiếu Thành không nói báo cáo của Triệu Quốc Đống có khách quan chính xác hay không, chỉ nói nó bộc lộ tình hình thực tế. Theo ý của tôi mấy vấn đề này xuất hiện từ lâu, có lịch sử lâu dài. Quỹ tín dụng QW bị xóa bỏ theo quyết định của Trung ương, chính sách áp đặt khiến cho một số nhà máy cấp xã vốn kinh doanh tốt rơi vào khó khăn, khiến cho lao động thừa ở nông thôn trong các nhà máy này lại rơi vào trạng thái thất nghiệp. Mà mất đi cơ cấu tài chính là quỹ tín dụng nông thôn gần sát với nông thôn nhất khiến cho kinh tế mất đi động lực rất quan trọng để phát triển. Với hệ thống kinh tế nông thôn và năng lực tài chính huyện xã hiện nay thì nếu không có tài chính ủng hộ sẽ không thể phát triển. Hà Chiếu Thành nói làm không ít thường vụ gật đầu đồng ý. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng phải thừa nhận vị thị trưởng này khi lên tiếng đều đầy lý lẽ. Hà Chiếu Thành không nói tình hình trước mắt là như thế nào nhưng lại phân tích nguyên nhân gây ra hiện tượng đó. Coi như thu hút sự chú ý của các thường vụ. Chiêu thức rời sự chú ý của Hà Chiếu Thành đúng là rất cao. Vấn đề tồn tại là rõ ràng, tình hình cũng nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ, nhưng có phải đến mức không thể cứu vãn hay không thì tôi thấy chưa chắc. Thấy đạt mục đích, Hà Chiếu Thành quay lại chủ đề. Phải giải quyết vấn đề từ căn bản. Trong bản báo cáo của Phó Thị trưởng Triệu Quốc Đống cũng đã nói tới vấn đề này. Tôi cảm thấy cần thị ủy, ủy ban có quy hoạch lâu dài. Phải dựa trên đủ các mặt mà đưa ra một phương án có thể áp dụng vào thực tế. Làm như thế nào giải quyết vấn đề tài chính yếu kém của huyện, xã, làm như thế nào giải quyết vấn đề lao động thừa ở nông thôn, làm như thế nào giải quyết vấn đề mâu thuẫn ở nông thôn, làm như thế nào tăng thu nhập của nông dân, cuối cùng vẫn là một câu phải kiên trì cải cách, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế các quận, huyện, đẩy mạnh cải cách các nhà máy cấp xã, cố gắng tạo nguồn thu thuế, cải thiện tình hình tài chính. Chỉ như vậy mới có thể chính thức giải quyết vấn đề chúng ta gặp phải. Triệu Quốc Đống mặt không chút thay đổi nhưng trong lòng lại thầm than cao thủ, đây mới là cao thủ chân chính, nói mấy câu đã dễ dàng loại bỏ nguy cơ mình đưa ra. Không ai có thể phủ nhận quan điểm chính xác mà Hà Chiếu Thành đưa ra.
Chẳng qua mỗi người khi tiếp nhận quan điểm của Hà Chiếu Thành cũng quên đi sự cảnh báo của Triệu Quốc Đống về mấy vấn đề này. Tôi đồng ý với quan điểm của thị trưởng Hà. Năm trước tôi cũng đến mấy huyện kiểm tra, tình hình nông thôn hiện nay không quá lạc quan. Nhưng tôi cảm thấy hầu hết các tổ chức chính quyền của chúng ta có sức chiến đấu, không đến mức như Phó Thị trưởng Triệu nói. Đương nhiên Phó Thị trưởng Triệu nói mấy vấn đề kia cũng tồn tại, đây là vấn đề phổ biến trong cả nước. Tôi cho rằng cần phải có thái độ cụ thể. Bây giờ khi tình hình tài chính khó khăn thì muốn giải quyết vấn đề này thì cần phương pháp, không được cấp bách nếu không sẽ làm ảnh hưởng tới tính tích cực trong công việc của cán bộ cơ sở. Lữ Thù Thần hiếm khi ủng hộ quan điểm của Hà Chiếu Thành, điều này làm các thường vụ có chút kinh ngạc. Mọi người liền nhìn sang Trần Anh Lộc. Quyển 11, chương 4-13. Đảng ủy chính pháp vẫn chưa nhận được phản ứng đặc biệt nào về mâu thuẫn ở nông thôn. Lưu Liên Sương lên tiếng. Triệu Quốc Đống rất muốn hỏi lại một câu là chẳng lẽ không có bộc phất là không có vấn đề. Vấn đề ẩn sâu không phải là vấn đề sao? Nhất định phải tạo thành hậu quả nghiêm trọng thì mới khiến mọi người chú ý sao? Chẳng qua như vậy lại cho thấy mình kém kiềm chế. Lưu Liên Sương chỉ nói ý kiến của đảng ủy chính pháp, nói rất quy củ, mình dù không đồng ý cũng chỉ biết ngồi nghe. Ba người lên tiếng đã đẩy Triệu Quốc Đống đến vách núi. Nhất là thái độ của Lữ Thù Thần là thông báo một điều ngay cả Trần Anh Lộc vẫn ủng hộ Triệu Quốc Đống thì ở vấn đề này cũng không hài lòng với hắn. Nhất là trong hội nghị thường ủy chỉ thảo luận đề tài này là hơi quá. Bản thân Triệu Quốc Đống lại rất bình tĩnh nhưng Đặng Nhược Hiền có chút lo lắng. Chỉ là y mới vào thường vụ chưa lâu, xếp cuối cùng, nhiều lúc chỉ có thể ngồi nghe. Nhưng thấy Hà Chiếu Thành bắt đầu công kích Triệu Quốc Đống, sau đó Lữ Thù Thần và Lưu Liên Sương bỏ đá xuống giếng. Mình và Triệu Quốc Đống lại cùng chí hướng nếu không lên tiếng là không ổn. Chẳng qua y không rõ thái độ của Trần Anh Lộc là như thế nào. Lữ Thù Thần nói vào làm cục diện hơi loạn một chút. Theo lý thuyết ở tình huống như thế này thì Lữ Thù Thần không thể nào nhằm vào Triệu Quốc Đống. Nhưng chuyện đó đã xảy ra, Lữ Thù Thần đây là theo ý của Bí Thư Trần mà đứng ra. Chỉ trong nháy mắt Đặng Nhược Hiền cảm thấy mình dù như thế nào cũng phải nói giúp Triệu Quốc Đống vài câu. Bí Thư Trần. Thị trưởng Hà, ta nhưng thật ra cảm giác được thị trưởng Triệu rất có tính dự báo. Hoài Khánh chúng ta không thể so sánh với các nơi khác, Phờ Na Lầm hai cực là khá rõ. Hoài Châu, Quy Ninh cùng với Khánh Châu có kinh tế khá phát triển, sản xuất nông nghiệp không giữ vị trí chủ đạo, nhưng mấy huyện khác nhất là Thanh Bình, huyện Tĩnh, Cổ Lâu lại là huyện lớn trong sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế chậm. Sau khi quỹ tín dụng nông thôn bị xóa bỏ khiến nhiều xã rơi vào khó khăn. Ở tình huống này ngay cả huyện cũng khó khăn thì sao có thể bận tâm tới xã thôn. Quê tôi là vùng nông thôn của Cổ Lâu, Tết về quê gặp bà con. Bà con nói bây giờ thôn thu rất nhiều loại phí, làm người ta ngạt thở. Không ít người đều đòi trả lại ruộng nhưng thôn không đồng ý, vẫn tính theo đầu người. Hơn nữa tác phong làm việc của cán bộ thôn, xã rất thô bạo, hơi chút là dắt lợn, thóc lúa đi, còn đòi cơ quan công an ra mặt hỗ trợ. Theo tôi biết bên Cổ Lâu ít nhất đã có 2-3 vị cán bộ đánh quần chúng, cũng có chuyện quần chúng đánh cán bộ rồi bị tạm giam. Nếu như chuyện này không coi trọng thì sẽ là hậu họa rất lớn. Đặng Nhược Hiền nói vào khiến cả Lữ Thu Thần và Lưu Liên Sương trở nên yên lặng nhìn sang Hà Chiếu Thành. Thái độ của hai vị thường vụ thị ủy, phó thị trưởng nhất trí, đây chính là khiêu khích và coi thường năng lực khống chế chính quyền thị xã của Hà Chiếu Thành. Tất cả các thường vụ đều cảm thấy có chuyện. Nếu chỉ mình Triệu Quốc Đống lên tiếng, Hà Chiếu Thành có lẽ sẽ không bị ý kiến, nhưng nếu như Đặng Nhược Hiền nói xen vào thì sẽ khác. Hà Chiếu Thành sa sầm mặt lại trừng mắt nhìn Đặng Nhược Hiền. Nhưng Đặng Nhược Hiền lại cười cười giống như không thấy Hà Chiếu Thành đang tức giận. Lão Đặng, tình hình có đến mức như vậy không? Lão Lưu không nhận được phản ánh, chẳng lẽ chuyện lớn đến như vậy mà huyện dám không báo lên sao? Đảng ủy chính pháp đúng là không nhận được phản ánh vấn đề này. Lưu Liên Sương nói, thị trưởng Hà, có thể tình hình không quá nghiêm trọng, cũng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, nhưng đây là dấu hiệu không tốt, cho nên tôi cảm thấy cần coi trọng. Đặng Nhược Hiền nói, Hà Chiếu Thành hừ một tiếng không biết nói gì nữa, lúc này mà tiếp tục tranh cãi càng nói rõ y không thể khống chế bên chính quyền. Trần Anh Lộc cũng không ngờ cục diện lại thành như vậy. Mặc dù nhìn qua là đả kích quyền lực của Hà Chiếu Thành, nhưng dù như vậy cũng là khiêu chiến y. Lữ Thù Thần và Lưu Liên Sương có lẽ cũng vui vẻ nhìn quyền lực của Hà Chiếu Thành giảm đi, việc này không tốt. Các vị khác còn có ý kiến gì không? Trần Anh Lộc châm điếu thuốc và nói. Đàm Lập Phong, Tiêu Triều đều lắc đầu, tham gia vào việc này không có ý nghĩa.
nhất là khi thái độ của Trần Anh Lộc còn mập mờ. Trưởng ban tuyên giáo Trương Quả Hỷ vốn là người tốt nên càng không nói gì. Vậy tôi nói một câu. Trần Anh Lộc hút một hơi thuốc. Năm nay Trung ương rất chú trọng công tác nông thôn, có lẽ mọi người đều cảm nhận được. Công tác nông thôn của hắn có không ít vấn đề, nhưng tóm lại vẫn tốt. Tất cả thường vụ đều gật đầu, chỉ có Triệu Quốc Đống cúi đầu nhìn quyển sổ giống như không chú ý. Trần Anh Lộc không thèm để ý, tiếp tục nói. Nói chung là tốt nhưng không có nghĩa không có vấn đề. Phó thị trưởng Quốc Đống đã đưa ra mấy vấn đề, nhưng mấy vấn đề này theo lời thị trưởng Chiếu Thành nói đó là di chứng của lịch sử, trong lúc nhất thời khó có thể giải quyết hết. Tôi cho rằng phải toàn tâm toàn ý phát triển kinh tế, giải quyết vấn đề này từ gốc rễ. Tài chính thiếu, cơ cấu sản xuất nông nghiệp có vấn đề, tăng thu nhập của nông dân chậm, tất cả đều cần phát triển kinh tế, thu hút đầu tư xây dựng nhà máy, thuê lao động thừa ở nông thôn. Đương nhiên chúng ta cũng muốn phát triển về nhiều mặt, ví dụ như đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển các hình thức sản xuất nông nghiệp trên quy mô lớn. Kết thúc hội nghị, Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh giống như chưa xảy ra gì cả. Hắn vui vẻ về văn phòng mình, chỉ cần làm hết sức, Triệu Quốc Đống cảm thấy không thẹn với lòng là đủ. Đúng như Trần Anh Lộc cùng Hà Chiếu Thành nói, muốn giải quyết vấn đề này không phải ngày một ngày hai. Nhưng tình hình bây giờ rất nghiêm trọng, nó quá phổ biến ở các huyện. Theo Triệu Quốc Đống nhớ năm 2000 bởi vì vấn đề tam nông mà gây ra nhiều vụ việc mang tính quần thể. Hắn nhớ Giang Khẩu cũng xảy ra việc này, chẳng qua xử lý kịp thời. Triệu Quốc Đống không hy vọng việc này xảy ra ở Hoài Khánh. Tất nhiên các vị thường vụ thị ủy cũng hiểu vấn đề này, nhưng không ai tin đến mức độ mà Triệu Quốc Đống nói. Sự tin tưởng mù quáng vào tố chất của cán bộ cơ sở khiến bọn họ cảm thấy đây chỉ là mâu thuẫn nhỏ, cũng có thể xử lý nó ngay từ trong trứng nước. Nhưng bọn họ cũng quên từ xưa tới nay quần chúng mâu thuẫn với cán bộ sẽ như đám cỏ khô, một tia lửa sẽ mang tới đám cháy khổng lồ. Câu nói cuối cùng của Trần Anh Lộc trong hội nghị thường ủy chính là nhắc Triệu Quốc Đống tập trung vào mảng công việc của mình, không nên quan tâm quá nhiều. Triệu Quốc Đống cười lạnh một tiếng, xem ra hạng mục quốc tế Hoa Tâm thất bại đã khiến Trần Anh Lộc không còn quá tin vào hắn. Mà đối phương không nghĩ xem thất bại lại là do nguyên nhân khác. Cũng được, mình đã hết lòng. Về phần việc khác thì còn có lãnh đạo chủ yếu và lãnh đạo phụ trách mà, mình phụ trách việc mình làm thôi. Đúng như Trần Anh Lộc, Hà Chiếu Thành nói xét tới cùng muốn giải quyết mấy vấn đề này vẫn cần phải phát triển kinh tế, tạo nguồn thu thuế, tăng tài chính. Mà muốn áp dụng thực tế thì chính là thu hút đầu tư, tạo một nhóm công ty trụ cột, tạo hoàn cảnh phát triển tốt đẹp cho kinh tế tư nhân, chỉ như vậy mới thu hút được lao động còn thừa của địa phương, xúc tiến tăng thu nhập cho nông dân. Chỉ như vậy mới có thể hóa giải các vấn đề. Quyển 11, chương 414. Những vị khách Đài Loan rất khen ngợi hoàn cảnh nội thành Hoài Khánh, gọi đây là thành phố đẹp nhất về hoàn cảnh tự nhiên, nhất là có nhiều hồ nước và độ phủ xanh. Thêm hai con sông trong suốt chảy qua nội thành khiến cả nội thành Hoài Khánh như lờ mờ bao phủ trong làn hơi nước. Buổi sáng tiến hành khảo sát tường tận khu khai phát Hoài Khánh, hơn nữa còn dành gần tiếng hội đàm. Tất cả lãnh đạo của ban quản lý khu khai phát đều tham gia. Triệu Quốc Đống và Mai Dã Bình cùng mấy vị khách Đài Loan trao đổi khá căng thẳng. Hai bên đều đưa ra ý kiến của mình về xu thế phát triển của ngành điện tử thông tin. Mấy vị khách Đài Loan cũng giống như đám người Trương Giật Kinh, đều cảm thấy giật mình về sự hiểu biết của Triệu Quốc Đống đối với lĩnh vực hệ thống mạch điện. Trong mắt đám người này thì lãnh đạo chính quyền địa phương đại lục đều là kẻ quan liêu đầu óc cổ hủ, chỉ mong có thành tích. Nhưng lãnh đạo trẻ tuổi và hiểu biết như Triệu Quốc Đống làm bọn họ rất kinh ngạc. Mà Triệu Quốc Đống hiểu biết về lĩnh vực hệ thống mạch điện làm cho bọn họ càng tò mò. Thị trưởng Triệu, nói thật tôi đúng là rất hài lòng với hoàn cảnh đầu tư và hoàn cảnh tự nhiên, xã hội của Hoài Khánh. Mà sự nhiệt tình của Hoài Khánh cũng làm chúng tôi cảm động. Hoài Khánh là một thành phố rất đẹp, điều kiện của khu khai phát cũng rất ưu việt. Nhưng tôi bây giờ còn chưa thể nói rõ thái độ của mình. Tôi chỉ có thể nói nếu tôi đầu tư xây dựng nhà máy ở Đại Lục thì sẽ ưu tiên chọn Hoài Khánh. Người phụ trách đoàn khảo sát là Hứa Ngôn Hoa, trước đây là người của công ty điện tử lớn thứ hai Đài Loan, tập đoàn điện tử Hoa Liên. Đây là do Lưu Kiều thông qua quan hệ mà liên lạc giúp Triệu Quốc Đống. Mặc dù Hứa Ngôn Hoa đã rời khỏi điện tử Hoa Liên nhưng vẫn còn quan hệ mật thiết với điện tử Hoa Liên. Sau khi quốc tế Hoa Tâm đầu tư vào khu khai phát công nghệ cao An Đô và lập tức tiến vào giai đoạn thi công khiến cho điện tử Hoa Liên phải nhìn vào đại lục. Lời mời tới khảo sát của Hoài Khánh vừa vặn hợp ý bọn họ. Hứa tiên sinh, đầu tiên cho phép tôi thay mặt thị ủy,
Ủy ban Hoài Khánh nhiệt liệt chào mừng mọi người tới Hoài Khánh chúng tôi. Hoài Khánh là thành thị nổi tiếng trong lịch sử dân tộc Trung Hoa. Ở đời Đường, Hoài Khánh đã là một thành thị rất quan trọng của Trung Nguyên, là điểm sáng về văn hóa, có nhân văn tốt. Tôi tin Hứa tiên sinh có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của nhân dân Hoài Khánh chúng tôi. Triệu Quốc Đống dừng một chút rồi nói tiếp. Hoài Khánh có hoàn cảnh tự nhiên ưu việt cùng hoàn cảnh nhân văn thì tôi tin ngài đã thấy. Tôi ở đây muốn cho thấy một điểm là thị ủy, Ủy ban Hoài Khánh đã quyết tâm phát triển ngành điện tử thông tin là sản nghiệp trụ cột của chúng tôi. Sau mấy năm khảo sát thị ủy ban Hoài Khánh đã đưa ra quyết định này, cũng là do tính tới hoàn cảnh tự nhiên, không khí của Hoài Khánh là nơi khác không thể so sánh, cho nên mời Hứa tiên sinh tin tưởng vào quyết tâm của chúng tôi. Thị trưởng Triệu, các điều kiện của Hoài Khánh thì chúng tôi đã tìm hiểu. Sự nhiệt tình của lãnh đạo Hoài Khánh tôi cũng ghi nhớ trong lòng. Nhưng về vấn đề kinh doanh, Trương Tất Tường, mấy người bạn của tôi và một số nhà đầu tư đúng là coi trọng sự phát triển của lĩnh vực hệ thống mạch điện Trung Quốc, cũng có ý đầu tư xây dựng một công ty tại Đại Lục. Trước đó chúng tôi đã khảo sát mấy thành phố ven biển. Xin thứ tôi nói thẳng là bọn họ có ưu thế rõ ràng hơn Hoài Khánh. Hoài Khánh thiếu là phương tiện trụ cột và nhân lực cho ngành điện tử thông tin, cho nên tôi muốn hỏi một câu là ở điểm này Hoài Khánh có dự định cải thiện bằng cách nào? Hứa Ngôn Hoa nói mặc dù nhẹ nhàng nhưng lại mang tới áp lực lớn cho bên Hoài Khánh. Hai vấn đề kia là thiếu sót của Hoài Khánh. Hứa Ngôn Hoa này mặc dù nói nhẹ nhàng nhưng khi nói chuyện chính thì không hề khách khí, nói thẳng vào vấn đề, không quá để ý đến cảm nhận của người khác. Anh nói sẽ bù đắp nhưng người ta hỏi thẳng là bằng cách nào. Trong lúc nhất thời đám người Mai Dã Bình như ở trên mây, đối phương càng không khách khí càng nói đối phương muốn đầu tư xây dựng nhà máy ở Trung Quốc. Mấy người Mai Dã Bình liền nhìn sang Triệu Quốc Đống và muốn xem hắn trả lời như thế nào. Vấn đề này là rất quan trọng, hoàn cảnh là một chuyện nhưng đối với lĩnh vực hệ thống mạch điện thì con người và phương tiện trụ cột là không thể thiếu. Phương tiện trụ cột sẽ giảm bớt áp lực lớn cho công ty, tăng ưu thế sản phẩm, đồng thời con người lại là điều rất quan trọng quyết định sự phát triển của công ty. Triệu Quốc Đống cũng biết vấn đề này không thể né tránh, nếu đối phương đưa ra câu hỏi này tức là cũng suy nghĩ có thể đầu tư vào Hoài Khánh. Nếu người chỉ đi khảo sát qua qua thì không việc gì phải hỏi thế. Hứa tiên sinh, không thể phủ nhận, về phương tiện trụ cột và con người trong lĩnh vực này của Hoài Khánh thì còn có chút chênh lệch với An Đô và một số thành phố lớn khu vực Duyên Hải. Triệu Quốc Đống rất thản nhiên nói, thậm chí còn so sánh với thành phố An Đô. Điều này làm đám người Mai Dã Bình lo lắng, đây không phải tự chuốc họa sao? Sao còn nhắc tới An Đô, thua ở hạng mục quốc tế Hoa Tâm còn chưa đủ sao? Chẳng qua theo bản thân tôi thấy vấn đề này bây giờ đã có thể thay đổi. Quốc tế Hoa Tâm chọn khu khai phát công nghệ cao An Đô, hơn nữa bây giờ đang xây dựng rất nhanh. Với tác phong làm việc của Trương Giật Kinh tiên sinh thì tốc độ xây dựng hạng mục này sẽ rất nhanh. Mà theo hạng mục lớn như vậy được đẩy mạnh xây dựng sẽ khiến các lĩnh vực liên quan tiến vào. An Đô cách Hoài Khánh chỉ có một tiếng đi xe, có thể nói An Đô phát triển sẽ tạo lợi thế lớn cho Hoài Khánh. Triệu Quốc Đống nói làm mấy người Hứa Ngôn Hoa có chút kinh ngạc. Vị thị trưởng Triệu này có vẻ không e ngại nhắc tới hạng mục quốc tế Hoa Tâm đầu tư vào An Đô. Theo bọn họ biết Hoài Khánh và thành phố An Đô cạnh tranh mạnh về hạng mục này, cuối cùng An Đô thắng. Về vấn đề con người thì khoa điện tử công trình Đại học Công nghiệp An Nguyên nổi tiếng trong cả nước. Theo ngành điện tử thông tin phát triển, bắt đầu từ năm trước khoa này của Đại học Công nghiệp An Nguyên đã mở rộng tuyển sinh. Hơn nữa Đại học Công nghiệp An Nguyên cùng với trường dạy nghề công nghiệp cơ giới An Nguyên sắp liên thông nhau đào tạo nhân lực trong lĩnh vực điện tử. Tôi nghĩ thông qua vấn đề này sẽ cải thiện lớn về mặt con người. Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói. Mặt khác thị ủy ban trong vấn đề thu hút nhân tài cũng có một vài ý tưởng đó là đưa ra các chính sách thành lập một quỹ hỗ trợ. Nhân tài cao cấp đến công tác ở Hoài Khánh sẽ do tài chính thị xã trợ cấp ở mức độ nhất định, mỗi tháng đều nhận được từ 500 đến 2.000 tệ. Ví dụ trên tiến sĩ sẽ nhận 2.000, tiến sĩ 1.500, thạc sĩ 1.000. Hơn nữa người có đóng góp quan trọng cho kinh tế Hoài Khánh phát triển thì ủy ban thị xã còn nghĩ thành lập một quỹ thưởng, hàng năm sẽ bình chọn và khen thưởng cống hiến của bọn họ đối với phát triển kinh tế Hoài Khánh. Mấy người Hứa Ngôn Hoa có chút kinh ngạc nhìn nhau vì không nghĩ chính quyền địa phương ở nội địa lại có ánh mắt và khí phách đến thế. Thị trưởng Triệu, phải nói lời anh giới thiệu làm chúng tôi phải suy nghĩ. Điều kiện của Hoài Khánh theo lời ngài nói thì không phải là tốt nhất, nhưng tôi có thể cảm nhận được khát vọng phát triển ngành điện tử thông tin của Hoài Khánh. Chẳng qua anh vừa nãy đề cập tới hạng mục quốc tế Hoa Tâm đầu tư vào An Đô, tôi thấy anh có vẻ rất tự tin.
chẳng lẽ anh không sợ chúng tôi sẽ chọn xây dựng nhà máy ở Ando ư? Hứa Ngôn Hoa có chút tò mò vì sao vị Triệu Quốc Đống này lại tự tin mình sẽ chọn Hoài Khánh. Ha ha, Hứa tiên sinh, anh đúng là người thẳng tính, hỏi rất thẳng, rất sắc bén. Triệu Quốc Đống cười phá lên nói. Điều kiện của Ando đúng là hơn chúng tôi về một số điểm. Nhưng Hoài Khánh chúng tôi cũng có vài ưu thế hơn Ando, điểm này tôi đã sớm nói. Chỉ là tôi muốn nhắc một điều, đó là tài nguyên hành chính là rất quan trọng ở đại lục. Mà đối với chính quyền địa phương một nơi thì tài nguyên hành chính là có hạn. Khi quốc tế Hoa Tâm đầu tư vào khu khai phát công nghệ cao Ando thì đã được thành phố Ando hứa nhiều điều. Nếu các anh chọn Ando, bên Ando không thể cho các anh ưu đãi lớn hơn thế, sau này khi dính tới mấy vấn đề cần chính quyền phối hợp giải quyết, hai hạng mục sẽ phải phân chia tài nguyên hành chính. Mà ở điểm này bên Hoài Khánh lại có ưu thế, nhất là chúng tôi đã xác định sản nghiệp trụ cột là ngành điện tử thông tin. Ngành này sẽ được Hoài Khánh giúp đỡ tối đa, điểm này Hứa tiên sinh có thể cảm nhận được. Quyển 11, chương 45. Thái độ của Triệu Quốc Đống làm Hứa Ngôn Hoa động tâm. Một lãnh đạo địa phương có thể hứa hẹn như vậy là việc tốt. Hơn nữa đối phương nói đúng, tài nguyên hành chính ở Trung Quốc là rất quan trọng. Hứa Ngôn Hoa đã khảo sát không ít nơi nên biết rõ việc này. Bây giờ Hoài Khánh đang nóng lòng tìm một ngành để thúc đẩy phát triển kinh tế. Ngành điện tử thông tin được bọn họ coi là sản nghiệp trụ cột, nếu mình là người đầu tư vào đầu tiên, như vậy sẽ hưởng thụ giúp đỡ về mọi mặt của chính quyền địa phương. So sánh với Ando, Hoài Khánh có những ưu thế khác hẳn. Tài nguyên hành chính, hơn nữa còn có hoàn cảnh tự nhiên tốt, nếu Hoài Khánh còn có thể thực hiện lời hứa về phương tiện trụ cột và con người, chính sách như vừa nói, Hoài Khánh chính là nơi đáng để đầu tư vào. Thị trưởng Triệu, không thể không nói anh rất biết nói chuyện. Anh đã đánh động được tôi, mặc dù tôi bây giờ không thể hứa hẹn nhưng tôi phải thừa nhận tôi thích Hoài Khánh. Hứa Ngôn Hoa cười nói. Không cần biết chúng tôi có đầu tư vào Hoài Khánh hay không, tôi đều sẽ giới thiệu với bạn bè rằng Hoài Khánh là nơi đáng để đến tham quan. Ha ha, Hứa tiên sinh, lời này của anh là câu nói làm tôi vui mừng nhất. Quan hệ văn hóa, kinh tế giữa Trung Quốc và Đài Loan càng lúc càng dày đặc, Hoài Khánh lại là thành phố có bề dày về văn hóa, lịch sử. Chúng tôi nhiệt tình chào đón các vị khách Đài Loan đến Hoài Khánh tham quan, làm khách, cảm nhận hoàn cảnh tự nhiên, con người của Hoài Khánh. Triệu Quốc Đống rất vui vẻ nói, mấy người Mai Giã Bình cũng hùa theo Triệu Quốc Đống mà giới thiệu lịch sử văn hóa của Hoài Khánh. Chánh văn phòng khu khai phát Ngô Cơ còn hăng hái giới thiệu những điểm còn ghi dấu ấn lịch sử của Hoài Khánh với khách. Hứa Ngôn Hoa cũng có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của Triệu Quốc Đống. Y vốn hài lòng về hoàn cảnh tự nhiên của Hoài Khánh. Nghe Triệu Quốc Đống nói về lịch sử Hoài Khánh thì càng hứng thú hơn. Thị trưởng Triệu, tôi đúng là khó có thể tưởng tượng anh lại hiểu rõ về lịch sử đến vậy. Tôi còn tưởng anh xuất thân là nhà khoa học, không ngờ cũng quen thuộc nhân văn lịch sử đến vậy. Hứa Ngôn Hoa có ấn tượng tốt đối với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống làm thay đổi cái nhìn của y đối với lãnh đạo đại lục. Hứa tiên sinh, anh không phải là cảm thấy tư tưởng cán bộ đại lục đều cổ hủ, cứng nhắc đó chứ? Cán bộ Đảng Cộng sản cũng không như các anh nghĩ. Đảng Cộng sản trong thời đại nền kinh tế thị trường vẫn tuân theo tôn chỉ phục vụ nhân dân, đương nhiên tư tưởng cũng sẽ phù hợp với thời đại. Tôi nghĩ Hứa tiên sinh nếu có thể ở Hoài Khánh một thời gian thì anh sẽ cảm nhận thấy nhân dân Hoài Khánh không hề bài xích Đài Loan. Triệu Quốc Đống vừa cười vừa nói, Hứa Ngôn Hoa cũng cười cười đáp lại. Hai người nói chuyện khá vui vẻ. Lần này Hứa Ngôn Hoa tới Hoài Khánh khảo sát không quá lộ liễu. Triệu Quốc Đống thậm chí cũng không báo lên tỉnh, hắn không muốn bị người chém ngang như lần trước. Trong thị xã hắn chỉ nói với Trần Anh Lộc và Hà Chiếu Thành là có công ty Đài Loan đến khảo sát, có ý muốn đầu tư ở khu khai phát Hoài Khánh. Hai người kia không quá để ý, đây là việc Triệu Quốc Đống phụ trách. Hứa Ngôn Hoa chuyến đi này cũng khá im hơi lặng tiếng, Triệu Quốc Đống biết nguyên nhân của nó. Đài Loan đưa ra chính sách hạn chế đầu tư ngành kỹ thuật cao vào Trung Quốc. Việc Trương Giật Kinh đến Trung Quốc đầu tư cũng chính là tránh được rào cản của Đài Loan, nhưng thực ra nhân viên quản lý và kỹ thuật có nhiều người của Đài Loan đi sang. Mà Hứa Ngôn Hoa rời khỏi Điện tử Hoa Liên thì rất nhiều người hiểu rõ tại sao lại vậy. Điện tử Hoa Liên nếu muốn đảm bảo vị trí thứ hai trong lĩnh vực sản xuất điện tử của Đài Loan thì nhất định phải tiến quân vào Trung Quốc. Mà chính sách lại là rào cản nên chỉ có thể đi đường vòng. Hứa Ngôn Hoa vì thế nên mới xin từ chức. Lệnh Hồ Triều vào phòng hội nghị thì Triệu Quốc Đống đang nói chuyện vui vẻ với Hứa Ngôn Hoa. Lệnh Hồ Triều có chút do dự, lúc này quấy rầy thị trưởng Triệu là không quá thích hợp. Đám người Đài Loan rất được ông chủ coi trọng,
từ sáng sớm ông chủ đã đi đón bọn họ ở Ando, sau đó cùng đi trong quá trình khảo sát khu khai phát, sáng mai còn cùng khách tới khảo sát Đại học Công nghiệp. Nhìn lệnh Hồ Triều xuất hiện trước cửa phòng hội nghị, Triệu Quốc Đống khẽ nhíu mày nhưng lập tức trở lại bình thường. Lệnh Hồ Triều không phải người không biết nặng nhẹ, hắn đã bỏ máy điện thoại di động ra ngoài chính là không muốn có ai quấy rầy khi tiếp khách, tránh cho khách có ấn tượng không tốt. Bây giờ lệnh Hồ Triều vào thì xem ra có chuyện lớn. Lệnh Hồ Triều vào và nhỏ giọng nói mấy câu, lệnh Hồ Triều hơi tái mặt. Quế Toàn Hữu ngồi bên thấy mặt Triệu Quốc Đống thay đổi, y hiểu tính cách của Triệu Quốc Đống nên biết đã xảy ra chuyện lớn. Nếu không với định lực của Triệu Quốc Đống thì không thể lộ ra vẻ lo lắng trước người Đài Loan. Hứa Ngôn Hoa cũng thấy ánh mắt Triệu Quốc Đống hơi đổi liền biết đối phương bận và bảo hắn cứ đi. Triệu Quốc Đống lúc này không dám chậm trễ, hắn dặn Quế Toàn Hữu thay mình tiếp đoàn người Đài Loan, sau đó vội vàng đi ra. Tình hình thế nào? Triệu Quốc Đống cố làm mình bình tĩnh lại. Bí thư Trần gọi điện tới nói đang ở Ando và cố gắng về một cách nhanh nhất, mời ngài lập tức đến hiện trường. Bí thư Đàm đang chạy tới. Thị trưởng Lý cũng gọi và nói mình đã tới hiện trường nhưng không vào được. Dân chúng ở đó có khoảng trên 500 người, vây chặt lấy trụ sở chính quyền xã, nhân số không ngừng tăng lên. Tâm trạng dân chúng đang rất kích động, rất dễ xảy ra hiện tượng quần chúng với quy mô lớn. Hơn 500 người, còn tăng lên. Nguyên nhân là gì? Triệu Quốc Đống không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn một bên đi ra, một bên cầm lại điện thoại di động. Nghe thị trưởng Lý nói qua là do vấn đề thu thuế nông nghiệp ở xã Mã Chuân nên gây ra chuyện. Nghe nói người chết chưa nộp đủ tiền thuế năm trước, còn nợ cả tiền làm đường của xã trong năm nay nên cán bộ xã yêu cầu đối phương lần này phải thanh toán hết. Người chết không đồng ý nên dẫn tới tranh chấp. Sau đó cán bộ xã dắt một con lợn của nhà đối phương đi, người chết không biết sao lại chạy tới trước cổng chính quyền xã uống thuốc sâu, cán bộ xã phát hiện đưa đến bệnh viện nhưng không thể cứu. Bà mẹ của người chết cũng vì vậy mà kích thích nên đã mất tỉnh táo. Chồng người chết làm thuê ở ngoài, gia tộc bọn họ lại là họ lớn ở địa phương. Sau đó người trong họ lên chính quyền xã đòi lý luận. Xe chạy nhanh trên đường thông tới huyện Tĩnh, Triệu Quốc Đống một bên liên lạc với huyện Tĩnh, một bên liên lạc với Lý Trường Giang. Tình hình đang tiếp tục xấu đi, dân chúng vây quanh chính quyền xã đã lên đến gần ngàn người. 30 cảnh sát của công an huyện và chủ tịch huyện Tĩnh Võ Tử Sam đang bị vây ở chính quyền xã Mã Chuân. Quần chúng đang rất kích động, có người tuyên bố muốn đưa xác chết từ trạm y tế ra. Trong trạm y tế có 20 cảnh sát của công an huyện bảo vệ nhưng tâm trạng quần chúng đã mất khống chế, 20 cảnh sát không thể ngăn cản. Nếu xác chết được đưa ra thì tình hình càng không thể khống chế được nữa. Lão Lý, lực lượng cảnh sát vũ trang phải chuẩn bị đầy đủ nhưng không nên tham gia. Tạm thời đừng đến hiện trường nếu không quần chúng càng thêm kích động. Đây là ý của tôi, anh nói chuyện với Bí thư Đàm. Bí thư Trần rất nhanh sẽ tới, tôi đã tới huyện Tĩnh, lập tức tới xã Mã Chuân. Đúng lực lượng vũ trang không được tới hiện trường, bây giờ còn chưa tới lúc xấu nhất. Cảnh sát có thể nhưng phải có tổ chức, chú ý xem ai là người cầm đầu gây sự, sau này xử lý. Nguyên nhân tôi coi như hiểu, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Anh lập tức tìm hiểu xem chồng nạn nhân đang ở đây, bây giờ người làm ầm lên nhất chính là mấy người cùng đi làm thuê với anh ta. Ừ, chắc anh ta ở nội thành Hoài Khánh, anh lập tức phái người đi tìm hiểu, sau đó gọi cả chủ của bọn họ tới, làm công tác tư tưởng. Chỉ cần chồng nạn nhân tỉnh táo thì sẽ giải quyết được. Cũng lập tức tìm hiểu rõ quan hệ xã hội của bọn họ, cố gắng tìm được người có quyền lên tiếng của Trương gia, đúng, làm công tác tư tưởng cho bọn họ, cho thấy thái độ của đảng ủy, chính quyền. La Diệu Tổ đâu, ở bên ngoài, chuyện này giao cho y, bảo y lập tức đi làm. Quyển 11, chương 46. Điều hòa trong xe đủ mạnh nhưng không làm Triệu Quốc Đống bớt lo lắng và nóng nảy. Hắn lần đầu gặp sự kiện quy mô lớn như vậy. Trong mơ hắn cũng từng gặp việc này khi làm trưởng đồn công an nhưng xử lý theo lệnh lãnh đạo cấp trên, chưa bao giờ hắn đích thân xử lý việc như thế này cả. Đàm Lập Phong mặc dù cũng tới nơi nhưng sự kiện quần thể quy mô lớn như vậy thì chỉ sợ chưa ai gặp bao giờ. Trước chỉ có vài chục hoặc hơn trăm, hơn nữa chỉ là vấn đề lợi ích nên dễ xử lý hơn. Nhưng bây giờ đã liên quan tới mạng người, mặc dù là uống thuốc sâu tự tử nhưng dù sao cũng là mạng người. Mặc kệ chính quyền có trách nhiệm hay không cũng phải xử lý. Tâm trạng dân chúng đều là đồng tình với người yếu, hơn nữa theo xu thế đám đông, dễ bị kích động. Nhiều người thậm chí không rõ nguyên nhân sự việc, chỉ cần có người hét lên là hùa theo.
Mà từ góc độ tâm lý học thì người bình thường thích náo nhiệt sẽ khó khống chế tâm trạng của mình. Ở tình huống như vậy nếu không xử lý tốt sẽ thành đại họa. Chiếc xe chạy theo hướng nam, xã Mã Chuân khá xa. Lái xe Tiểu Vương cũng biết đại khái đường đi, chạy hơn 20 km sẽ đến chỗ rẽ. Chạy thêm khoảng 10 km từ chỗ rẽ, trên đường dần có nhiều người lên. Đi dép lê, có người còn ôm con đi đến chính quyền xã xem náo nhiệt. Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ thấy đã là gần 6 giờ nhưng trời vẫn còn sáng. Cách trụ sở chính quyền xã gần 1 km, Triệu Quốc Đống và Lý Trường Giang gặp nhau ở đây. Từ vẻ mặt Lý Trường Giang, Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận tình hình còn chưa nghiêm trọng đến mức mình nghĩ, hắn có thể thở phào nhẹ nhõm. Lão Lý, nguyên nhân không cần nói, tôi cũng biết đại khái. Tình hình hiện trường thế nào, bọn họ có yêu cầu gì? Huyện ủy, ủy ban huyện định xử lý ra sao? Triệu Quốc Đống không hề khách khí hỏi thẳng. Lý Trường Giang trước khi lên thị xã đã làm bí thư huyện ủy huyện Tĩnh 4 năm. Mặc dù kinh tế huyện Tĩnh phát triển khá chậm nhưng Lý Trường Giang khá liêm khiết, tiếng tăm cũng được nên có thể nói chút ít với dân chúng. Hiện trường có khoảng 800 người, trước đó chỉ có 200 người xung đột với người của công an huyện và công an xã làm tường trụ sở bị sụp, hơn nữa còn đập vỡ trạm biến áp khiến bên trong mất điện. Lý Trường Giang liếm liếm môi đang khô và nói. Bây giờ bọn họ còn chưa thống nhất ý kiến. Tôi đã bố trí 20 người của Cục Công an thị xã và Công an huyện mặc quần áo bình thường tiến vào tìm hiểu tình hình. Căn cứ tin tức báo về trong hơn 800 người đó có 200 người của Trương gia, trong đó có 40 người có quan hệ huyết thống với người chết, số khác chỉ là họ hàng xa. Còn lại mấy trăm người là dân chúng xung quanh. Nói cách khác bây giờ bọn họ còn không có ý kiến rõ ràng. Triệu Quốc Đống càng lúc càng lo lắng, nếu có ý kiến rõ ràng còn dễ xử lý. Ít nhất biết mục đích của bọn họ mà nghĩ ra biện pháp đối phó. Nhưng không có ý kiến thống nhất tức là còn ở trạng thái không ổn định, lúc nào cũng có thể bị một kẻ kích động nào đó làm lớn chuyện. Lão Lý, người bị nhốt trong chính quyền xã có bị thương không? Triệu Quốc Đống cố làm mình bình tĩnh lại. Lúc ấy chỉ xảy ra đùn đẩy, có hai cảnh sát bị xé quần áo nhưng không phát sinh xung đột quá lớn. Cảnh sát cũng cố gắng khống chế. Chỉ cần quần chúng không đánh sâu vào thì cảnh sát chỉ dùng lời lẽ mà khuyên. Lý Trường Giang gật đầu nói. Tôi cũng đã dặn, chịu trách nhiệm chỉ huy là đồng chí bí thư đảng ủy chính pháp kiêm trưởng phòng công an huyện Tĩnh, là đồng chí có kinh nghiệm phong phú, có uy tín nên tạm thời còn khống chế được. Nhưng nếu kéo quá dài thì tôi không biết sẽ diễn ra đến mức nào. Tôi thấy cứ kéo dài không phải biện pháp, lúc nào cũng có thể xấu đi. Chúng ta cũng không thể ngồi chờ. Nếu không sẽ bị một số kẻ bất mãn với đảng, chính quyền kích động thì càng lớn chuyện. Tôi thấy như vậy, La Diệu Tổ không phải đã đi tìm người có địa vị ở Trương gia sao? Lý Trường Giang nói. Tôi đã hỏi La Đại Hải, y nói phó chủ nhiệm hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân huyện là người Trương gia, đã phái người đi đưa tới. Sau khi người tới liền đến khuyên nhủ, đồng thời bên trong chủ tịch huyện Võ Tử Sam cũng sẽ khuyên can mong quần chúng nhanh chóng ổn định tâm trạng và về. Tôi thấy có thể, bí thư Đàm cũng đã tới hiện trường, chúng ta gặp vào trao đổi xem nên xử lý như thế nào. Nếu như người tìm được có tác dụng thì bên này chúng ta cũng có thể tìm thêm. Lý Trường Giang khá đồng ý với quan điểm của Triệu Quốc Đống. Làm cục trưởng cục công an hơn 2 năm, y có không ít tiếng nói chung với Triệu Quốc Đống. Có thể nói vị phó thị trưởng thường trực này không chỉ dựa vào lai lịch, mà có bản lĩnh thực. Đúng, tôi bảo anh điều tra nơi chồng nạn nhân làm thuê đã tìm được chưa? Triệu Quốc Đống đột nhiên nghĩ tới gì đó. Bây giờ là nền kinh tế thị trường, các công nhân ra ngoài làm thuê đã bớt tâm lý sợ cán bộ như nông dân. Nếu có thể tìm được chủ của đám người kia thì may ra có thể có ích. Đã điều tra ra, là một hạng mục của công ty xây dựng Long Hoa trên thị xã, tôi đã phái người đi tìm quản lý hạng mục đó. Lý Trường Giang vội vàng nói, y biết cách làm của Triệu Quốc Đống là chính xác. Rất tốt, anh giục bên kia để bọn họ cố sức tìm được quản lý hạng mục. Mời y hỗ trợ công việc của chính quyền, tốt nhất bảo y tới đây. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Đi, chúng ta đến hiện trường bàn với bí thư Đàm. Triệu Quốc Đống đến nơi thì thấy trước trụ sở chính quyền xã đã bị tường người 30 mét bao vây, một mảng tường bị đẩy đổ. Đàm Lập Phong cũng không đứng ở gần cửa chính quyền xã mà đứng cách bên ngoài mấy trăm mét. Cửa chính quyền xã đang được đóng chặt, trước cửa là 10 cảnh sát đang căng thẳng nhìn ra ngoài. Bên ngoài có hơn 100 người vây chặt nhưng hai bên tạm thời chưa có xung đột. Phía sau đám người này là một đám người đang kêu gào, có không ít người nói bậy,
cũng có hai người phụ nữ trông như chị em của nạn nhân đang khóc. Triệu Quốc Đống chọn một chỗ cao để quan sát, hắn đoán mấy chục người đang không ngừng mắng chửi là người Trương gia có quan hệ huyết thống với nhà nạn nhân, trong mấy người nhất định có một là chồng của nạn nhân. Trong đám người không ít vẫn còn bùn đất, xi măng, xem ra vừa làm về. Đám người này vẫn chưa thống nhất ý kiến, nhưng nhìn bộ dạng này, đồng thời có mấy người đàn ông trên 30 đang thi thoảng mắng chửi, Triệu Quốc Đống có chút lo lắng vấn đề sẽ xảy ra ở mấy người này. Triệu Quốc Đống thầm nghĩ nếu muốn giải quyết vấn đề thì đầu tiên phải cách ly đám người Trương gia, để quần chúng xem náo nhiệt ra về. Bây giờ đã gần 6 giờ, Trương gia ăn cơm tối muộn, mùa này trời lại lâu tối nên có lẽ tầm 7 giờ những người phụ nữ mới về nấu bữa tối, nói cách khác còn hơn tiếng đám người đi xem mới về. Mà một tiếng rất có thể xảy ra chuyện. Nhất là khi tâm trạng của tầm 40 đang mất khống chế, rất dễ bị người kích động mà gây chuyện. Nếu xảy ra chuyện đám người lao vào trụ sở chính quyền xã, với mấy chục cảnh sát bên trong thì có lẽ chỉ ngăn được mấy phút. Đây chính là đại họa. Quyển 11, chương 47. Trần Anh Lộc đến rất nhanh, y gần như là giục lái xe chạy thẳng tới đây. Chuyện có quy mô lớn như vậy, Trần Anh Lộc là bí thư nhất định có trách nhiệm chính trị, phải nhanh chóng giải quyết được vấn đề trước khi nó xấu hơn nữa, đó là đường ra duy nhất. Trần Anh Lộc phải thầm than Hà Chiếu Thành quá may mắn. Trên tỉnh tổ chức cho bí thư, chủ tịch các thành phố, thị xã đi khảo sát khu vực Duyên Hải, Trần Anh Lộc không đi để Hà Chiếu Thành đi. Bây giờ mình gặp chuyện có thể ảnh hưởng tới vận mệnh chính trị. Cùng chạy tới với Trần Anh Lộc còn có thường vụ tỉnh ủy, bí thư đảng ủy chính Pháp Đinh Sâm. Y nhận lệnh của Ứng Đông Lưu đến chỉ huy việc này. Trưởng ban thư ký tỉnh ủy Hồ Liêm cũng đang trên đường đến Hoài Khánh. Chuyện đã báo cáo lên tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Sự kiện quần thể quy mô lớn như vậy là lần đầu xuất hiện trong lịch sử của tỉnh An Nguyên. Nếu xử lý không tốt sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng tới cục diện chính trị của tỉnh An Nguyên. Dù là Ninh Pháp hay Ứng Đông Lưu đều rất chú ý tới việc này. Sau khi Đinh Sâm đi, Ninh Pháp vẫn lo lắng nên Hồ Liêm được phái tới. Đinh Sâm và Trần Anh Lộc tới nơi, Triệu Quốc Đống, Lý Trường Giang cùng Đàm Lập Phong, Lưu Liên Xương về cơ bản đã thống nhất ý kiến. Lúc này mọi người phải vứt mọi hiềm khích sang bên. Nếu xảy ra chuyện thì mọi người ở đây đều không có kết quả tốt. Lưu Liên Xương là bí thư đảng ủy chính Pháp càng lo hơn. Các anh có nắm chắc không? Đinh Sâm nhìn Triệu Quốc Đống rồi lại nhìn sang Lưu Liên Xương. Triệu Quốc Đống thì Đinh Sâm không quá quen, chỉ biết người này có năng lực, năm ngoái là anh hùng, làm kinh tế cũng giỏi, cũng bị ủy ban kỷ luật tỉnh ủy điều tra, được bí thư Ninh coi trọng. Lưu Liên Xương nhìn Triệu Quốc Đống rồi do dự một chút nói. Chúng tôi đã bàn. Trương Chí Viễn là người có uy tín cao trong Trương gia, chẳng qua y từ chức phó trưởng phòng tài chính chuyển sang làm phó chủ nhiệm hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân huyện nên vẫn có ý kiến. Tôi lo y chẳng những không phát huy tác dụng mà còn phản tác dụng. Nếu là như vậy sao còn để y ra mặt? Đinh Sâm lớn tiếng nói. Chẳng lẽ huyện tĩnh to như vậy mà không tìm được người đi đối mặt với quần chúng? Bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện tĩnh đâu? Bí thư huyện ủy La Diệu Tổ còn đang cùng một ít nhân viên vận động quần chúng, chủ tịch huyện Võ Tử Sam lúc trước đã ba lần nói chuyện với người nhà nạn nhân, bị bọn họ mắng chửi và bao vây, bây giờ vẫn trong trụ sở chính quyền xã. Lý Trường Giang vội vàng nói. Xã Mã Chuân bởi vì xa xôi, nằm ở giao giới của Hoài Khánh và Lam Sơn, đi về phía đông nam gần 10 km là huyện Hợp Ngân Lam Sơn, kinh tế khá lạc hậu nên công tác của chính quyền xã không tốt mà xảy ra chuyện. Tôi lúc này không muốn nghe các anh kiểm điểm, chuyện này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cục diện chính trị của tỉnh. Tháng 6 hội chợ thương mại lần thứ tư của khu vực Trung Tây sẽ tổ chức ở An Đô, đây là hoạt động quan trọng nhất của tỉnh trong năm, tuyệt đối không thể có gì ảnh hưởng tới. Cho nên tôi được Bí thư Ninh cùng Chủ tịch Ứng ủy thác, cần phải nhanh chóng giải quyết ảnh hưởng không tốt. Ninh Sâm lạnh lùng nhìn Trần Anh Lộc, Đàm Lập Phong, cuối cùng nhìn Lưu Liên Xương. Lão Lưu, anh nói Trương Chí Viễn không đáng tin. Vậy anh có đề nghị gì không? Thị trưởng Triệu đề nghị để quản lý hạng mục của công ty xây dựng mà chồng người chết tới khuyên bảo, đồng thời do lãnh đạo chính quyền ra mặt tiếp xúc, ngoài ra chúng tôi có thể đốc thúc người không liên quan rời đi. Lưu Liên Xương đang rất lo lắng, y khôn khéo đẩy trách nhiệm sang người Triệu Quốc Đống. Dù sao cũng là ý kiến của Triệu Quốc Đống, y không nói sai mà. Ồ, Quốc Đống, cậu cảm thấy chủ thầu xây dựng kia có thể nói được sao? Cậu có chắc không? Đinh Sâm nói chuyện với Triệu Quốc Đống thì khách khí hơn chút nhưng vẫn đầy nghi ngờ. Y nghe ra thị xã có vẻ không muốn để lãnh đạo huyện tĩnh ra mặt, trong này nhất định có vấn đề.
Bí thư Đinh, chuyện này sao dám nói chắc chắn? Tôi đã gọi điện cho người quản lý kia, đối phương nói sẽ phối hợp với chính quyền mà khuyên nhân viên của mình, bây giờ đang tới. Còn nắm chắc hay không thì tôi không rõ, người quản lý nói mình mặc dù có tác dụng nhưng tôi cũng không quá yên tâm vì chưa tiếp xúc. Triệu Quốc Đống cười khổ nói. Bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy, dân chúng ở hiện trường rất bất mãn với lãnh đạo huyện. Tôi vừa nãy đã bàn với Bí thư Đàm, Bí thư Lưu cùng với thị trưởng Lý, lãnh đạo huyện bây giờ ra mặt sợ không có hiệu quả mấy, chỉ có lãnh đạo thị xã ra mặt thì còn đỡ. Đinh Sâm nhìn Trần Anh Lộc. Trần Anh Lộc hơi nhíu mày, nếu Hà Chiếu Thành ở đây thì Hà Chiếu Thành ra mặt là thích hợp nhất. Y là Bí thư thị ủy ra mặt nói chuyện với quần chúng là không thích hợp, nếu như nói chuyện không tốt sẽ không có đường lui. Đàm Lập Phong thì ăn nói hơi kém, Lưu Liên Xương thì có thể nhưng thân phận của bí thư đảng ủy chính pháp hơi mẫn cảm. Triệu Quốc Đống thật ra đủ điều kiện nhưng còn quá trẻ nên khó khiến quần chúng tin tưởng. Có lẽ chỉ Lý Trường Giang là thích hợp, y làm bí thư huyện ủy huyện Tĩnh nhiều năm, không ít người biết y. Nhưng lại có không ít người biết y đã lên làm cục trưởng cục công an thị xã, thân phận này lộ ra trong hát xa này thì dễ khiến quần chúng phản cảm. Trần Anh Lộc đang do dự. Triệu Quốc Đống đã lên tiếng. Bí thư Trần, tôi thấy tôi đi là thích hợp nhất. Chuyện này không thể kéo dài. Chúng tôi vừa bàn thì thấy mấy người ở trước cửa trụ sở đang rất kích động, cứ kéo sẽ xảy ra chuyện. Bọn họ nhất định cũng biết bây giờ là thời cơ tốt nhất để uy hiếp đảng ủy, chính quyền. Nếu chúng ta không chủ động tiếp xúc thì sợ bọn họ mà kích động được quần chúng thì sẽ không thể khống chế được bọn họ. Triệu Quốc Đống nói làm Đinh Sâm và Trần Anh Lộc đều giật mình. Triệu Quốc Đống nói có lý. Dân chúng dễ bị kích động, mà khi mấy bình tĩnh thì anh muốn bọn họ bình tĩnh lại là rất khó khăn. Được rồi lão Trần, tôi thấy để Quốc Đống đi giải quyết. Đinh Sâm trầm giọng nói. Cậu định bao giờ đi? Ừ, chờ người quản lý kia tới, tôi và y sẽ đi. Bên này còn mời Bí thư Lưu cùng thị trưởng Lý lập tức an bài cán bộ xã, thôn và một số nhân viên cảnh sát mặc quần áo bình thường đi theo, yêu cầu người không có quan hệ về nhà. Lúc này Triệu Quốc Đống không cần khách khí, hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Bí thư Đinh, Bí thư Trần, tôi đoán nhất định phải bồi thường. Nạn nhân uống thuốc sâu tự tử, xã có thể nói là không có trách nhiệm, nhưng nguyên nhân của việc là do thu thuế nên sẽ có vấn đề. Chính quyền nếu đáp ứng bồi thường có nghĩa chính quyền có trách nhiệm, cho nên tôi đề nghị không thể nói là bồi thường, nhưng có thể từ góc độ nhân đạo mà trợ cấp cho nhà nạn nhân. Đinh Sâm và Trần Anh Lộc đều gật đầu khen ngợi. Trần Anh Lộc nói, có thể, tôi đồng ý với ý kiến của cậu, tất cả do cậu căn cứ tình hình thực tế mà quyết định. Quốc Đống, cậu phải nắm chắc tình hình, tôi sẽ lập tức báo cáo với Bí thư Ninh cùng Chủ tịch Ứng về ý kiến này. Đinh Sâm lạnh nhạt nhìn sang Lưu Liên Xương, lúc này mà đối phương không dám chủ động đứng ra đối mặt với quần chúng, vậy có đáng được làm Bí thư Đảng ủy chính pháp không? Người quản lý công trình xây dựng tên Hoàng Dũng, y còn mang theo hai người. Triệu Quốc Đống cũng không ngờ người này còn biết mình, lại có ấn tượng sâu về mình. Điều này làm hắn có chút kinh ngạc, chẳng qua hắn cũng không tiện hỏi nhiều mà chỉ nói chuyện vài câu. Đối phương cũng tỏ vẻ nhất định sẽ phối hợp với Triệu Quốc Đống. Người trước cửa trụ sở chính quyền xã thấy bên này biến hóa, nhất là cán bộ xã, thôn và cảnh sát mặc quần áo bình thường đã cho thấy thân phận, yêu cầu nhân viên không liên quan rời đi, đám người bắt đầu xôn xao. Nhất là 40 người ở giữa liền có hành động. Triệu Quốc Đống cũng biết đã đến lúc mình ra mặt. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi vung tay lên và mang theo Hoàng Dũng cùng hai nhân viên tiến vào, ngoài ra còn có bốn chính sách của Cục Công an Trường Xuyên mặc thường phục, một phó chủ tịch xã và một phó chủ tịch huyện trực tiếp đi vào giữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 11, chương 48. Đám người tụ tập và tách ra một con đường để mấy người Triệu Quốc Đống đi vào trong. Hoàng Dũng rất tích cực dẫn theo hai đàn em đi tới nói chuyện với đối phương. Đám người kia thấy Hoàng Dũng đều có chút giật mình, không ngờ chủ còn có thể tới đây. Nhưng mặc dù như vậy vẻ mặt bọn họ vẫn đầy kiên quyết. Dũng ca, anh có ý gì, anh đến giúp chính quyền. Một tên đầy hung dữ nói. Chính quyền ép chết chị dâu tôi, bây giờ huyện lại còn phái ra một con ả đến nói chuyện với chúng tôi, luôn miệng nói chính quyền không có trách nhiệm, đây là không coi nông dân chúng tôi là người. Bây giờ gọi Dũng ca tới là để làm gì? Hoàng Dũng vốn đang cười liền xa sầm mặt nói. Trương Nhị Cẩu, chết không phải vợ mày, Trương Đại Pháo còn không kêu, mày kêu gì? Xảy ra chuyện gì thì nói chuyện giải quyết, về đây có tác dụng gì? Sao, cả nhà bọn mày muốn lật đảng Cộng sản sao?
lời nói hung hăng của Hoàng Dũng đã đè khí thế của Trương gia. Hoàng Dũng đi đến trước mặt người đàn ông không nói chuyện. Đại pháo, chuyện xảy ra thì cứ nói cách xử lý, đừng vây đây vô ích. Chú đừng cho tôi là nói giúp chính quyền, tôi thấy nhiều chuyện như thế này rồi. Mẹ nó chứ, đám ủy ban xây dựng thị xã hỏi mấy người có phải nhân viên công trường của tôi không, tôi thế mới biết vợ chú xảy ra chuyện. Dũng ca, vợ tôi bị chính quyền ép chết, mẹ tôi tức đến độ bị điên, tôi đang rất loạn nên không biết làm như thế nào. Trương Đại Pháo là đau đớn nói. Đại Pháo, chú cứ đứng đây vây có phải là vì tiền không? Nếu chú cảm thấy chính quyền xã có trách nhiệm thì nói thẳng số tiền mình cần. Nếu như chú cảm thấy những người khác ở đây không có quan hệ gì thì bảo mọi người về nhà, vây quanh đây có tác dụng mẹ gì? Hoàng Dũng không nhịn được nói. Đúng là đám nhà quê, vây quanh đây mà mãi vẫn không nói được điều kiện, chẳng lẽ vây quanh trụ sở chính quyền xã cả đời sao? Sao không có trách nhiệm chứ? Không phải chính quyền xã dắt lợn đi thì vợ tôi đã không tự tử. Đúng thế, chị dâu tôi là người thành thật, chỉ biết làm việc nhà, bị người dắt lợn đi nên mới thấy choáng váng mà nghĩ bậy. Đây là cán bộ xã ép chị tôi. Triệu Quốc Đống đi chậm lại để Hoàng Dũng tiếp xúc với Trương gia trước. Bây giờ là thời gian giảm sóc, hắn chỉ hơi chậm lại nhưng không dừng. Dân chúng xung quanh cũng cảm thấy người đến là lãnh đạo gì đó nên vốn định vây lên, nhưng thấy mấy người chính của Trương gia cũng ở đó không ngừng tranh cãi, không để ý bên này nên có chút do dự. Hoàng Dũng hung dữ nhìn mấy người kia, y hừ một tiếng. Vậy các người còn ở đây đợi gì? Mẹ nó chứ, chẳng lẽ nói ở đây chờ chuyện được xử lý? Tìm lãnh đạo chính quyền, bảo bọn họ xử lý, sau đó mọi người nói thẳng điều kiện. Thái độ con nữ chủ tịch huyện rất láo, nói chính quyền không có trách nhiệm, bảo chúng tôi rời đi, còn đâu không nói gì cả. Chúng tôi muốn bọn họ giao hai thằng cán bộ dắt lợn ra, bọn họ không thèm để ý. Trương Nhị Cầu ném chiếc mũ bảo hộ xuống đất và nói. Mẹ nó chứ, nếu ép chúng tôi vào đường cùng, chúng tôi liều mạng. Huyện không được không phải còn thị xã sao? Lãnh đạo thị xã nói thì huyện không nghe sao? Hoàng Dũng bĩu môi nói. Trương Nhị Cầu, tao nói đầu mày bị nước vào còn không tin. Mày dựa vào gì để người ta giao người cho mày? Cũng không phải người ta ép chị dâu mày uống thuốc sâu, là chị mày tự uống. Mày muốn gì thì nói thẳng. Đừng có đi vòng vo. Dũng ca, chẳng lẽ nói vợ tôi bị bọn họ ép chết rồi không bị làm sao ư? Trương Đại Pháo tức giận nói. Vậy dù chết cũng phải kéo thằng chôn cùng. Đại Pháo, dùng cái đầu đi. Thứ nhất tôi không nói vợ chú chết rồi bỏ đó, chú có liều thì chú có chết cũng chẳng ai chôn cùng đâu. Chú nghĩ mình có thể lật trời sao? Hoàng Dũng bình tĩnh nói. Nếu huyện không đáp ứng vậy tìm người kia, đó là phó thị trưởng Triệu của thị xã. Dũng ca, có phải chính quyền bảo anh đến nói giúp không? Trương Đại Pháo không ngu, y đứng im nhìn Hoàng Dũng. Thời này đâu có người tốt bụng như vậy, Hoàng Dũng cũng không phải loại người thích làm người tốt. Đại Pháo, không giấu gì cậu, tôi từ chính quyền biết chuyện, bọn họ chỉ hỏi các cậu có làm thuê cho tôi không, tôi nói là có, bọn họ bảo tôi xuống nói với các cậu đừng làm việc ngốc. Bây giờ là xã hội pháp luật, việc gì cũng phải theo quy định pháp luật. Hoàng Dũng rất tùy tiện lấy bao thuốc ra, lấy cho mình một điếu và vứt cho mấy người kia. Tôi cảm thấy lời này có lý, có chuyện thì sẽ có cách giải quyết, đừng có mất tỉnh táo làm việc ngu ngốc. Đương nhiên chính quyền có trách nhiệm hay không thì tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy chú tốt nhất là nói chuyện với chính quyền. Nếu như cậu mà chết thì còn gì để nói? Mấy chục người liền xôn xao vì câu nói này, Hoàng Dũng nói có lý, người đã chết thì còn gì mà đòi, bây giờ quan trọng nhất là xem xử lý như thế nào. Đại Pháo, trên đường tới đây tôi thấy rất nhiều công an. Chú nhìn mọi người xung quanh đi, bọn họ chỉ tới xem náo nhiệt rồi về nấu cơm ăn cơm, khi đó còn ít người thì chú càng khó xử hơn. Tôi thấy chú nên chủ động đi tìm lãnh đạo xã, yêu cầu huyện hoặc lãnh đạo thị xã đứng ra nói chuyện. Mọi người ngồi xuống nói có phải hay hơn không? Hoàng Dũng nhân lúc người Trương gia đang xôn xáo liền kéo Trương Đại Pháo sang bên. Tôi đây là nghĩ cho chú, nhà chú mà đấu với chính quyền thì còn kém xa. Tôi cũng sợ mấy chục người Trương gia ủa chú bị công an bắt rồi mai công trường không có người làm, nếu không tôi chẳng muốn tới. Trương Đại Pháo cắn răng suy nghĩ một lúc lâu sau nói. Được, nhưng tôi không nói chuyện với cán bộ xã, huyện, chúng tôi muốn nói chuyện với lãnh đạo thị xã. Ngu, không biết quy định gì cả. Nói chuyện không thể nào là lãnh đạo nói chuyện với chú, lãnh đạo sao có thể nói chuyện cụ thể với chú chỉ cần lãnh đạo tỏ thái độ là đủ rồi.
Hoàng Dũng hơi yên tâm đôi chút. Đi đi, việc này do chú tự quyết định. Triệu Quốc Đống thấy đám người Trương gia đi về phía mình, hắn biết Hoàng Dũng đã thành công. Vì thế Triệu Quốc Đống cũng rất bình tĩnh đi tới. Trương Đại Pháo thấy Triệu Quốc Đống không hề sợ hãi đi tới, y lại có chút hốt hoảng, cũng không biết nên nói như thế nào. Y nhịn một lúc mới nói được. Thị trưởng Triệu, chúng tôi bị oan, vợ tôi bị cán bộ xã ép chết. Anh nếu không làm chủ cho chúng tôi sẽ cùng chết. Trương Đại Pháo nói như vậy lại làm Triệu Quốc Đống khá yên tâm. Mặc dù dân chúng xung quanh cũng đi theo người Trương gia đi tới, mấy trăm người vây hắn vào giữa nhưng Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh. Chỉ cần nói chuyện với chồng nạn nhân là đủ rồi. Theo hắn thấy chỉ cần nói chuyện với nhau thì có nghĩa có thể thông qua con đường hợp lý mà giải quyết vấn đề. Trương Vĩnh Lộc, anh có gì cần thì có thể thông qua con đường hợp lý nói rõ. Nhưng tình hình hôm nay sợ không phải cách để giải quyết vấn đề. Nhiều quần chúng tập trung ở đây thì sao có thể giải quyết chuyện? Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói. Đương nhiên tôi có thể hiểu tâm trạng của anh khi vợ chết, nhưng tôi phải nhắc anh giữ bình tĩnh, phải thông qua con đường hợp lý, hợp pháp mà giải quyết vấn đề. Thị trưởng Triệu, chúng tôi cũng không còn cách nào, cán bộ xã quá khinh người. Đúng thế, anh là lãnh đạo, anh phải giải quyết vấn đề cho chúng tôi. Người nhà tôi bị cán bộ xã ép chết, chuyện này nếu không giải quyết, chúng tôi tuyệt đối không bỏ qua. Mấy người đàn ông gào lên, ngay sau đó mấy người phụ nữ cũng khóc rồi giả vờ ngất ngã xuống mặt đất. Điều này làm dân chúng xung quanh kích động, vây lên càng chặt. Có người còn nghiến răng nghiến lợi, xắn tay áo lên như muốn ăn thịt Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống lạnh lùng nhìn mọi người. Xem ra mặc dù Hoàng Dũng đã đả động được mấy người liên quan chính, nhưng ở tình huống nhiều người thì không thể làm tư tưởng mọi người giống nhau được. Bây giờ những người này càng lúc càng thể hiện tình cảm với người chết, càng căm hận chính quyền hơn. Triệu Quốc Đống đã làm ở đồn công an vài năm nên hiểu rõ tâm trạng của nông dân, biết lúc này tuyệt đối không thể hốt hoảng, cũng không thể dễ dàng tỏ thái độ trả lời, mình phải giữ được tỉnh táo. Hắn nhìn mấy người Trương gia và nhận ngay ra ý đồ của đối phương. Đối phương đây là muốn thông qua quần chúng tạo áp lực cho hắn, qua đó dễ đặt giá cao hơn. Triệu Quốc Đống lạnh lùng làm không ít nông dân xung quanh tức giận, nhưng hầu hết mọi người đều chú ý thấy điểm này nên nhìn lại mấy anh em Trương Đại Pháo. Quyển 11, chương 419. Thị trưởng Triệu, phải đưa hai cán bộ xã ép chết chị tôi ra nói chuyện rõ ràng, xem tim bọn chúng có phải đen hay không. Không đưa bọn chúng ra, chúng tôi không nuốt trôi, chị tôi chết không nhắm mắt. Trương Nhị Cầu thấy ông anh mình có vẻ hốt hoảng nên ưỡn cổ nói. Phải đem chúng ra cho chúng tôi. Đúng, đưa chúng ra cho mọi người thấy. Chúng tôi muốn xem bọn chúng trông như thế nào. Đám người xung quanh liền hùa theo. Triệu Quốc Đống nhìn quanh đám người và có chút lo lắng. Người nhất định không thể đưa ra, thứ nhất chuyện không quan hệ trực tiếp tới hai cán bộ kia, thứ hai coi như có quan hệ cũng không thể để bọn họ gánh trách nhiệm, phải do lãnh đạo đứng ra gánh vác. Hoàng Dũng nhận thấy Triệu Quốc Đống nhìn tới liền đứng dậy nói. Hét mẹ mày à, hét lên là có thể giải quyết được vấn đề sao? Thị trưởng Triệu đâu có điếc, bọn mày giống lên làm gì? Nghe thị trưởng Triệu nói. Hoàng Dũng đúng là đủ tư cách làm xây dựng, giọng nói hơi khàn nhưng rất có sức ảnh hưởng, thoáng cái chân áp đám đàn ông Trương gia làm thuê cho y. Những người khác thấy đám người Trương gia còn phải nghe nên cũng dần yên tĩnh lại. Triệu Quốc Đống nhìn quanh và lớn tiếng nói. Thưa bà con, nếu mọi người tới để giải quyết vấn đề thì hãy nghe tôi nói. Chờ tôi nói xong rồi mọi người hãy lên tiếng, đừng có cắt ngang. Mọi người cảm thấy tôi nói đúng thì cứ làm theo lời tôi. Còn thấy không ổn thì tôi nói xong mọi người nói, tôi sẽ nghe. Giọng Triệu Quốc Đống đầy khí thế, không hề có điểm nào bị mọi người ép, hơn nữa còn có khí thế ép mọi người khiến ngay cả Hoàng Dũng cũng phải phục vị phó thị trưởng này dũng mãnh. Bảo sao Mã Cam Xương lăn lộn ở Hoài Khánh mười mấy năm không ai làm gì được, cuối cùng lại bị tên Triệu Quốc Đống này xử lý. Mấy người đứng gần Triệu Quốc Đống thấy hơi chói tai, bọn họ vô thức nghiêng tai sang bên. Được, thị trưởng Triệu, chúng tôi nghe anh. Trương Đại Pháo bị Hoàng Dũng đẩy nên phải nói như vậy. Được, vậy tôi nói trước. Triệu Quốc Đống ưỡn ngực nhìn quanh nói. Tôi bây giờ không nói vợ của Trương Vĩnh Lộc chết ai có trách nhiệm, chuyện là rất rõ ràng, ban ngày ban mặt người uống thuốc chết, nếu người đã chết thì việc cần nhất là lo mai tang, đừng để người chết nằm mãi như thế nào. Thấy Trương Nhị Cầu định xen vào, Triệu Quốc Đống trừng mắt nhìn đối phương, ánh mắt hắn rất sắc bén khiến Trương Nhị Cầu sợ không dám nói gì. Hoàng Dũng cũng đá cho Trương Nhị Cầu một cú, tên này mới không cam tâm ngậm miệng. Chuyện đã xảy ra,
bây giờ đừng nói trách nhiệm là ai. Dù sao là người xã Mã Chuân, như vậy đảng ủy, chính quyền sẽ lo liệu. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm dân chúng xung quanh gật đầu. Mọi người thấy vị thị trưởng Triệu này nói có lý lẽ, cũng suy nghĩ cho dân chúng. Vậy nên xử lý như thế nào? Có phải là không ở đây là không xử lý được? Có cần bàn bạc không? Ai thay mặt người chết đến nói chuyện với đảng ủy, chính quyền địa phương? Có phải là tất cả mọi người đều nói trong vài tiếng không? Hay là Trương gia chọn ra đại biểu rồi tìm chỗ yên tĩnh cùng chính quyền địa phương bàn giải quyết câu chuyện? Mấy câu hỏi đưa ra khiến dân chúng bàn tán. Người Trương gia không ít, nhưng có thể thay mặt người chết thì chỉ có vài người. Trương Đại Pháo là chồng nạn nhân ở đây thì chỉ có y mới có thể đại biểu, những người khác chẳng qua nói giúp vài câu mà thôi. Cuối cùng quyền quyết định vẫn là của Trương Đại Pháo. Triệu Quốc Đống biết tâm trạng đối phương bây giờ đã dần bình tĩnh lại, cũng cảm thấy cuối cùng cũng cần bàn bạc mà giải quyết vấn đề. Cho nên hắn cố ý dẫn dụ đối phương nghĩ theo hướng này. Nhiều người vây quanh đây không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Điểm này hắn tin đám người Trương gia biết. Trương Nhị Cầu nhỏ giọng nói vào tai Trương Đại Pháo mấy câu, những người khác của Trương gia cũng rì rầm bàn tán, có vẻ như chưa biết nên trả lời như thế nào. Triệu Quốc Đống cũng không dục, hắn biết đám người này cũng cần bàn kế sách. Trần Anh Lộc có chút lo lắng kiếng chân nhìn vào trong. Cách mấy trăm mét nên y không thể nhìn rõ, hơn nữa không thể gọi điện hỏi tin tức, chỉ có thể mơ hồ thấy đám người Triệu Quốc Đống bị mấy trăm người vây quanh, nhưng trụ sở chính quyền xã đã bớt người đi nhiều. Đám người vây Triệu Quốc Đống lúc thì gào lên, lúc lại mơ hồ nghe thấy Triệu Quốc Đống lớn tiếng nói, nhưng y không nghe ra mọi người đang nói gì. Ninh Sâm đã gọi điện báo cáo tình hình hiện trường với Ninh Pháp. Ninh Pháp và Ứng Đông Lưu cũng chỉ thị Ninh Sâm nắm giữ tình hình, linh hoạt bố trí lực lượng công an, dề phòng chuyện xấu nhất xảy ra, phải cam đoan an toàn tuyệt đối cho nhân viên ở hiện trường, nhưng không được làm tình hình xấu đi, đây là vấn đề rất khó, đây là xem năng lực phán đoán và nghệ thuật chỉ huy của anh. Hồ Liêm đã tới nơi nhưng nói rõ mình chỉ tới quan sát, công tác chỉ huy đo Đinh Sâm phụ trách. Y đúng là đã đẩy hết trách nhiệm. Lão Đinh, anh thấy có thể xảy ra chuyện gì không? Tóc hai bên mai Hồ Liêm đã trắng hết nhìn qua giống như đã già, nhưng thực ra y bị xấu máu, tuổi y mới tầm 55. Sau khi làm hết khóa trưởng ban thư ký tỉnh ủy, y còn có thể sang bên Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh làm. Trưởng ban Hồ, tôi thấy vấn đề chắc không lớn. Triệu Quốc Đống này mặc dù còn trẻ nhưng đầu óc nhạy bén, cũng to gan, cẩn thận, không nắm chắc sẽ không dám tự nhận việc. Đinh Sâm đây cũng là tự an ủi mình. Hiện trường có gần ngàn người, mặc dù bí thư huyện ủy La Diệu Tổ đã chỉ huy nhân viên khuyên người không liên quan rời đi nhưng hiệu quả không tốt. Trước khi biết thái độ của đám người vòng tròn trung tâm, những người này chưa muốn đi mà muốn đứng xem náo nhiệt. Nhiều người vây quanh hiện trường nên nếu có sóng gió là dễ tạo thành họa lớn. Sợ là có một số việc không thể đoán trước. Hồ Liêm nhìn đầy người trước mặt mà cũng lo lắng. Trước khi đi bí thư Ninh đã dặn tuyệt đối không thể xảy ra chuyện lớn. Tháng 6 này Phó Thủ tướng Văn sẽ tới, một khi bị ảnh hưởng thì sợ bí thư Ninh cũng rất mất mặt. Ừ, chuyện này dù xử lý tốt cũng cần phải tổng kết lại, tại sao một năm nay lại liên tiếp xảy ra chuyện như thế này. Lúc trước đã có nơi báo lên, Đảng ủy Chính Pháp tỉnh đã gửi công văn đến các thành phố, thị xã yêu cầu chú ý cao độ. Tìm hiểu xem mâu thuẫn ở đâu, diệt trừ tai họa trong trứng nước. Tôi thấy có một số nơi không coi việc này vào đâu nên mới có thể xảy ra chuyện như vậy. Ninh Sâm không hề khách khí nói. Trước mặt Hồ Liêm y cũng không giấu giếm gì. Hồ Liêm nghe xong mà khẽ lắc đầu. Xem ra Ninh Sâm có ấn tượng không tốt với Hoài Khánh, nhất là mảng hệ thống chính pháp trước mặt mình còn nói thẳng như vậy. Với tính cách của Ninh Sâm thì có lẽ về sẽ báo cáo rõ vấn đề này với Bí Thư Ninh, không biết bao người ngã ngựa. Hồ Liêm cũng mơ hồ cảm thấy Bí Thư Ninh rất coi trọng Hoài Khánh, nhưng thái độ gần đây của Bí Thư Ninh hơi thay đổi. Chẳng qua Hồ Liêm không rõ Bí Thư Ninh không hài lòng với mảng nào trong công việc của Hoài Khánh, chẳng qua có một điều là Bí Thư Ninh có cái nhìn, mà việc lần này sẽ càng làm tỉnh ủy khó chịu hơn đối với Hoài Khánh. Nếu Ninh Sâm về mà lại báo cáo không tốt thì chỉ sợ tỉnh ủy sẽ nhanh chóng điều chỉnh bộ máy Hoài Khánh. Lão Ninh, bên dưới cũng không dễ dàng, nhất là công tác nông thôn, công việc không dễ triển khai. Hồ Liêm cũng biết lời này của mình không có tác dụng mấy. Y chỉ hy vọng Đinh Sâm không nên đốt lửa quá lớn, nếu lan quá rộng sẽ ảnh hưởng tới y. Đinh Sâm cũng cảm nhận được sự lo lắng của Hồ Liêm nên khẽ gật đầu không nói nữa. Cũng phải có người chịu trách nhiệm, nhưng đó là ai thì Đinh Sâm không thể quyết định. Có lẽ trong lòng Bí Thư Ninh cùng Chủ tịch Ứng đã sớm xác định.
rằng co tầm chục phút, Trương Đại Pháo cuối cùng đã cơ bản đồng ý với ý kiến của Triệu Quốc Đống, nói mình sẽ nói chuyện với chính quyền về cách giải quyết, nhất là nhanh chóng mai táng vợ. Trời nóng, xác nhanh phân hủy nên không ai có thể kéo dài lâu. Nhưng Trương Đại Pháo cũng nói phải do Triệu Quốc Đống ra mặt, y không tin chính quyền huyện, phải muốn có Triệu Quốc Đống đến nói chuyện. Triệu Quốc Đống giả vờ do dự một chút rồi nói. Trương Vĩnh Lộc, chuyện này vốn không nên do tôi làm. Tôi cũng phải nói rõ, vợ anh uống thuốc sâu tự tử có quan hệ như thế nào với chính quyền. Anh tự nghĩ xem, nhưng bây giờ chúng ta không nói cái này, người chết còn lớn hơn trời, người đã chết, chúng ta nên đứng ở góc độ nhân đạo mà giải quyết. Tôi có thể ra mặt nhưng các anh định nói chuyện như thế nào? Chẳng lẽ nói bảo tôi nói chuyện với mấy trăm người ở đây? Vậy nói chuyện đến bao giờ? Sang năm à? Quyển 11, chương 50. Trương Đại Pháo đổ mồ hôi, y cũng khó xử, y đương nhiên hiểu bây giờ có thể ngồi nói chuyện ngang hàng với chính quyền là do có nhiều người, một khi mọi người đi thì chỉ sợ thái độ của chính quyền sẽ đổi hẳn. Nhưng những người này không đi lại không thể nói chuyện. Triệu Quốc Đống thấy vẻ mặt này của Trương Đại Pháo liền biết đối phương đang nghĩ gì. Hắn nói, nếu anh tin tôi thì bảo người Trương gia về đi, trụ sở chính quyền xã Mã Chuân lớn như vậy ở đây, chẳng lẽ có thể chạy sao? Hòa thượng chạy được. Chùa không thể chạy, câu này anh nghe rồi chứ? Chẳng lẽ chính quyền xã, chính quyền huyện còn có thể vì chuyện của anh là đổi chỗ sao? Hoàng Dũng cũng thấy Triệu Quốc Đống nhìn tới với vẻ ám chỉ liền kéo Trương Đại Pháo sang bên, mà hai đàn em đi cùng y lại bám chặt lấy Trương Nhị Cẩu, không cho tên này gây chuyện. Lý Trường Giang vẫn chú ý mọi cử động của Triệu Quốc Đống. Khi Triệu Quốc Đống nói chuyện với mấy người Trương gia, Lý Trường Giang biết chuyện đã đến lúc mấu chốt. Chỉ cần tách đám người này với dân chúng ra thì áp lực sẽ giảm đi nhiều. Chỉ còn 200-300 người Trương gia sẽ dễ xử lý hơn. Triệu Quốc Đống rất mịt mờ ra hiệu cho Lý Trường Giang. Lý Trường Giang lập tức ra lệnh cho chính sách mặc thường phục bắt đầu hành động, khuyên dân chúng không liên quan rời đi. Đại Pháo, nghe tôi, làm theo ý của thị trưởng Triệu đi. Thị trưởng Triệu chẳng lẽ còn có thể lừa chú? Hoàng Dũng nhỏ giọng nói. Tôi nói với chú, thị trưởng Triệu không phải người bình thường đâu. Biết Mã Lão Đại không? Bởi vì Mã Lão Đại dám chống đối thị trưởng Triệu chỉ nói một câu là Mã Lão Đại phải bỏ trốn, không dám về Hoài Khánh nữa. Vậy thì sao? Vợ tôi chết, chúng tôi là người bị hại, chẳng lẽ hắn còn có thể làm gì chúng tôi nữa? Trương Đại Pháo làm việc ở Hoài Khánh nên cũng nghe thấy việc danh nhân Mã Cam Sương bị đánh ngã, cũng biết Mã Lão Đại rất uy phong ở Hoài Khánh. Y nghe Hoàng Dũng nói thì đúng là hơi sợ. Đầu chú sao ngu thế? Ý của tôi là thị trưởng Triệu là người nói lời giữ lời, chú có yêu cầu gì thì mau nói ra. Thị trưởng Triệu không thể cứ mãi ở đây dây dưa với chú, đến lúc đó có người ở xã, huyện tới nói chuyện với chú thì đến ngày tháng nào mới giải quyết được chuyện. Không bằng nói thẳng cho nhanh, cũng coi như mau đưa vợ chú đi chôn. Hoàng Dũng tức giận nói. Tôi đây là vì tốt cho chú, chuyện này chú muốn làm như thế nào thì tự biết ý mà làm. Trương Đại Pháo do dự mãi rồi thấy Hoàng Dũng nói có lý. Dù sao người cũng đã chết, bây giờ quan trọng nhất là xử lý chuyện. Mình nói điều kiện ra xem chính quyền nói như thế nào. Dù sao trụ sở chính quyền xã cũng không chạy được mà. Sau khi nhận được câu trả lời của Trương Đại Pháo, Triệu Quốc Đống lập tức bảo Trương Đại Pháo ra mặt nói sẽ bàn với chính quyền, mời mọi người không liên quan về nhà. Hơn nữa bây giờ cũng đã gần 7 giờ nên dân chúng thấy không còn gì hay để xem, vì thế bắt đầu lục tục về nhà. Chỉ là gần 200 người Trương gia vẫn vây quanh trụ sở chính quyền xã. Những người này cùng họ với Trương Đại Pháo, Trương Đại Pháo cũng không muốn những người này về. Triệu Quốc Đống hiểu tâm trạng của Trương Đại Pháo, biết chuyện này phải sớm xử lý nhanh gọn. Vì thế hắn chỉ thị chính quyền huyện Tĩnh phái người bàn với Trương gia, cố gắng nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Bây giờ đã đạt đến mục đích mà Triệu Quốc Đống đặt ra. Khi Triệu Quốc Đống cùng chính quyền huyện, mấy anh em Trương Đại Pháo ngồi xuống nói chuyện thì cuộc phong ba coi như kết thúc, còn lại chỉ là bồi thường bao nhiêu mà thôi. Đến lúc này Hồ Liêm, Đinh Sâm, Trần Anh Lộc mới thở phào nhẹ nhõm. Một cuộc bạo loạn có thể xảy ra cuối cùng đã giải quyết xong. Hai bên nói chuyện đến 9 giờ tối mới kết thúc, do Triệu Quốc Đống mạnh mẽ can thiệp khiến chính quyền huyện Tĩnh coi như nhất trí với yêu cầu mà Trương gia đưa ra. Bên dân chính sẽ bồi thường ở mức cao nhất. Mẹ Trương Đại Pháo cũng do bệnh viện huyện miễn phí chữa trị, tất cả chi phí do huyện lo liệu. Chỉ có một yêu cầu mà Trương gia đưa ra là mang hai cán bộ rắn lợn giao cho bọn họ, Triệu Quốc Đống và Hoàng Dũng cố gắng khuyên bảo nên Trương gia đã không nói nữa.
Triệu Quốc Đống cũng tỏ rõ sẽ không bao che cho những người có trách nhiệm. Cũng sẽ căn cứ tình hình điều tra thực tế mà xác định, cuối cùng sẽ báo ý kiến xử lý cho Trương gia, có câu trả lời thuyết phục với người nhà nạn nhân. Cuối cùng hai bên đã nhất trí, người chết sẽ đưa lên huyện hỏa táng, đến lúc này chuyện coi như xong. Đinh Sâm cùng Hồ Liêm cũng vội vàng về An Đô báo cáo với lãnh đạo tỉnh ủy. Trần Anh Lộc đi tới vỗ vai Triệu Quốc Đống nói. Quốc Đống, vất vả rồi. Bí thư Trần, ngài không phải giống tôi sao? Tôi ở trong nhưng các lãnh đạo bên ngoài sợ là lo hơn cả tôi. Tôi có chút yên tâm nhưng mọi người không như vậy. Triệu Quốc Đống cười nói. Trần Anh Lộc khẽ gật đầu. Triệu Quốc Đống nói đúng, đến lúc này y mới phát hiện miệng mình đang khô khốc, nhưng chuyện một giây không giải quyết, một giây đó y sẽ gặp áp lực rất lớn, làm y không còn tâm trạng mà uống nước. Ngay cả mấy lãnh đạo thị xã khác cũng gọi tới hỏi tình hình. Hai thường vụ tỉnh ủy đến huyện tính, phần vinh dự này không đơn giản. Mai nhất định toàn bộ lãnh đạo các thành phố, thị xã anh em sẽ biết, mình cũng còn phải lên tỉnh ủy kiểm điểm. Thấy vẻ mặt Trần Anh Lộc xa sầm lại, Triệu Quốc Đống biết lần này bộ máy huyện tỉnh nhất định không thoát khỏi liên quan. Chẳng qua chỉ là bao giờ xử lý mà thôi. Không chừng La Diệu Tổ, Võ Tử Sam, thậm chí cả Lưu Liên Xương đều trả giá đắt. Tổ chức cơ sở thiếu sức chiến đấu, thiếu tố chất, chính quyền xã không có uy tín khiến dân chúng bất mãn. Huyện ủy, ủy ban không xử lý tốt tạo thành sự kiện nghiêm trọng, một loạt vấn đề hiện ra không ai có thể che đậy. Nếu chuyện không xảy ra thì không ai nói, nhưng khi có chuyện thì sẽ không thể tha thứ. Bí thư Trần, tôi biết mình nói không dễ nghe, lúc này mà còn lên tiếng thì sợ có người nói tôi đạp mặt mũi, nhưng tôi vẫn muốn nói một câu. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi. Hắn biết tâm trạng Trần Anh Lộc bây giờ đang cân nhắc xem điều chỉnh bộ máy huyện tỉnh như thế nào, không suy nghĩ vấn đề khác. Nhưng hắn lo sẽ xảy ra chuyện như thế này một lần nữa. Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai, câu này của ông cha luôn đúng. Cậu nói đi. Trần Anh Lộc gật đầu nói. Bí thư Trần, tôi vẫn nói câu lúc trước, tình hình nông thôn bây giờ rất không ổn, nhất là ở cấp xã thôn hiện tượng này càng trầm trọng. Tố chất cán bộ cơ sở kém. Vì hoàn thành nhiệm vụ và lợi ích cá nhân mà đến nhà nông dân lấy lương thực, dắt lợn, dắt dê. Mà nông dân bây giờ rất khó khăn, không có nghề kiếm thêm nên chỉ có thể dựa vào làm ruộng mà ăn. Mâu thuẫn này tích lũy lâu dài, bộc phát là sớm muộn. Nếu chúng ta không quyết đoán giải quyết vấn đề thì tôi lo vụ việc sẽ lặp lại, đây sẽ là điều khổ sở đối với cán bộ lãnh đạo. Triệu Quốc Đống cẩn thận nói. Hắn biết nói sẽ chói tai, thậm chí có thể khiến cho Trần Anh Lộc tức giận. Nhưng từ lương tâm hắn không thể không nói. Tôi cảm thấy về công về tư, về tình về lý thì thị ủy, ủy ban cũng nên hạ quyết tâm không thể thỏa hiệp, phải triển khai công tác chỉnh đốn toàn diện, mục đích chính là hoàn toàn ngăn lại hiện tượng này xảy ra, kiên quyết bệnh viện quyền lợi hợp pháp của nông dân, kiên quyết chặt hiện tượng xâm phạm lợi ích nông dân. Ai vi phạm thì sẽ truy cứu trách nhiệm lãnh đạo liên quan, nghiêm túc chỉnh đốn đề cao nhận thức, tư tưởng, thiết thực làm tốt công tác cải thiện quan hệ ở nông thôn. Trần Anh Lộc gật đầu, một lúc lâu sau nói. Quốc Đống, cậu nói đúng. Mặc dù chúng ta sẽ gặp khó khăn nhưng chuyện này không thể né tránh và trì hoãn được nữa. Chuyện nghiêm trọng đến mức như thế này là điều tôi không ngờ tới. Quan hệ ở nông thôn căng thẳng đến như vậy cũng làm cho tôi rất giật mình. Bây giờ đã đến lúc không quyết tâm xử lý không được, vừa rồi tôi và Lập Phong đã nói chuyện về việc này. Sáng mai tôi sẽ lên tỉnh ủy báo cáo. Tôi cũng yêu cầu văn phòng thị ủy khẩn cấp thông báo chiều ngay mai họp, bí thư, chủ tịch, phó bí thư phụ trách công tác tổ chức các quận, huyện đều phải tới. Phải thiết thực công tác chỉnh đốn tác phong làm việc, hoàn toàn ngăn chặn hành động xâm hại quyền lợi hợp pháp của nông dân. Nông thôn thật nghèo, nông dân thật khổ, nông nghiệp thật nguy hiểm, bí thư Trần, lời này rất sắc bén nhưng tôi cảm thấy chỉ sợ theo tình hình bây giờ thì biến hóa ở nông thôn càng làm cho chúng ta đau lòng. Tôi cảm thấy trung ương và chính quyền địa phương các cấp cần phải tổng kết rút kinh nghiệm, đưa ra điều chỉnh thích hợp mới được. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Quyển 11, chương 51. Bỏ máy xuống, Ninh Pháp mới cảm thấy yên tâm, nhưng vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc. Điều này làm Ứng Đông Lưu có chút khó hiểu. Từ nội dung cuộc điện thoại của Ninh Pháp thì nhất định là Đinh Sâm hoặc Hồ Liêm gọi điện tới, hơn nữa việc đã xử lý xong. Chẳng qua vẻ mặt Ninh Pháp không hề dễ dàng gì. Đông Lưu, chuyện Hoài Khánh là cảnh báo đối với chúng ta. Ninh Pháp dựa lưng vào ghế rồi nói. Trung ương quyết đoán điều chỉnh chính sách là có nguyên nhân rõ ràng. Công tác nông thôn năm nay được chú ý ở mức cao nhất từ trước đến giờ, xem ra cũng là thấy tình hình nguy hiểm ở nông thôn, chúng ta có lẽ đã coi nhẹ việc này.
Ứng Đông Lưu đang suy nghĩ hàm nghĩa trong câu nói của Ninh Pháp. Ninh Pháp là người đề cao phát triển kinh tế, nhấn mạnh không có phát triển sẽ không có gì. Câu nói phát triển là chân lý của Đặng Tiểu Bình được Ninh Pháp vận dụng đến mức tối đa. Đương nhiên Ứng Đông Lưu cũng thừa nhận trong thời gian Ninh Pháp ở An Nguyên, kinh tế An Nguyên đã phát triển rất nhanh. GDP của thành phố An Đô đã vọt lên thứ 5 trong tất cả các tỉnh thành Trung Quốc, kém Thành Đô đứng thứ 4 không có mấy. Mà tốc độ tăng trưởng là đứng đầu bảng, kinh tế của An Nguyên cũng từ thứ 8 toàn quốc giờ lên đứng thứ 5 trong cấp tỉnh. Thành tích này là rất rõ ràng, đây chính là nguyên nhân mà Ninh Pháp có thể thành bí thư tỉnh ủy trẻ nhất cả nước khi mới 43 tuổi. Nhưng kinh tế An Nguyên phát triển mạnh lại mang tới mâu thuẫn xã hội càng lúc càng lớn. Cải cách công ty nhà nước, giải tỏa khi xây dựng thành thị, làm hỏng hoàn cảnh tự nhiên, nông thôn hỗn loạn và phương tiện trụ cột lạc hậu, mấy điều này sẽ khiến mất ổn định xã hội. Nhưng quy mô hơn ngàn người ở Hoài Khánh là lần đầu tiên diễn ra trong lịch sử An Nguyên. Ninh Pháp thấy Ứng Đông Lưu không nói gì liền cười nói. Đông Lưu, có phải là thấy lời tôi nói không đúng với suy nghĩ? Lời này hơi nặng, Ứng Đông Lưu không tiện đáp. Bí thư Ninh, thực ra đây là vấn đề không thể tránh khỏi khi cải cách. Dù sao cải cách và phát triển kinh tế là sự khiêu chiến lớn đối với đảng ta. Từ thời đại kinh tế bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường, đảng ủy, chính quyền chúng ta nên đứng ở vị trí nào trong đó, đảng viên chúng ta làm như thế nào để chỉ ra phương hướng, đây là câu hỏi đối với đảng ta. Thủ tướng Đặng cũng đã nói cải cách là ném đá dò đường nhưng Thủ tướng Đặng cũng nói vấn đề của Trung Quốc xét tới cùng là vấn đề nông dân. Vấn đề nông dân không được giải quyết, kinh tế Trung Quốc không có trụ cột tốt. Trung Quốc không thể thành cường quốc thế giới. Ninh Pháp gật đầu, Ứng Đông Lưu nói mặc dù mờ mịt nhưng hai người đã làm việc với nhau hơn 2 năm, y coi như hiểu tính cách của Ứng Đông Lưu. Đối phương đang biến tướng nhắc mình phải điều chỉnh công việc trung tâm, dồn sang công tác nông thôn, không nên chỉ nhìn chằm chằm vào phát triển công nghiệp. Hai người đã bắt đầu tiến vào giai đoạn ổn định, hơn nữa Ninh Pháp cũng cảm thấy Ứng Đông Lưu mặc dù có vài quan điểm không nhất trí với mình, nhưng không phải kẻ hẹp hòi, nhỏ nhen. Trong hội nghị thường ủy Ứng Đông Lưu cũng thường xuyên đưa ra mấy quan điểm khiến người ta ngạc nhiên. Công việc thực tế, Ứng Đông Lưu cũng có chỗ độc đáo. Ninh Pháp thậm chí còn có chút khó hiểu đó là Ứng Đông Lưu và mình hình như là cặp đôi trời sinh, có thể bù đắp cho nhau. Đông Lưu, nếu chuyện Hoài Khánh đã là cảnh báo đối với chúng ta, tôi nghĩ tỉnh nên cẩn thận đối phó việc này. Tôi cũng đã đọc được thấy những tỉnh thành xung quanh bắt đầu từ năm 98 đã lục tục xuất hiện mấy việc này. Có một số tạo thành ảnh hưởng rất lớn, chúng ta không thể coi nhẹ. Tỉnh ủy cũng nên tiến hành nghiên cứu đối với những vấn đề xảy ra ở nông thôn, vừa muốn trị ngọn, vừa phải trị gốc. Làm như thế nào để giải quyết mấy vấn đề này từ căn bản? Ninh Pháp nói được như vậy làm Ứng Đông Lưu rất cao hứng. Ninh Pháp giỏi trong việc quan sát hướng đi, biến hóa về chính sách của Trung ương, hơn nữa có thể kịp thời đưa ra đối sách. An Nguyên phát triển kinh tế không cân bằng, thành phố An Đô đứng đầu tuyệt đối. Miên Châu Kiến Dương xếp hàng 2, Lam Sơn cùng Tân Châu đang phát triển mạnh, nhưng Thông Thành, Thiên Châu vẫn còn nghèo khó, Vinh Sơn, Lô Hóa cũng đang suy yếu. Hai thành phố công nghiệp cũ này có nhiều vấn đề tồn tại như công nhân mất việc với số lượng lớn, mâu thuẫn xã hội là những vấn đề rất khó khăn với đảng ủy, chính quyền địa phương. Có thể nói 14 thành phố, thị xã An Nguyên phát triển chỗ cao chỗ thấp. Phía trên phát triển càng nhanh, phía sau càng trì trệ. Ngoài Vĩnh Lương cùng Ninh Lăng cố gắng thoát khỏi vòng tuần hoàn xấu này thì vòng tròn kia chính là một quy luật trên người mấy thị xã phát triển chậm của An Nguyên. Bí thư Ninh, giải quyết vấn đề nông thôn không phải việc một sớm một chiều, điều này cần phải phát triển kinh tế để tăng tài chính giúp nông thôn. Tôi cảm thấy tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh phải chuẩn bị tâm lý chiến đấu lâu dài, cũng phải giải quyết mấy vấn đề cấp bách trước mắt. Ứng Đông Lưu nói, ừ, ý kiến của anh rất đúng, không thể nào thiên lệch được. Phải trị cả gốc lẫn ngọn, nhưng rất khó thấy hiệu quả ngay lập tức. Chẳng qua nếu không giải quyết sẽ khiến cho chúng ta gặp bị động rất lớn trong công việc. Ninh Pháp nói, đúng thế Bí thư Ninh, cho nên chúng ta cần phải chú trọng công việc này, nếu không chuyện ở Hoài Khánh sẽ xảy ra một lần nữa. Ứng Đông Lưu nói, Lão Hồ và Lão Đinh đã về chưa? Có lẽ bây giờ vừa ăn cơm, chuyện đã xử lý xong, Lão Hồ và Lão Đinh vẫn cùng Trần Anh Lộc ở tuyến đầu. Triệu Quốc Đống ở phía trước nói chuyện với quần chúng, cuối cùng mới không xảy ra chuyện. Cả tối nay tôi vẫn lo lắng có nên báo cáo với Trung ương không. May là không xảy ra vấn đề lớn. Ninh Pháp lúc này vẻ mặt mới tốt hơn chút. Ồ,
Triệu Quốc Đống còn trẻ, Trần Anh Lộc không sợ cậu ta không xử lý được sao? Ứng Đông Lưu nhíu mày nói. Biết sao được, Hà Chiếu Thành không có ở Hoài Khánh, Trần Anh Lộc không thể tự mình ra trận. Chỉ có Triệu Quốc Đống là thích hợp nhất. Đông Lưu, đừng coi nhẹ cậu ta xuất thân công an nên có chút kinh nghiệm khi xử lý việc này, cuối cùng không làm người ta thất vọng. Ninh Pháp cười nói. Đông Lưu, chắc anh cũng biết Triệu Quốc Đống cưới con gái Lưu Lão Tam mà. Ừ, tôi có nghe tới. Ứng Đông Lưu hơi động tâm, Ninh Pháp chưa bao giờ nhắc với mình về việc này. Lưu gia mặc dù đã không còn là gia tộc cách mạng nữa nhưng sức ảnh hưởng không hề kém. Hứa Gia Ninh cùng Lưu Trọng Bình phát triển mạnh, anh em Lưu Thác, Lưu Nham đang dâng lên, nhất là Lưu Lão vẫn còn sống nên có không ít người bên chính trị, Quốc Đống. Triệu Quốc Đống ngủ đến 8 giờ mới dậy, hắn nhìn đồng hồ rồi vội vàng đứng lên đi rửa mặt. Cũng may lệnh Hồ Triều đã sớm chuẩn bị xong mọi chuyện, hắn có thể lập tức lên đường. Sáng nay hắn cùng đoàn người Hứa Ngôn Hoa đến Đại học Công nghiệp An Nguyên, cũng nói chuyện với người ở đây, bàn về tương lai phát triển của ngành điện tử thông tin Hoài Khánh, điều tra xem làm như thế nào vận dụng tốt điều kiện của Đại học Công nghiệp với ngành sản xuất điện tử thông tin của Hoài Khánh. Cuộc khảo sát và tọa đàm buổi sáng khá thuận lợi, Đại học Công nghiệp An Nguyên có thái độ hoan nghênh đối với ngành điện tử thông tin của Hoài Khánh. Dù sao có thể kết hợp thành quả nghiên cứu của nhà trường vào thực tế cũng sẽ khiến cho trường tạo được thương hiệu lớn. Hai bên nói chuyện rất vui vẻ, Hứa Ngôn Hoa và trưởng khoa điện tử công trình cảm thấy mình vừa gặp đã quen, chưa cũng ăn ở nhà ăn của trường đủ thấy hai bên ăn ý như thế nào. Sau khi đưa đoàn người Hứa Ngôn Hoa lên quốc lộ 226, Triệu Quốc Đống mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Từ hôm qua đến hôm nay, hắn vẫn không chính thức thả lỏng mình. Hứa Ngôn Hoa có ấn tượng tốt đối với Hoài Khánh, nhưng còn nhiều nhân tố ảnh hưởng đến việc đầu tư của đối phương. Cuối cùng Hứa Ngôn Hoa có chọn Hoài Khánh hay không thì không rõ nên hắn không có đi báo cáo với Trần Anh Lộc và Hà Chiếu Thành về việc này, tránh cho cuối cùng lại thất vọng. Sâu trong lòng Triệu Quốc Đống hy vọng có thể làm thành hạng mục này. Theo hắn nhớ về sau ngành điện tử thông tin sẽ là thứ các thành phố lớn cạnh tranh nhau kịch liệt. Nếu như Hoài Khánh có thể đi trước một bước thì về sau khi lĩnh vực này phát triển này thì Hoài Khánh và An Đô kết hợp lại đối đầu với các thành phố khu vực Duyên Hải. Thực hiện sản nghiệp hỗ trợ lẫn nhau, phần cứng và phần mềm cùng phát triển. Theo Triệu Quốc Đống thấy thì An Đô và Hoài Khánh sớm muộn cũng sẽ hợp tác mạnh. Quyển 11, chương 52. Khi toàn tỉnh tiến hành hoạt động chỉnh đốn những hành vi tổn hại lợi ích nông dân, Hoài Khánh đã đi trước một bước. Sau khi Trần Anh Lộc lên tỉnh về, chiều hôm đó thị xã Hoài Khánh liền tổ chức hội nghị khẩn cấp với sự tham gia của bí thư, chủ tịch, phó bí thư phụ trách công tác tổ chức các quận, huyện. Hội nghị do Phó Bí thư Thị ủy Đàm Lập Phong chủ trì, tất cả các thường vụ thị ủy ở nhà đều tham gia. Trong hội nghị, thường vụ thị ủy, Bí thư Đảng ủy Chính Pháp Lưu Liên Xương thông báo tình hình cơ bản của vụ bạo động hôm trước ở huyện Tĩnh. Bí thư thị ủy Trần Anh Lộc hiếm khi mắng cho Bí thư huyện ủy, Chủ tịch huyện Tĩnh một trận. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo các quận, huyện thấy Bí thư Trần tức giận đến thế. Thị ủy cũng đưa ra văn bản yêu các quận, huyện tiến hành xâm nhập tìm hiểu. Hơn nữa còn phải tổ đôn đốc tới các quận, huyện kiểm tra. Nếu quận, huyện nào không làm tốt sẽ truy cứu trách nhiệm lãnh đạo chủ yếu. Dù là kẻ ngu cũng biết lần này thị ủy đã hạ quyết tâm, có ai mà xảy ra chuyện vào lúc này coi như mất hết tiền đồ chính trị. Vì thế cuộc chỉnh đốn tác phong làm việc đã diễn ra trên quy mô lớn ở toàn Hoài Khánh. Tiền Nguyên Huy đúng là không thể ngờ được Triệu Quốc Đống lại nói rõ tình hình khó khăn thực tế ở các quận, huyện với Trần Anh Lộc và tổ công tác tỉnh. Đây thực ra là giúp y thoát trách nhiệm. Y vốn nghĩ mình nhất định bị cuộc bạo động ở huyện Tĩnh hại thảm, Tiền Nguyên Huy không ngờ hạnh phúc lại đến đột nhiên như vậy. Tổ công tác tỉnh sau khi tìm hiểu rõ tình hình, cuối cùng chỉ đề nghị ủy ban kỷ luật tỉnh ủy cảnh cáo y, đây là niềm hạnh phúc quá lớn khi Tiền Nguyên Huy đã nghĩ tới kết quả xấu nhất. Tiền Nguyên Huy trong lúc nhất thời không biết nên đối mặt với việc này như thế nào. Mặc dù Triệu Quốc Đống và y có mâu thuẫn nhưng đó chỉ là vì công việc. Nhưng lần này Triệu Quốc Đống giúp y, nếu như không phải y giới thiệu và giải thích thì Tiền Nguyên Huy tin mình tuyệt đối không qua cửa. La Diệu Tổ và Võ Tử Sam sợ không dễ dàng qua cửa. Điểm này Tiền Nguyên Huy biết, từ lần trước Trần Anh Lộc phê bình huyện ủy, ủy ban huyện Tĩnh thì y biết bộ máy lãnh đạo huyện này khó thoát thân. Được đó anh Lộc, không ngờ Hoài Khánh còn dùng chiêu này. Sao, định giấu tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh tới bao giờ? Ninh Pháp lúc này đang rất vui vẻ. Y cười ha hả nói. Nếu không phải báo chí lộ ra thì tôi là bí thư tỉnh ủy cũng không biết. Sao, Hoài Khánh định mang tới bất ngờ cho tỉnh ủy,
ủy ban tỉnh trong hội chợ thương mại đó à? Hay Hoài Khánh có ý kiến với tỉnh từ hạng mục quốc tế Hoa Tâm? Bí thư nói gì vậy? Tỉnh ủy ban tỉnh phụ trách với toàn tỉnh. Quốc tế Hoa Tâm chọn Ando là do chính công ty chọn, Hoài Khánh chỉ có chút nuối tiếc chứ không có ý gì khác. Trần Anh Lộc vội vàng nói. Được rồi, anh cũng đừng có giấu tôi. Hạng mục quốc tế Hoa Tâm đã là quá khứ, bây giờ Hoài Khánh có hạng mục này, sao, đã xác định chưa thế? Trong lòng Ninh Pháp lúc này đang rất hưng phấn. Hạng mục này đầu tư vào đâu không quan trọng, chỉ cần vào An Nguyên là đủ. Hơn nữa truyền thông đã đưa tin thì về cơ bản đã xác định. Bây giờ vừa lúc có hội chợ thương mại, như vậy An Nguyên sẽ cho thấy được khả năng của mình. Mấy hạng mục xác định sẽ đưa ra ký kết trong hội chợ thương mại khá nhỏ làm Ninh Pháp không vui. Bây giờ nếu hạng mục này có thể mời Phó Thủ tướng Văn đến tham gia lễ ký kết coi như An Nguyên rất có mặt mũi. Chắc không vấn đề gì. Công tác trước đó coi như đã hoàn thành, khu đất cũng đã xác định, chỉ chờ ký kết chính thức. Trần Anh Lộc cũng khá vui vẻ, y vốn lên báo cáo về việc chỉnh đốn hành vi ảnh hưởng lợi ích nông dân, nhưng không ngờ Bí thư Ninh lại hỏi tới việc này. Anh Lộc, hạng mục này phải theo thật sát, hạng mục quốc tế Hoa Tâm ở An Đô đang tiến triển rất nhanh. Vị Trương Giật Kinh tiên sinh kia có tác phong làm việc làm chúng ta phải khâm phục. Hy vọng hạng mục ở Hoài Khánh cũng được như quốc tế Hoa Tâm để biến thành một cực trong sự phát triển lĩnh vực hệ thống mạch điện của An Nguyên chúng ta, hấp dẫn thêm các công ty liên quan tới An Nguyên. Phòng khách bên trong của Ninh Pháp được bố trí rất đẹp, trên tường treo hai bức tranh sơn thủy đầy nho nhã. Chính xác mà nói ngoài mấy vị lãnh đạo tỉnh mật thiết cùng với tiếp khách ở Trung ương, các bộ tới thì người cấp dưới như Trần Anh Lộc gần như không thể tới đây. Điều này làm Trần Anh Lộc rất bất ngờ nhưng đầy vui vẻ. Bí thư yên tâm, quốc đống đang chú trọng vào hạng mục này. Cậu ta nói chuyện rất hòa hợp với người phụ trách của công ty Hòa Tấn, chúng tôi đang định bàn với công ty sẽ ký kết trong hội chợ thương mại lần này, nếu không bây giờ chúng tôi đã có thể ký kết. Trên thực tế hai bên đã trao đổi xong mọi vấn đề. Trần Anh Lộc hai lần trước lên báo cáo với Ninh Pháp, vẻ mặt Ninh Pháp chưa bao giờ tốt như hôm nay. Điều này làm cho Trần Anh Lộc cũng yên tâm hơn nhiều. Ừ, rất tốt, hội chợ thương mại lần này Phó Thủ tướng Văn sẽ tới tham gia, đây là cuộc triển lãm thành tựu của An Nguyên chúng ta sau 20 năm cải cách. Là tỉnh lớn nhất khu vực Trung Tây, An Nguyên chúng ta đương nhiên phải thể hiện sự vượt trội trong mọi lĩnh vực của mình. Ninh Pháp nhấp ngụm nước nhìn tới làm Trần Anh Lộc thấp có chút áp lực. Hoài Khánh năm nay phát triển có thể nói là ổn định nhưng thiếu điểm sáng. Anh Lộc, hạng mục lần này chính là điểm sáng nhưng tôi thấy còn chưa đủ. Ở điểm này đảng ủy, chính quyền Hoài Khánh cần phải làm thêm nữa. Với hoàn cảnh của Hoài Khánh, tôi cảm thấy không chỉ dừng ở tình hình hiện nay, không nên cảm thấy thỏa mãn với một hạng mục nhất định, phải đứng ở độ cao mà nhìn nhận vấn đề. Ninh Lăng cùng Vĩnh Lương phát triển cũng rất nhanh, điều kiện của Hoài Khánh không kém hai nơi kia nhưng tại sao không thể vượt qua bọn họ, thậm chí vượt qua Miên Châu cùng Kiến Dương. Trần Anh Lộc khẽ gật đầu. Có thể ngồi nói chuyện một mình với bí thư tỉnh ủy chính là điều mà các bí thư thị ủy luôn mơ ước. Điều này chính là cơ hội rất tốt đối với mình có thể nói những suy nghĩ ra để lãnh đạo biết mục tiêu của mình, biết chính sách và cách làm của mình. Bí thư, hai năm trước do tình hình thực tế nên tôi tập trung chính vào ổn định chính trị và duy trì ổn định xã hội, khiến hơi coi nhẹ việc phát triển kinh tế, công tác này chủ yếu do thị trưởng Hà Chiếu Thành phụ trách chính. Trần Anh Lộc biết mình đây là nói thật. Bí thư Ninh không hài lòng với sự phát triển kinh tế của Hoài Khánh hiện nay. Mình cần là để bí thư Ninh tin mình có năng lực và quyết tâm khiến kinh tế Hoài Khánh bay vọt, chỉ là do nguyên nhân khách quan nên chưa thực hiện được mà thôi. Cục diện Hoài Khánh bây giờ đã thay đổi nhiều, bộ máy coi như đã điều chỉnh xong. Tôi dự định bắt đầu từ năm nay đảng ủy, chính quyền sẽ tập trung chính vào phát triển kinh tế. Trần Anh Lộc thấy Ninh Pháp nghe khá chăm chú nên càng cẩn thận nói. Thị ủy. Ủy ban dự định tận dụng khu khai phát xác định sản nghiệp trụ cột là ngành điện tử thông tin, nhất là lĩnh vực hệ thống mạch điện mà thu hút đầu tư. Ngoài hạng mục công ty Hòa Tấn, Phó Thị trưởng Quốc Đống cũng đang tích cực liên lạc với vài công ty lớn trong lĩnh vực này của Đài Loan, có lẽ trong tháng này sẽ tới khảo sát khu khai phát Hoài Khánh. Rất nhanh sẽ có một loạt công ty sản xuất thiết bị điện tử tiến vào Hoài Khánh. Thị ủy. Ủy ban Hoài Khánh ngoài việc phát triển lĩnh vực điện tử cũng đang tích cực phát triển các sản nghiệp trụ cột hiện có của Hoài Khánh, cố gắng chấn hưng ngành cơ giới Hoài Khánh. Năm ngoái công ty cơ giới An Vũ đã mua thành công nhà máy cơ giới. Năm nay nhà máy mới đã được đầu tư xây dựng xong, đã bắt đầu đưa vào sản xuất.
Ngoài ra Phó Thị trưởng Quốc Đống và Phó Thị trưởng Đặng Nhược Hiền cũng đang tích cực vận động đưa công ty máy công cụ An Nguyên lên thị trường chứng khoán, cũng đang tiến vào giai đoạn cuối cùng, cố gắng trong thời gian ngắn nhất đưa công ty lên thị trường chứng khoán. Trần Anh Lộc không tiếc lời khen cấp dưới trước mặt lãnh đạo. Triệu Quốc Đống không nói, biểu hiện của Đặng Nhược Hiền cũng rất tốt. Nhất là khi vận động để công ty máy công cụ niêm yết lên thị trường chứng khoán có thể nói phí nhiều công sức. Phó Chủ tịch tỉnh phụ trách công nghiệp Nhâm Vi Phong không ngừng khen ngợi Đặng Nhược Hiền, nói Trần Anh Lộc có hai cánh tay giỏi làm kinh tế. Triệu Quốc Đống và Đặng Nhược Hiền ở Hoài Khánh, kinh tế Hoài Khánh nhất định sẽ phát triển cực nhanh. Ninh Pháp cũng chú ý thấy điểm này. Nói thật bản thân Trần Anh Lộc không giỏi làm kinh tế. Nhưng khi Trần Anh Lộc làm thị trưởng thành phố Lam Sơn đã đoàn kết được người của chính quyền thành phố, làm cho mấy phó thị trưởng ngưng tụ lại cùng một chỗ, làm cho kinh tế Lam Sơn phát triển nhanh chóng. Trần Anh Lộc này giỏi dùng người, hơn nữa cũng rộng lượng. Đây là nguyên nhân chính mà Ninh Pháp đưa Trần Anh Lộc tới Hoài Khánh. Quyển 11, chương 5-13. Ninh Pháp cũng rất nhạy bén khi thấy Trần Anh Lộc nói đến việc hợp tác với thị trưởng Hà Chiếu Thành. Ngược lại dù phó bí thư thị ủy Đàm Lập Phong hay mấy phó thị trưởng khác đều được nhắc tới, đó cũng là một tín hiệu. Ấn tượng về Hà Chiếu Thành của Ninh Pháp cũng không sâu sắc. Đây là một người quy tắc, cũng không có nhiều điểm xuất sắc nhưng thường thường loại người có tính cách này lại có rất nhiều trong đội ngũ cán bộ, làm việc lúc nào cũng theo quy củ. Nếu như có thể có thêm một chút cơ duyên và quan hệ thì biết đâu lại khiến con đường làm quan lại càng thêm vững chắc. Chẳng qua theo Ninh Pháp thấy thì Hoài Khánh 2-3 năm trước thì có lẽ cần một thị trưởng như vậy tới để cân bằng, phối hợp, nhưng giờ thì cần suy xét xem ai thích hợp ngồi vào cái vị trí thị trưởng này hơn. Từ lời của Trần Anh Lộc thì cũng có thể nhìn ra Hà Chiếu Thành chưa phát huy đầy đủ tác dụng của một thị trưởng ở Hoài Khánh, ở một thời điểm nào đó thì hắn đúng là một thị trưởng hợp lệ, thế nhưng trải qua sự thay đổi về thế cục thì công tác trung tâm cũng phát sinh biến hóa, Hà Chiếu Thành cũng không thể theo kịp nhịp điệu, hắn có phần tụt hậu rồi. Hà Chiếu Thành chắc chắn không phải là sự lựa chọn thích hợp nhất, nhưng có ai vừa có thể hiệp trợ Trần Anh Lộc ổn định đại cục Hoài Khánh mà đồng thời lại có năng lực kéo kinh tế Hoài Khánh phát triển nhanh liên tục được. Đàm Lập Phong, Triệu Quốc Đống, hay là điều động một người từ cơ quan trực thuộc tỉnh hoặc Kiến Dương, Nguyên Châu. Trần Anh Lộc cũng cẩn thận quan sát thần sắc của Ninh Pháp. Xem ra Ninh Pháp vẫn khá hài lòng về ý nghĩ công tác do mình đề xuất, hai ngành công nghiệp điện tử và cơ giới đã tự bước đi được bằng hai chân của mình, không thể thiên vị, đồng thời cổ vũ các quận, huyện có điều kiện để đẩy mạnh kinh tế phát triển. Nhất là các xí nghiệp tư nhân theo mô hình lao động tập trung, dốc sức tạo lập nghề nghiệp, tiếp nhận sức lao động thẳng dư ở nông thôn và thành phố, thúc đẩy nông dân tăng thu nhập. Nông nghiệp cần điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp mạnh, thúc đẩy việc phát triển nông nghiệp sinh thái hiện đại ở ngoại ô và các nghề phụ ở nông thôn, rồi từ các con đường khác nhau xúc tiến tăng thu nhập cho nông dân. Khối nông nghiệp này có kém một chút nhưng làm như thế nào để cải thiện cơ cấu sản xuất nông nghiệp, làm thế nào để cải tạo nông nghiệp từ căn bản, làm sao để phát huy được giá trị cao nhất sức lao động thẳng dư của nông dân. Đã mấy lần hội nghị công tác liên tịch thị ủy, ủy ban nhân dân Hoài Khánh thảo luận về ba điểm này nhưng đều không có được đáp án nào khiến mọi người hài lòng. Cũng có ý kiến phương hướng tốt, tỉ như phát triển mô hình lao động tập trung, nhưng trong thời gian ngắn thậm chí là tương đối dài thì đều không thể nhìn ra hiệu quả. Những ý kiến còn lại đều thuộc loại vì cái lợi trước mắt điển hình, ví như phát triển sản xuất nông sản đặc sắc thì lại chịu ảnh hưởng quá lớn bởi nhân tố thị trường bên ngoài, một khi gặp phải sự thay đổi về kinh tế, khí hậu thì có khả năng sẽ rơi vào cảnh hai bàn tay trắng, độ mạo hiểm là rất lớn. Rất nhiều phương diện chính phủ chỉ có thể dẫn dắt mang tính kỹ thuật, không thể can thiệp hành chính, cách dẫn dắt này cũng có nghĩa là hiệu quả không dễ xuất hiện được. Anh Lộc, tôi thấy thị ủy, ủy ban nhân dân Hoài Khánh các anh cũng có suy nghĩ riêng nhưng phải tìm cách để ý tưởng này quán triệt xuống dưới, e là thị ủy, ủy ban nhân dân các anh phải dốc sức đẩy mạnh kiến thiết thực thi. Ninh Pháp liền chuyển đề tài. Hãy xem văn kiện được phát hàng năm về việc cấm xâm phạm quyền lợi hợp pháp của nông dân, nhưng năm nào cũng đều dính phải, lẽ nào thị ủy, ủy ban nhân dân các anh lại không biết? Hay là thị ủy, ủy ban nhân dân không rõ ràng lắm? Tôi thấy đây là ngoảnh mặt làm ngơ mới đúng. Đây là vấn đề về việc chấp hành, khi cấp trên phát văn kiện xuống dưới đều coi như là giấy vệ sinh để chùi đít, không ai coi đây là một sự việc, để đến lúc xảy ra vấn đề lớn rồi mới hộc tốc lao vào giải quyết hậu sự, điều này có nguyên nhân do đâu? Giọng điệu Ninh Pháp rất ôn hòa nhưng Trần Anh Lộc lại không hề cảm nhận được điều này, không khí lạnh từ điều hòa thấm vào sống lưng càng khiến hắn cảm thấy khó chịu. Bí thư Ninh, tôi sẽ nhớ kỹ những điều ngài nói,
sắp tới Hoài Khánh chúng tôi sẽ bắt tay chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, sửa trị những hành động xâm phạm quyền lợi hợp pháp của nông dân, công tác này do đồng chí Lập Phong chủ trì. Chúng tôi sẽ cố gắng làm cho tác phong của cán bộ chuyển biến trong vòng 3 tháng, đề cao việc chấp hành trong các cơ quan đảng, chính phủ, làm cho chính lệnh được thông suốt. Trần Anh Lộc cũng suy nghĩ rất nhanh rồi thuận theo ngay tức khắc. Như vậy thì rất tốt, Anh Lộc, Hoài Khánh là trung tâm của An Nguyên chúng ta, điều kiện cơ sở rất tốt, giai đoạn trước do nhiều nguyên nhân nên kinh tế phát triển trì trệ, khiến cho kinh tế toàn phía Tây An Nguyên bị sụp đổ. Tỉnh rất kỳ vọng vào anh, hy vọng anh có thể dẫn dắt cán bộ quần chúng của Hoài Khánh xây dựng thời huy hoàng của Hoài Khánh. Tôi rất tán thưởng cách anh mạnh tay trong việc dùng người, tránh ngắn mà nuôi dài, dùng người thì không nghi ngờ mà đã nghi thì không dùng. Là một bí thư thị ủy mà việc gì cũng phải tự làm lấy thì đó là kẻ tầm thường, sợ cấp dưới nổi trội hơn mình thì chứng tỏ năng lực của anh không đủ, về điểm này thì tôi cảm thấy anh làm rất khá. Bí thư thị ủy nắm cái gì? Nắm phương hướng, nắm quyết sách, nắm cán bộ, người trước là vĩ mô, người sau là vĩ mô và vi mô mà kết hợp được thì anh là một bí thư thị ủy thành công. Trần Anh Lộc nghe xong mà trong lòng cứ sục sôi. Bí thư tỉnh ủy đánh giá mình cao như thế khiến hắn có cảm giác như kẻ sĩ sẵn sàng chết vì tri kỷ. Khi Trương Nghiễm Lan đảm nhiệm phó chủ tịch thường trực tỉnh thì Trần Anh Lộc đảm nhiệm phó thị trưởng thường trực Lam Sơn, cũng không phải do Trương Nghiễm Lan xem trọng, cho nên khi Nam Hoa thiếu chức thị trưởng thì phó bí thư tỉnh ủy Dương Thiên Minh đã đề cử hắn thì lại bị Trương Nghiễm Lan phản đối vì cho là hắn không am hiểu công tác kinh tế, không thích hợp đảm nhiệm chức thị trưởng, do đó hắn bị gác lại suốt 2 năm. Cho tới khi Trương Nghiễm Lan rời khỏi vị trí phó chủ tịch thường trực tỉnh đến thành phố An Đô làm bí thư thị ủy thì hắn mới được lên làm thị trưởng thành phố Lam Sơn và rồi nhanh chóng được Ninh Pháp điều làm bí thư thị ủy Hoài Khánh. Xem ra bí thư Ninh khá hiểu rõ về mình, tuy mình không am hiểu công tác kinh tế nhưng mình có thể dụng cán bộ am hiểu công tác kinh tế là được.